Tu chân Liêu Thiên Quần chương 1467, đây là xin lỗi sao? Tống Thư Hàn nghe thấy tiếng uống nước ừng ực phía sau, nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy mỹ nhân rắn công đức rất hưởng thụ nốc sạch một bình nước sông mẫu tử. Tống Thư Hàn, chấm ba chấm, mỹ nhân rắn công đức nhìn Tống Thư Hàn, con ngươi dài mảnh cố gắng mở thật to, trông đến là ngoan ngoãn vô hại. Gần đây mỹ nhân rắn công đức càng ngày càng giỏi diễn trò. Nếu lần sau Bạch Tiền Bối còn muốn đóng phim thì cô ấy hoàn toàn có thể đóng vai nữ chính. Uống rồi ư? Tống Thư Hàn giật giật khóe miệng, mỹ nhân rắn công đức nghĩ ngợi một tí, sau đó vung tay ném quách cái bình sang bên cạnh rồi ra sức lắc đầu ngoay ngoẩy. Tống Thư Hàn đắng hết cả lòng mề, hắn hít sâu một hơi rồi quay sang hỏi ý kiến của Bạch Tiền Bối nhỏ. Bạch Tiền Bối, ánh sáng công đức có mang thai không? Bạch Tiền Bối đang dùng thìa múc canh đen xì, nghe Tống Thư Hàn hỏi, hắn quay sang nhìn mỹ nhân rắn công đức. Bạch Tiền Bối nhỏ suy tư một lát rồi đáp, về lý mà nói thì ánh sáng công đức không có đặc điểm của sinh mệnh, nên lẽ ra nước sông mẫu tử sẽ không ảnh hưởng đến chúng. Nhưng ánh sáng công đức của ngươi rõ ràng không phải là loại bình thường, Tống Thư Hàn, cho nên, có hai khả năng, một là ánh sáng công đức của ngươi mang thai, hai là chủ nhân của nó là ngươi sẽ mang thai thay nó. Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói xong lại tiếp tục uống thứ canh đen xì trong bát mình. Tống Thư Hàn muốn hòa khóc, quay đầu lại nhìn mỹ nhân rắn công đức. Bụng dưới của mỹ nhân rắn công đức vẫn phẳng lì, chẳng có vẻ gì là sắp mang thai cả. Nếu cô ấy không mang thai thì... Tống Thư Hàn nhìn xuống bụng dưới của mình, nếu cô ấy không mang thì chẳng lẽ mình sắp xong đời à? Đột nhiên hắn tuyệt vọng quá, không biết có phải ảo giác hay không mà bụng dưới của Tống Thư Hàn thật sự hơi hơi trướng lên, cứ như có một sinh linh bé bỏng đang hình thành trong đó vậy, cực kỳ tuyệt vọng. TNG, Tống Tiền Bối sắp sinh em bé sao? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nhìn xuống bụng của Tống Thư Hàn, Tô Thị A Thập Lục, nước sông mẫu tử khác với ánh nhìn mang thai, nghe nói uống nó xong sẽ sinh ra một cục thịt thôi. Dược sư Tiền Bối, phải làm sao bây giờ? Chàng trai ấm áp dược sư ngồi bàn bên cạnh ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, không phải sợ, có ta ở đây. Mổ sinh ta cũng biết, dù không phải là sở trường nhưng phối hợp với trì vũ thuật thì hoàn toàn có thể mổ lấy cục thịt ra cho Thư Hàn. Thư Hàn tiểu hữu không phải lo đâu, dù được dược sư Tiền Bối an ủi nhưng Tống Thư Hàn chẳng thấy vui vẻ chút nào. Nếu biết trước thế này thì đã không lôi mỹ nhân rắn công đức ra làm màu rồi. A, đúng lúc này. Mỹ nhân rắn công đức ngẩng đầu lên rồi phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết trầm bổng du dương phiên bản Tống Thư Hàn. Sau khi kêu xong, nó há miệng phun ra một quả cầu kim cương to cỡ quả bóng bàn. Viên kim cương này cấu thành từ sức mạnh công đức có độ tinh khiết cực cao, vàng óng lung linh, trông rất đẹp. Mỹ nhân rắn công đức duỗi hai tay đón lấy quả cầu vàng kia. Sau đó cô dâng nó đến trước mặt Tống Thư Hàn. Cô uống nước sông mẫu tử rồi sinh ra cái này đấy à? Tống Thư Hàn nghi hoặc hỏi, đồng thời hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào thì cái gánh nhỏ của mỹ nhân rắn công đức cũng không rơi xuống đầu hắn, thế là hắn khỏi lo bị trở thành người đàn ông đầu tiên phải sinh mổ trong nhóm cửu châu số 1. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàn nghe thấy âm thanh tiếc nuối thổn thức phát ra từ mọi ngóc ngách của thực tiên yến, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Bá Tống Huyền Thánh không mang thai rồi, deep line, quả cầu vàng này có làm được gì không? Tống Thư Hàn cầm quả cầu vàng, nhìn ngắm thật kỹ. Trừ việc được ngưng tụ từ sức mạnh công đức thì hắn không thấy quả cầu này có chỗ nào khác thường cả. Được rồi, ta nhận lấy đã vậy. Dù gì thì nó cũng được đổi lại từ một bình nước sông mẫu tử mà. Tống Thư Hàn thầm nghĩ, khi hắn định thu quả cầu vàng kia vào vòng tay không gian thì lại thấy vẻ mặt của mỹ nhân rắn công đức. Ánh mắt của Vít Tiên Tử cứ nhìn chằm chằm quả cầu vàng trên tay hắn. Tay hắn dời về phía nào thì ánh mắt của Vít Tiên Tử cũng liếc về phía ấy. Tống Thư Hàn cầm quả cầu vàng, vung thành hình ngôi sao năm cánh, đầu của Vít Tiên Tử cũng di động theo, vẽ nên hình ngôi sao năm cánh. Tống Thư Hàn, chẳng lẽ vì quả cầu vàng này được sinh ra nhờ tác dụng của nước sông mẫu tử nên Vít Tiên Tử đã coi nó như con của mình rồi sao? Nếu là thế thật thì, Tống Thư Hàn suy nghĩ một chút rồi trả quả cầu vàng vào tay mỹ nhân rắn công đức, nó thuộc về cô đấy. Vít Tiên Tử nhanh chóng nhận quả cầu vàng về rồi ôm khư khư trước ngực như báu vật, xem ra đối với cô thì quả cầu vàng này còn quý giá hơn xích tiêu tử tiền bối nhiều. Thực tiên yến lại tiếp tục, bảy suất còn lại được bảy thực khách khác chiếm giữ bằng các phương pháp khác nhau. Sau đó hoạt động rút thăm trúng thưởng chính thức bắt đầu. Tống Thư Hàn còn một suất do hắn vừa thắng được. Các vị tiền bối ơi, có ai cần ghế nữa không? Tống Thư Hàn hỏi. Nếu có tiền bối nào cần thì hắn sẽ tặng suất của mình cho người đó. Còn nếu không ai muốn, hắn sẽ lôi cổ con chim ngốc kia ra. Nếu cứ để nó ru rú tu luyện ở trong đó thì chứng cùng tu luyện của nó sẽ nặng thêm mất. Thành viên của nhóm cửu châu số 1 nhao nhao lắc đầu, cuối cùng Tống Thư Hàn đành cưỡng chế lôi tước yêu tiểu thải ra, cho nó suất mình vừa thắng được. Tiên trân của thực tiên yến được đưa lên hết món này đến món khác,
đám người bắt đầu trầm tĩnh lại, toàn tâm toàn ý thưởng thức thực tiên yến. Qua ba lượt rượu, mọi người bắt đầu hàn huyên trời nam đất bắc. Tống Thư Hàn vểnh tai lên hóng hớt kinh nghiệm mạo hiểm, kinh nghiệm tu luyện và những chuyện lý thú trong tu luyện của các tiền bối nhóm Cửu Châu số 1, hắn phải nhớ kỹ những chuyện này, trong tương lai, chúng đều có thể trở thành kinh nghiệm để hắn trở thành một đại tiền bối đủ tiêu chuẩn. Đúng lúc các đạo hữu đang cười nói vui vẻ, mỹ nhân rắn công đức sau lưng Tống Thư Hàn bỗng thò tay bắt một cái sau lưng Bạch tiền bối. Chá, Bạch tiền bối nhỏ đang uống tiên nhưỡng giơ tay đánh rớt bàn tay của mỹ nhân rắn công đức. Tống Thư Hàn nghe thấy âm thanh, bèn quay đầu lại. Sau đó hắn thấy mỹ nhân rắn công đức co rúm thành một cục không nhúc nhích, vẻ mặt đến là dịu ngoan. Sao thế? Tống Thư Hàn nghi hoặc hỏi. Bạch tiền bối nhỏ, chẳng biết nữa, mỹ nhân rắn công đức của ngươi tự nhiên giơ tay định túng đầu ta. Tống Thư Hàn nhìn mỹ nhân rắn công đức, phải cất cô ấy đi mới được. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì mỹ nhân rắn công đức lại thò tay về phía Bạch tiền bối ngay trước mắt hắn, rồi bắt tóc của Bạch tiền bối. Mục tiêu của mỹ nhân rắn công đức là tóc của Bạch tiền bối sao? Chát, Bạch tiền bối lại ra tay đánh văng bàn tay nhỏ của mỹ nhân rắn công đức. Mỹ nhân rắn công đức lại co rúm thành một cục, tỏ vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng ba giây sau, cô vẫn chưa biết sợ, lại thò tay bắt tóc của Bạch tiền bối. Tống Thư Hàn, chá, Bạch tiền bối nhỏ lại đánh văng tay của mỹ nhân rắn công đức, quá tam ba bận nhé. Nếu thêm một lần nữa thì dù mỹ nhân rắn công đức có là ánh sáng công đức của Tống Thư Hàn, hắn cũng sẽ dùng một kiếm bắn nó vào trong vũ trụ. Cùng đao tam lãng ấm ức, liên quan gì đến hắn ở đây? Dường như kiếp tiên tử nghĩ ra điều gì đó, hai mắt cô sáng ngời lên. Sau đó, cô lại lấy ra một bình nước sông mẫu tử, ngửa cổ dốc hết một hơi vào bụng, cực kỳ phóng khoáng. Tống Thư Hàn, hỏi chấm, kiếp tiên tử định làm cái gì vậy? Khó chịu quá nên mượn nước sông để tiêu sầu à? Uống xong nước sông mẫu tử, mỹ nhân rắn công đức lại làm lại động tác trước đó. Một lát sau, cô há miệng phun ra một quả cầu vàng. Sau đó cô dùng hai tay dâng quả cầu vàng cho Bạch tiền bối. Bạch tiền bối nhỏ, có lẽ cô ấy muốn lấy tóc của Bạch tiền bối đó. Tống Thư Hàn phiên dịch, tóc. Bạch tiền bối nhìn quả cầu vàng trong tay mỹ nhân rắn công đức. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra quả cầu vàng này cực kỳ đẹp, còn mỹ lệ lóa mắt hơn bất cứ viên kim cương nào trên cõi đời này. Nó còn được tạo ra bởi sức mạnh công đức, nên nếu mang bên người thì có thể tránh ma quỷ và tai ương. Bạch tiền bối nhỏ trầm tư một lát, sau đó hắn vỗ tay, cũng được, đúng lúc có thể dùng nó để chế tác một pháp khí mà ta đã muốn làm từ lâu. Được lắm, giao dịch thôi. Bạch tiền bối nhỏ vươn tay cầm lấy một sợi tóc dài của mình rồi kéo một cái, đoạn đưa sợi tóc cho Hít tiên tử. Hít tiên tử vui vẻ giao quả cầu vàng cho Bạch tiền bối, một cuộc mua bán đẹp lòng cả hai bên đã hoàn thành. Tống Thư Hàn, hóa ra với Kiếp tiên tử thì quả cầu vàng kia chẳng phải là con cái gì cả. Cô đổi lấy tóc của Bạch tiền bối làm gì thế? Tống Thư Hàn nghi ngờ hỏi. Kiếp tiên tử cầm sợi tóc dài của Bạch tiền bối, đâm nhẹ vào quả cầu vàng. Quả cầu vàng nhìn cứng rắn là thế mà lại bị sợi tóc của Bạch tiền bối đâm xuyên qua. Kiếp tiên tử thắt nút sợi tóc lại, sau đó cô đeo quả cầu vàng lên cổ mình. Khi toàn thân mỹ nhân rắn công đức lúc lắc, quả cầu vàng nhảy nhót trên đôi gò bồng đảo trông muốn mù cả mắt. Tống Thư Hàn, tâm trạng của hắn lúc này cực kỳ phức tạp, hắn không biết mình phải rủa xả hành vi của Hít tiên tử như thế nào nữa, nhưng mà không rủa xả thì cứ tức anh ách trong lòng. Dường như cảm giác được tâm tình uất nghẹn của túc chủ Tống Thư Hàn, mỹ nhân rắn công đức vươn tay vỗ vỗ lên vai hắn. Sau đó, cô cắn răng, lấy một bình nước sông mẫu tử khác trong túi hắn ra, mở nắp, uống cạn. Tống Thư Hàn, hỏi chấm, tiên tử lại định làm gì đấy? Phí mất của ta thêm một bình nước sông nữa rồi. Một lát sau, mỹ nhân rắn công đức lặp lại quá trình vừa rồi, phun ra một quả cầu vàng kim, đưa cho Tống Thư Hàn. Sau khi nốc cạn ba bình nước sông mẫu tử, mỹ nhân rắn công đức tiêu hao không ít, thân thể bắt đầu trở nên trong suốt. Sau khi tặng quả cầu vàng thứ ba cho Tống Thư Hàn, mỹ nhân rắn công đức chủ động về lại cơ thể của hắn, bắt đầu nghỉ ngơi. Tống Thư Hàn cầm quả cầu vàng trong tay mà dở khóc dở cười. Đây là lời xin lỗi của Hít tiên tử đó ư? Nhưng hắn lấy thứ này làm gì mới được? Đâu thể học theo mỹ nhân rắn công đức lấy tóc của Bạch tiền bối sâu vào rồi đeo lên cổ đúng không? Tống Thư Hàn không nhịn được phải quay sang nhìn mái tóc dài của Bạch tiền bối nhỏ. Ngươi cũng muốn à? Bạch tiền bối hỏi. Tống Thư Hàn lắc đầu, đàn ông đàn an như ta mà đeo cái quả cầu vàng to đùng như thế trên cổ thì cay mắt lắm, cũng có lý. Bạch tiền bối nhỏ gật đầu rồi tiếp tục mỹ mãn thưởng thức phần thực tiên yến nhiều gấp mấy người thường của mình. Tống Thư Hàn thu quả cầu vàng vào vòng tay không gian. À đúng rồi, Thư Hàn, chúc mừng ngươi thăng cấp lên cảnh giới ngũ phẩm. Bạch tiền bối đột nhiên nhớ tới chuyện này, bèn nâng chén nói với Tống Thư Hàn, kim đan đã kết, cuối cùng ngươi không còn là một tiểu tu sĩ nữa rồi. Khi nói chuyện,
Bạch tiền bối sử dụng thuật truyền âm nhập mật trong phạm vi nhỏ, thân phận của Tống Thư Hàng bây giờ cũng là huyền thánh bát phẩm, dù có muốn chúc mừng hắn thì cũng phải tránh cho người ngoài nghe thấy. Cảnh giới kim đan ngũ phẩm có thay đổi về chất so với các cảnh giới trước đó, tứ phẩm cũng chỉ là tu sĩ nhỏ, nhưng kim đan ngũ phẩm thì đã có thể xưng là linh hoàng, địa vị của hai bên chênh lệch rất lớn. Sau khi tấn thăng lên ngũ phẩm thì Tống Thư Hàng đã chính thức có địa vị không thấp trong tu chân giới. Dù ở trong tông môn cỡ lớn thì linh hoàng ngũ phẩm cũng có thể đảm nhiệm chức vị phong chủ của một phong rồi. Cảm ơn Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng nâng chén, chạm khẽ vào chén của Bạch tiền bối rồi thoải mái uống cạn. Tiên nhưỡng do biệt tuyết tiên cơ tự tay ủ có hương vị rất tuyệt vời. Rượu này có mùi vị làm say đắm lòng người. Chỉ có lần ở thú giới, bị kéo vào không gian kỳ quái thay cho Trình Lâm, gặp đạo nhân mang vạt rượu, Tống Thư Hàng mới được thưởng thức mùi vị đẳng cấp như thế. Hắn là kiểu người không thích uống rượu mà ngửi mùi này xong cũng không nhịn được phải uống thêm vài chén. Chúc mừng ngươi, Thư Hàng. Tô Thị A Thập Lục ở bên cạnh cũng nâng chén lên, cảm ơn. Tống Thư Hàng lại rót đầy rồi cùng chén với Tô Thị A Thập Lục. Tống tiền bối, ta cũng kính ngươi, chúc mừng ngươi. Vũ Nhu Tử cười hì hì nâng chén. Tống Thư Hàng lại mỉm cười chạm chén với Vũ Nhu Tử, ta cũng kính ngươi. Chúc mừng ngươi nhé Thư Hàng đạo hữu. Diệt Phượng công tử đứng lên, ta nữa. Cuồng Đao Tam Lãng cười ha hả, Tống Thư Hàng không từ chối một ai, nốc hết chén này đến chén khác, cuối cùng hắn còn không nhớ nổi những ai đã mời rượu mình. Tiên nhưỡng, đương nhiên phải khác với rượu phàm. Dù là người tu luyện thì uống nhiều cũng say, ồ, thể chất của Thư Hàng tiểu hữu mạnh quá. Kính hết một vòng rồi mà vẫn chưa say. Cuồng Đao Tam Lãng nói, Tống Thư Hàng cười ha ha, vẫn còn sớm mà, thể chất của hắn có thể so được với chân quân lục phẩm, còn tăng thêm kim đan ba hạt nhân trong thể nội, dù có chút men say, nhưng cơn say đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ cần cho hắn một chút thời gian là hắn có thể nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Tiên trân trong thực tiên yến được mang lên hết món này đến món khác, cùng lúc đó, vòng rút thăm trúng thưởng cũng công bố những khách mời may mắn, không chút ngoài ý muốn. Bạch tiền bối rút được một suất, suất này được giao cho đồng quái tiên sư để hắn đưa đồ đệ của mình là thiết quái toán tiên đến cùng. Đồng thời, các tu sĩ từ lục phẩm trở xuống đã bắt đầu lập trận pháp phong ấn chuyên dụng dùng cho thực tiên yến lên người mình. Thực tiên yến lần này phong phú hơn rất nhiều so với dĩ vãng, cộng thêm lĩnh hội về pháp tắc cụ hiện hóa trong lúc mất trí nhớ, khiến cho các thực khách thu hoạch được nhiều hơn hẳn trước kia, thậm chí có mấy vị tôn giả thất phẩm cũng lập phong ấn trên người mình. Sau khi thực tiên yến lần này kết thúc, chỉ cần hấp thu được hết những thu hoạch ấy thì công lực của tất cả người tu luyện ở đây sẽ tăng lên rất nhiều. Ở thế giới bên ngoài đêm đã về khuya, thực tiên yến cũng bắt đầu đi tới hồi kết. Mấy món tiên trân mà biệt tuyết tiên cơ giành lại sau cùng cũng được đưa lên. Trong đó món ăn được chú ý nhiều nhất chính là món đã được quảng cáo ngay khi thực tiên yến vừa được mở ra, kình thánh yến. Một vị kình thánh cực kỳ cường đại đã bỏ thân thể cũ của mình sau khi đột phá. Biệt tuyết tiên cơ có được một phần nhỏ của thân thể ấy, làm thành món chính giữ nhà trong thực tiên yến hôm nay. Đối với thân thể khổng lồ như một hòn đảo nhỏ của kình thánh cực qua thánh quân thì một phần nhỏ cũng đã là rất nhiều rồi. Mấy vị huyền thánh ngồi đây chỉ chờ mỗi kình thánh yến, đặc biệt là đông qua thánh quân. Cực qua thánh quân có địa vị đặc biệt trong lòng hắn. Đáng nhắc tới nhất là món kình thánh yến này còn do chính cực qua thánh quân long trọng đề cử đông qua thánh quân đến nếm thử. Kiểu đề cử long trọng này khá là vi diệu. Kình thánh yến được đưa lên, Tống Thư Hàng vẫn còn đang trong tình trạng nửa say nửa tỉnh. Lúc ăn tiếp thì Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy mình bị thiệt to rồi. Bởi vì say nên hắn chẳng nếm ra mùi vị gì của các món tiên trân lên sau cả, chỉ biết nhét lấy nhét để vào bụng thôi. Bạch tiền bối nhỏ đã lập một phong ấn chuyên dụng cho thực tiên yến trên người hắn, để tránh hắn ăn quá nhiều rồi bị linh lực nổ tan xác, vẫn chẳng có mùi vị gì cả. Tống Thư Hàng thở dài, Thư Hàng, ta có thuốc tỉnh rượu này, mỗi tội hơi đắng một tí thôi, ngươi có cần không? Uống nó vào sẽ tỉnh rượu, giúp ngươi khôi phục như lúc đầu đấy. Lúc này, dược sư đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Tống Thư Hàng nước mắt chứa chan, ta ăn xong thực tiên yến rồi, dược sư tiền bối, ngài cố ý có phải không? Không, tự nhiên ta quên bén mất ấy mà. Dược sư tươi cười ấm áp, Tống Thư Hàng thở dài não ruột, ngẩng cổ nhìn trời, cảm giác chến choáng vẫn còn chưa tan hết, bỗng nhiên hắn thấy trước mắt xuất hiện một tia sáng kỳ lạ, tiên nhưỡng tác dụng chậm à. Tống Thư Hàng nghĩ bụng, những tia sáng kia chẳng mấy chốc đã phủ kín cả thế giới, đồng thời, hắn phát hiện ra thân thể của mình, của Bạch tiền bối, Tô Thị A Thập Lục, Thất Tu Thánh Quân và mấy vị huyền thánh khác đều biến thành những luồng sáng, sức mạnh công đức. Tống Thư Hàng hơi giật mình, những tia sáng này dường như được ánh sáng công đức tạo thành. Đúng lúc đó, mỹ nhân rắn công đức trong thể nội Tống Thư Hàng mở to hai mắt,
Cô vươn ngón tay gãy một cái, đẩy một tia sáng ra. Khi cô tiếp xúc với tia sáng kia, tinh thần của Tống Thư Hàn dường như gia tốc, vận chuyển với tốc độ cực nhanh. Tống Thư Hàn có cảm giác rất kỳ lạ. Khi mỹ nhân rắn công đức tiếp xúc với tia sáng kia, dường như hắn đã biến thành một cái máy tính vừa được nối dây mạng. Thông qua dây mạng này, hắn hòa vào một thế giới khổng lồ. Đó là một thế giới mạng lưới công đức vô cùng phức tạp, có rất nhiều kiến thức tạp nham rối loạn với nhau. Đồng thời, Tống Thư Hàn gặp một vị tiền bối quen thuộc trong thế giới mạng lưới công đức nọ, đó là Kình Thánh Cật Qua Thánh Quân tiền bối. Thân thể mới của Cật Qua Thánh Quân đang bơi qua bơi lại trong thế giới mạng lưới công đức này. Nó đang tiếp thụ truyền thừa thuật pháp trường sinh trong thế giới mạng lưới công đức. Khi Tống Thư Hàn cảm ứng được Cật Qua Thánh Quân thì Cật Qua Thánh Quân cũng cảm ứng được hắn. Ồ, bá Tống đạo hữu tới rồi đó à. Cật Qua Thánh Quân nói, hắn cũng không thấy kinh ngạc khi Tống Thư Hàn có thể vào được thế giới mạng lưới công đức này. Bởi vì hắn biết mỹ nhân rắn công đức thiết tiên tử trên người Tống Thư Hàn tu luyện cùng một bộ công pháp với mình, vả lại, theo lý thuyết thì mỹ nhân rắn công đức còn tiếp xúc với thế giới mạng lưới công đức này sớm hơn cả hắn. Chỉ là không hiểu tại sao mỹ nhân rắn công đức không tiếp nhận truyền thừa trường sinh ở đây thôi. Cật Qua tiền bối, đây chính là thế giới mà ngươi từng nói sao? Tống Thư Hàn hỏi chủ nhà, cái đầu khổng lồ của Cật Qua Thánh Quân khẽ cúi xuống như đang gật đầu, trong này có gì vậy? Tống Thư Hàn tò mò hỏi. Rất nhiều, vô cùng nhiều tin tức. Mỗi một sợi dây công đức mà ngươi có thể nhìn thấy đều là một nguồn tin tức. Bên trong đó cái gì cũng có, hệt như Internet của con người vậy. Nó có phim, có tiểu thuyết, có âm nhạc, tin tức, trò chơi. Mạng lưới công đức này cũng thế, bao gồm vô số chủng loại khác nhau. Nhưng ta tạm thời không thể xem hay download được chúng nó, vì ta không có quyền hạn. Cật Qua Thánh Quân nói, Tống Thư Hàn thử vươn tay tiếp xúc với những sợi dây công đức kia. Trong ý thức truyền đến tin tức hắn không có đủ quyền hạn, vì sao ta lại tiến vào thế giới này? Tống Thư Hàn nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ hắn uống nhiều quá nên xông nhầm vào à? Chắc chắn là ngươi đã tham gia thực tiên yến và ăn nhục thân cũ của ta rồi. Cật Qua Thánh Quân cười ha hả nói, lại thêm, thiết tiên tử trên người ngươi tu luyện công pháp cùng nguồn gốc với ta nữa. Nhiều nhân tố kết hợp, cho nên ngươi vào được đây cũng là chuyện bình thường thôi. Tống Thư Hàn gật đầu, cái hiểu cái không, thế bao giờ thì ta có thể ra ngoài? Chớ vội ra ngoài làm gì, ta đang nhàm chán quá, ở đây trò chuyện với ta một lát đi. Dù sao ngươi cũng đã từng nếm qua thân thể của ta rồi mà. Cật Qua Thánh Quân nói, Tống Thư Hàn, câu này của Cật Qua Thánh Quân nghe cứ khó đỡ thế nào ấy nhỉ, ta đã ở trong thế giới mạng lưới công đức một thời gian rồi. Bây giờ ta hoài nghi thế giới mạng lưới công đức khổng lồ này là tạo vật của một vị trường sinh giả siêu mạnh, nhưng không hiểu vì sao vị trường sinh giả này lại bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi. Cật Qua Thánh Quân nói với Tống Thư Hàn, thậm chí Cật Qua Thánh Quân còn hoài nghi kẻ tạo nên thế giới mạng lưới công đức này là một tồn tại còn vượt trên cả trường sinh giả. Nhưng suy đoán này quá to gan nên hắn không dám nói thẳng ra, chỉ có thể thu nhỏ phạm vi cảnh giới tới mức trường sinh giả siêu mạnh mà thôi. Tống Thư Hàn bình tĩnh gật đầu, có thể là vì hắn đã từng tiếp xúc với hai đời chúa tể cửu U, từng chọi nhau với thiên đạo trong hình hài tinh cầu mọc mắt, và trong tay yêu sủng thông nương nhà hắn còn có một thanh cửu tu phượng hoàng đao nữa. Cho nên sau khi nghe được tin tức về trường sinh giả siêu mạnh thì chẳng hề kinh ngạc chút nào, dường như Cật Qua Thánh Quân đã ở một mình trong thế giới mạng lưới công đức quá lâu, cho nên hắn có không biết bao nhiêu chuyện muốn chia sẻ với Tống Thư Hàn. Đang nói, hắn bỗng dừng lại, có người tìm ngươi ở ngoài kìa. Cật Qua Thánh Quân nói, Tống Thư Hàn mở màn hỏi lại, ai? Tam Chu Thánh Quân, một huyền thánh nổi danh đã lâu, đương nhiên là còn non hơn ta nhiều lắm. Hình như hắn tìm ngươi để luận đạo thì phải. Cật Qua Thánh Quân nói, Tống Thư Hàn xua tay, không sao đâu, ta đang say mà, vậy có thể cho ta cơ hội này được không? Cật Qua Thánh Quân vui vẻ hỏi, gần đây hắn thu hoạch được rất nhiều, đang muốn tìm một cao thủ có cảnh giới tương đương với mình để bàn luận đây. Tống Thư Hàn, ta cầu còn không được ấy chứ. Trong thực tiên yến, Tam Chu Thánh Quân phe phẩy cây quạt, đi tới bên cạnh Tống Thư Hàn, cười nói, bá Tống đạo hữu, sau khi thực tiên yến kết thúc thì ngươi có thời gian rảnh không, ngươi muốn luận đạo hả? Chờ ngày không bằng hôm nay, chúng ta bắt đầu luôn bây giờ được chứ? Trên người Tống Thư Hàn vang lên một giọng nói rất vội vàng, rất sốt sắng. Tam Chu Thánh Quân, luận đạo cũng phải xem hoàn cảnh mới được chứ? Bình thường các đạo hữu luận đạo đều tìm một nơi có cảnh vật ưu nhã và yên tĩnh. Sau đó đốt hương, dâng trà, rồi hai vị đạo hữu trở lên vừa uống trà vừa luận đạo. Trà này không thể là linh mạch bích trà bình thường, mà tốt nhất là trà ngộ đạo có thể mang lại linh cảm mới cho các đạo hữu khi luận đạo. Huyền thánh luận đạo thì còn phải trang trọng và hoành tráng hơn, bình thường đều lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy mặt trăng,
Mặt Trời và các vị tinh tú làm quân cơ, lên tới Thái Không, đàm luận những điều bí ẩn huyền diệu trong đại đạo. Giọng điệu sốt sắng của Bá Tống Huyền Thánh là sao đây? Muốn luận đạo ngay trong Thực Tiên Yến à? Từ từ đã, Bá Tống đạo hữu, luận đạo ở đây không thỏa đáng lắm đâu. Tam Chu Thánh Quân phe phẩy quạt lông, đang định nói vài lời, thì đúng lúc này, giọng nói sốt sắng trên người Bá Tống Huyền Thánh lại vang lên, đừng có lằng nhà lằng nhằng nữa, Tam Chu Huyền Thánh ngươi làm việc theo lối mòn quá, hết quy tắc này đến quy tắc khác, nhìn có vẻ cao cấp đấy, nhưng vô hình trung chúng sẽ trói buộc ngươi, thế là không tốt đâu. Muốn đột phá cửu phẩm thì phải bỏ hết mấy cái đồ vật cũ, quy tắc cũ, quan niệm cũ đi. Thậm chí nếu cần thì thân thể cũng bỏ tuốt cũng được. Tam Chu Thánh Quân hơi ngạc nhiên, chiếc quạt đang đong đưa trong tay cũng ngừng lại. Sao hắn thấy hình như Bá Tống Huyền Thánh hiểu rõ về mình thế nhỉ? Rõ lắm luôn. Trong lời nói của Bá Tống Huyền Thánh còn mang giọng điệu chỉ điểm cho người ta thức tỉnh nữa mới chết chứ. Chúng ta nói chuyện chính luôn đi. Gần đây ta đang nghiên cứu sức mạnh công đức, có thu hoạch rất lớn, đang định tìm đạo hữu đến đàm luận về thời cơ tấn thăng lên cửu phẩm, thậm chí là cấp bậc cao hơn nữa, thuật pháp trường sinh. Chúng ta phải nhìn xa trông rộng hơn. Hôm nay nhân cơ hội hiếm có, đông đảo đạo hữu hội tụ với nhau, bắt đầu luận đạo đi. Nói tới đây, giọng nói trên người Bá Tống Huyền Thánh dường như sinh ra cộng minh với thiên địa. Giữa trời đất có một lượng lớn ánh sáng công đức hội tụ lại thành một đóa hoa sen, nở rộ bên cạnh Bá Tống Huyền Thánh, mang lại hiệu quả thị giác cực cao. Hôm nay Bá Tống Huyền Thánh vẫn phô trương hoang phí quá. Các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 thì lại nhìn Tống Thư Hàn bằng ánh mắt khiếp sợ. Định mệnh, có chuyện gì xảy ra với Tống Thư Hàn thế này? Các đạo hữu trong nhóm đều biết Tống Thư Hàn mới chỉ vừa thăng cấp lên ngũ phẩm mà thôi. Cái trạng thái hoa sen công đức điên cuồng nở rộ, dáng vẻ như muốn luận đạo cùng một đám huyền thánh này là thế nào? Mặt khác, giọng nói trên người Tống Thư Hàn rất cổ quái. Nghe thì vẫn giống giọng của Tống Thư Hàn, nhưng nghe kỹ ra thì có thể phát hiện nó không phát ra từ miệng hắn mà là cất thẳng lên từ trên người hắn. Chẳng lẽ Bạch Tiền Bối đang âm thầm trợ giúp Tống Thư Hàn à? Đồng thời, không biết từ lúc nào, Yêu Mộng Thánh Quân, Thanh Loan Thánh Quân, Đông Qua Thánh Quân, Thất Tu Thánh Quân và các vị huyền thánh khác đã vây quanh Bá Tống Huyền Thánh. Thế là bằng phương thức thô bạo như vậy, cuộc luận đạo của các huyền thánh được mở màn. Rất nhiều tu sĩ siết chặt nắm tay kích động. Không ngờ phần cuối của Thực Tiên Yến lại có một màn bổ sung hoành tráng thế này, một đám huyền thánh luận đạo đó nha. Thu hoạch lần này e rằng còn lớn hơn cả huyền thánh giảng pháp nữa đó. Huyền thánh giảng pháp thì chỉ có một vị huyền thánh mới thăng cấp giảng giải về đạo và kinh nghiệm tu luyện của mình thôi, mà trước mắt lại có cả đám huyền thánh đang đàm đạo về đạo và kinh nghiệm. Thực Tiên Yến lần này không những không lỗ mà còn lãi to. Nếu Thực Tiên Yến của giới nào cũng đặc sắc như Thực Tiên Yến năm nay thì dù có đập nồi bán sắt, bán thận cũng phải săn cho bằng được một vé, một quả thận mà thôi, tu sĩ bổ sung lại được ngay ấy mà. Nhưng ngay sau đó, các đạo hữu đang chìm trong cảm xúc kích động chợt phát hiện ra mình quá non nớt, quá ngây thơ rồi. Huyền thánh giảng pháp không hề che chắn người ngoài, thế nhưng mọi người nghe chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì cả. Không phải do nội dung luận đạo của các vị huyền thánh quá thâm sâu khó hiểu, mà là khi luận đạo thì các vị huyền thánh nói với nhau bằng ngôn ngữ viễn cổ. Bá Tống Huyền Thánh mở đầu, ba la ba la. Tam Chu Thánh Quân suy nghĩ sâu xa một lát rồi nói, bolo bolo. Ngay sau đó, Yêu Mộng Thánh Quân phát biểu cảm tưởng của mình, bolo ba la. Ngay cả Thất Tu Thánh Quân vừa mới thăng cấp cũng có thể dùng ngôn ngữ viễn cổ để hoàn thành cuộc giao lưu, mặc dù tốc độ hơi bị chậm, bele bli. Đông Qua Thánh Quân không cam lòng yếu thế. Hắn có quan hệ nguồn gốc sâu xa với Cực Qua Thánh Quân, cho nên nói ngôn ngữ viễn cổ cũng lưu loát lắm, ba la bele. Các vị huyền thánh khác cũng chẳng thua kém gì. Ai nấy đều dùng ngôn ngữ viễn cổ huyền diệu để giao lưu, nói liên miên không dứt, hoa sen công đức, lửa phượng hoàng hư ảo, huyễn ảnh chân long tỏa ánh đỏ tươi, tiếng chuông trầm vang, huyễn tượng thư sinh đọc sách, lá cây không ngừng sinh trưởng, các dị tượng giảng pháp bung nở hoa ban hoa gạo khắp nơi. Bao nhiêu khán giả đang mừng rỡ và kích thích thì lại tuôn rơi nước mắt. Bây giờ đã biết học ngoại ngữ quan trọng đến mức nào chưa? Có người lấy thiết bị ghi hình ra hồng ghi lại cảnh tượng trước mắt, nhưng vô số hoa sen công đức, lửa phượng hoàng hư ảo và các dị tượng giảng pháp đã bao phủ toàn bộ quá trình huyền thánh luận đạo, ngay cả tiếng nói cũng bị dị tượng che chắn hết. Dị tượng giảng pháp càng lúc càng mở rộng, thậm chí còn bao phủ toàn bộ bí cảnh. Trưởng lão Trường Sinh Kiếm Tông hưng phấn đến nhảy cẩn lên. Dù bí cảnh gốc bị phá hủy nhưng đã được Bá Tống Huyền Thánh khôi phục lại rồi. Không chỉ khôi phục bí cảnh, Bá Tống Huyền Thánh còn tổ chức một cuộc luận đạo huyền thánh long trọng nữa chứ. Đây là giảng pháp cảnh giới bát phẩm đấy nhé. Sau khi huyền thánh giảng pháp kết thúc sẽ để lại đại đạo huyền M, đó là tiếng cộng minh in dấu trong trời đất sau khi huyền thánh luận đạo. Đại đạo huyền M này ngắn thì kéo dài mấy tháng, dài thậm chí có thể kéo dài đến mấy năm liền.
đệ tử của Trường Sinh Kiếm Tông trong sau này chỉ cần tới nghe đại đạo Huyền M một chút thì sẽ thu được ích lợi cực kỳ to lớn. Bá Tống Huyền Thánh đúng là phúc tinh, Trường Sinh Kiếm Tông đã chuẩn bị sẵn sàng để thu tiền rồi. Mau mau mau, mang thánh âm trà tốt nhất ra đây dâng cho các vị Huyền Thánh. Một vị trưởng lão khác của Trường Sinh Kiếm Tông la lên, thánh âm trà là một vật không thể thiếu trong lúc giảng đạo, có tác dụng tương đương với trà ngộ đạo. Bá Tống Huyền Thánh phóng khoáng không thèm chọn địa điểm mà tổ chức luận đạo ở ngay đây. Nhưng phía chủ trì thực tiên yến là Trường Sinh Kiếm Tông thì không thể không có chuẩn bị gì như vậy được. Trước khi mang thánh âm trà lên thì còn phải kiếm cả nước suối để pha trà nữa. Một lát sau, đệ tử Trường Sinh Kiếm Tông mang thánh âm trà chạy vội tới. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Bạch Tiền Bối nhỏ đang vẫy tay với mình. Thế là vị đệ tử này lập tức chạy đến bên cạnh Bạch Tiền Bối. Đưa trà cho ta, để ta làm cho. Bạch Tiền Bối nói, sau khi nhận thánh âm trà, Bạch Tiền Bối lấy bộ đồ trà của mình từ trong trang bị không gian ra rồi bắt đầu pha trà. Hắn rót cho mỗi vị Huyền Thánh đang luận đạo một chén, bao gồm cả Tống Thư Hàn còn đang chến choáng say. Sau đó Bạch Tiền Bối nhỏ lại rót cho các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số một mỗi người một chén. Người một nhà thì đương nhiên phải được chiếu cố hơn rồi. Cuối cùng, Bạch Tiền Bối nhỏ bưng chén trà, nhấp một ngụm với vẻ vô cùng thỏa mãn. Thời gian Huyền Thánh luận đạo luôn trôi qua rất nhanh. Nghe nói có Huyền Thánh luận đạo trên đỉnh núi. Luận xong đã mấy năm trôi qua, thế mà các đệ tử lại cảm thấy như chỉ mới vài tiếng đồng hồ. Các thực khách trong thực tiên yến lần này cũng có cảm giác ấy. Bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ viễn cổ, nhưng chỉ cần nghe tiếng Huyền Thánh luận đạo thôi, thì đại đạo Huyền M cộng minh cùng thiên địa và các dị tượng bao phủ toàn bộ bí cảnh đã trở thành thu hoạch to lớn của bọn họ rồi. Dù không hiểu gì nhưng các thực khách vẫn cứ nghe như nuốt từng lời. Chớp mắt, ba ngày đã trôi qua, đêm khuya thứ sáu, ngày 11 tháng 10. Huyền Thánh luận đạo vẫn đang tiếp tục, nước trà trong tay Bạch Tiền Bối đã đổi hết bình này đến bình khác, lá trà mà Trường Sinh Kiếm Tông cung cấp cũng đã thay mấy loại liền, số trà này chui hết vào bụng các vị Huyền Thánh đang luận đạo và các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, nhờ có phúc của Bạch Tiền Bối nhỏ mà các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 vớ được món hời to, vì những lá trà quý hiếm này bình thường khó kiếm lắm, thi thoảng các Huyền Thánh lại biểu diễn trong lúc đang luận đạo. Các vị Huyền Thánh giơ tay, trong lòng bàn tay dường như sinh ra một thế giới nhỏ, diễn dịch đủ loại đại đạo. Trong quá trình luận đạo, bọn họ cãi vã kịch liệt nhưng cũng có những giác ngộ rất sâu. Đặc biệt là Tam Chu Thánh Quân, hắn thâm phục Bá Tống Huyền Thánh từ tận đáy lòng. Tuy Bá Tống Huyền Thánh vừa mới thăng lên Huyền Thánh nhưng đã có cái nhìn độc đáo và cao xa. Tầm nhìn của hắn không chỉ giới hạn trong cảnh giới bát phẩm, mà dường như trong mơ hồ còn nắm giữ cả hình thức ban đầu của đạo của chính mình. Sau khi tấn thăng lên kiếp tiên, hình thức ban đầu của đạo tiếp tục biến hóa, sẽ trở thành một đạo hoàn thiện của riêng mình hắn. Trường sinh chi đạo, đây chính là tư chất của nghìn năm đệ nhất thánh sao, đúng là tư thái của thiên mệnh. Sau này ắt có tư cách tranh đoạt thiên đạo, trừ lòng khâm phục đối với Bá Tống Huyền Thánh, Tam Chu Thánh Quân còn khâm phục sâu sắc Bạch Thánh Quân đang bình tĩnh pha trà ở bên cạnh nữa. Từ khi bắt đầu luận đạo, Bạch Thánh Quân không nói nhiều hơn 10 câu, nhưng câu nào của hắn cũng điểm trúng chỗ quan trọng nhất trong cuộc luận đạo. Thi thoảng chỉ một câu của hắn đã giải quyết được những vấn đề nan giải khiến tất cả các Huyền Thánh ở đây tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Có thật hắn là một vị Huyền Thánh vừa mới tấn thăng không đấy? Mỗi khi thấy Bạch Tiền Bối nhỏ bưng chén trà lên tiếng, Tam Chu Thánh Quân đều có cảm giác Bạch Thánh Quân đang chỉ điểm cho bọn họ chứ không phải là đang luận đạo. Tầm nhìn của hắn, giới hạn của hắn, dường như đã ở cảnh giới cao hơn Huyền Thánh rất nhiều. Từ đầu đến cuối, dường như hắn đều đứng từ vị trí cao hơn mà nhìn xuống các Huyền Thánh đang ngồi đây. Tầm mắt cao siêu này khiến cho Tam Chu Thánh Quân bái phục từ tận đáy lòng, mấy vị Huyền Thánh mới tấn thăng trong nghìn năm nay đều thật là lợi hại. Tam Chu Thánh Quân nghĩ thầm, dù là Thất Tu Thánh Quân nói ngôn ngữ viễn cổ còn ngắt ngứ cũng có tầm nhìn vượt xa các Huyền Thánh bình thường, thậm chí đôi khi hắn đưa ra những quan niệm mà ở cảnh giới Huyền Thánh không thể nào lý giải được. Tam Chu Thánh Quân không biết rằng Thất Tu Thánh Quân đã từng nắm giữ Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, nói thế nào thì Cửu Tu Phượng Hoàng Đao cũng là đạo khí của thiên đạo. Tầm mắt của Thất Tu Thánh Quân từng nắm giữ thanh đạo khí này đương nhiên là vượt xa các Huyền Thánh khác, thậm chí một vài quan điểm của hắn còn chịu ảnh hưởng của đạo khí, đừng nói là Huyền Thánh, mà ngay cả Trường Sinh giả cũng chưa chắc đã có thể lý giải ra. Danh hiệu đại tiền bối đáng tin cậy nhất trong nhóm Cửu Châu số 1 không phải là hư danh đâu, dù là luyện khí, luyện dược, trận pháp hay là chế phù, tất cả tri thức liên quan đến tu chân thì Thất Tu Thánh Quân đều nắm giữ được hết. Theo những gì Tam Chu Thánh Quân thấy thì trong các vị Huyền Thánh mới tấn thăng 1000 năm trở lại đây chỉ có Đông Qua Thánh Quân là không xuất sắc lắm, nhưng chỉ là khi so, sánh với ba vị Huyền Thánh Bá Tống, Bạch, Thất Tu mà thôi. Đông Qua Thánh Quân có kiến giải cực kỳ độc đáo về phương diện đạo phòng ngự. Nếu chỉ nói riêng về phòng ngự,
một số quan điểm và suy nghĩ của hắn cũng đủ khiến các vị huyền thánh thành danh đã lâu phải sửng sốt giật mình. Nếu Đông Qua Thánh Quân đứng riêng một mình thì cũng là một vị thiên tài học lệch làm cho các thánh quân lão làng phải khiếp sợ. Có lẽ một thời đại hưng vượng của giới tu luyện sắp đến rồi, không chỉ liên tiếp xuất hiện huyền thánh, mà vị nào vị nấy còn đều là thiên tài cấp quái vật nữa chứ. Tam Chu Thánh Quân cảm thán trong lòng, nhìn mấy huyền thánh mới tấn thăng này, hắn có cảm giác mình đã già rồi. Nhưng nói đến các vị huyền thánh mới tấn thăng năm nay thì còn một người nữa khiến cho Tam Chu Thánh Quân cảm thấy rất kỳ lạ. Đó là Thất Sinh Phù Huyền Thánh từ đầu tới cuối không hề tham gia luận đạo. Tam Chu Thánh Quân còn nhớ rõ khi Thất Sinh Phù Huyền Thánh nhân tiền hiển thánh giảng đạo, đã giảng một đoạn Thiên Thượng Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn mang đậm phong cách Phật gia khiến cho người khác phải kinh ngạc. Thế mà trong suốt cuộc luận đạo này, Thất Sinh Phù Huyền Thánh chỉ yên lặng ngồi nghe các huyền thánh giảng đạo hệt như một thực khách bình thường đến ăn thực tiên yến, thi thoảng nâng chén trà nhấp một ngụm, chẳng hề có bá khí như lúc giảng pháp ngày nào. Mà ngay cả tu vi của Thất Sinh Phù Huyền Thánh cũng rất quái dị, lúc thì giống ngũ phẩm, lúc thì giống tứ phẩm, lúc lại giống bát phẩm, có lúc thậm chí còn không cảm ứng được cảnh giới của hắn là gì. Cảm nhận được ánh mắt của Tam Chu Thánh Quân, Thất Sinh Phù phủ chủ ngẩng đầu lên mỉm cười bình thản. Khi Thất Sinh Phù phủ chủ mỉm cười, trên ngực hắn có một phù văn sáng lên. Sau đó, Tam Chu Thánh Quân cảm nhận được khí tức biến ảo không lường từ trên người Thất Sinh Phù phủ chủ. Đó là khí tức đại triệt đại ngộ của một tuyệt thế cao tăng. Chúng sinh giai không, vạn vật giai không, hết thảy giai không. Đến cả Thất Sinh Phù Huyền Thánh trước mặt Tam Chu Thánh Quân cũng thành không. Áo khoác đen trên người hắn dường như biến thành tấm áo cà sa trắng tinh. Không cần dùng ngôn ngữ để giải bày, đã có thể cảm nhận được Phật quẩn. Vị Thất Sinh Phù Huyền Thánh này cũng rất chi là không bình thường. Quả nhiên cái đám huyền thánh mới tấn thăng trong nghìn năm này đều là quái vật hết. Tam Chu Thánh Quân bật cười một tiếng, rồi quay đi tiếp tục luận bàn về đạo pháp với các huyền thánh khác. Thất Sinh Phù phủ chủ âm thầm thở vào nhẹ nhõm, vì trên người hắn mang hiệu ứng đặc biệt, cả thiên hạ không ai không biết ngài, cho nên lần này đến tham dự thực tiên yến, lão tổ trong nhà sợ hắn gặp chuyện hoặc mất mặt với người ta, bèn tốn rất nhiều công sức để làm một phù văn cho hắn. Hiệu quả của phù văn này chính là cảm giác mà Tam Chu Thánh Quân vừa mới được trải nghiệm. Đờ mờ, nếu không nhờ hậu trường vững chãi thì lần này hắn đã trở thành trò cười trong thực tiên yến rồi. Thất Sinh Phù phủ chủ thầm nghĩ, hắn hoàn toàn không ngờ Tống Thư Hàn lại tổ chức một cuộc huyền thánh luận đạo tập thể ngay sau khi kết thúc thực tiên yến. Tên nhóc Thư Hàn thật là vẻ chuyện. Thêm nữa là, có vẻ vì uống hơi nhiều tiên trà và tiên nhưỡng, cộng thêm luận đạo kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, cho nên hắn hơi bị mắc tiểu rồi. Đừng tưởng tu sĩ ngũ phẩm thì không biết mắc tiểu nhé. Tu sĩ ngũ phẩm không cần dùng nhà vệ sinh là vì họ có cách khác để giải quyết vấn đề, chứ không phải vì bọn họ không mắc tiểu đâu, với lại cũng phải xem mắc tiểu vì uống cái gì nữa. Nếu uống nước lọc bình thường thì linh hoàng ngũ phẩm có uống liên tục mấy tháng liền cũng chẳng sao, nhưng Thất Sinh Phù phủ chủ lại uống tiên trà và tiên nhưỡng suốt 3 ngày liền. Có điều không sao cả, vì Thất Sinh Phù phủ chủ đã có cách xử lý, chẳng lẽ tu chân giả lại bị chuyện nhỏ như mắc tiểu làm khó được hay sao? Tu sĩ tam phẩm đã có thể xử lý được vấn đề bé tí này rồi. Nếu không khi tu sĩ bế tử quan, ít thì vài tháng, dài thì 10 năm, trăm năm, nghìn năm, bế được một nửa lại phải đứng lên đi vệ sinh rồi về bế tiếp à. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính vì tu sĩ có cách giải quyết chuyện mắc tiểu, cho nên ở thời cổ mới để lại ảo giác cho người thường rằng tiên nhân không cần phải đi cầu. Trạng sáng ngày 12 tháng 10, cuối cùng cuộc luận pháp của Huyền Thánh đã đi tới hồi kết thúc, Tống Thư Hàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuộc luận pháp của Huyền Thánh kéo dài lâu như vậy đúng là quá tuyệt. Cái hẹn đại chiến vào ngày 10 tháng 10 đã qua mất từ lâu rồi. Mặc kệ các vị Huyền Thánh ở đây sau này có nhớ được cái hẹn Huyền Thánh chi chiến ngày 10 tháng 10 hay không, thời gian đã qua, đương nhiên là hẹn hò cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Ngoài ra còn một chuyện khác tương đối nghiêm trọng, ấy là Tống Thư Hàn cũng hơi mắc tiểu. Trước đó hắn uống hơi nhiều tiên nhưỡng, sau lại uống tiên trà thêm 3 ngày 3 đêm. Dù bây giờ hắn có tu vi ngũ phẩm ba hạt nhân thì cũng không chịu thấu. Quan trọng hơn là Tống Thư Hàn còn chưa học được cách để giải quyết vấn đề cấp thiết này. Bởi vì hắn chưa bao giờ bế quan hay bế tử quan, cho nên không có cơ hội mà học chuyện đó. Tống Thư Hàn tuyệt vọng quá mà. Bạch Thánh Quân im lặng cất ấm trà, thể hiện rằng lần huyền thánh luận đạo này đã chính thức kết thúc. Các vị huyền thánh đều vô cùng thỏa mãn. Thu hoạch lần này chỉ có thể dùng hai chữ phong phú để hình dung. Bá Tống đạo hữu, nếu lần sau có cơ hội đến Tam Chu thần đạo của ta, Tam Chu ta sẽ nâng cốc đón chào. Tam Chu Thánh Quân đứng dậy, vung quạt lông từ biệt, thu hoạch từ thực tiên yến, từ pháp tắc cụ hiện hóa, từ huyền thánh luận đạo chồng chất lên nhau. Tam Chu Thánh Quân không thể chờ đợi được nữa, phải về bế quan để tiêu hóa cho bằng hết. Các thánh quân còn lại cũng đều phải về bế quan, mà còn là một lần bế quan dài.
Các vị huyền thánh trao đổi phương thức liên lạc với nhau rồi thi triển thần thông, rời khỏi sảnh thực tiên yến. Ánh sáng công đức trên người Tống Thư Hàn ngắt kết nối, hắn và Cực Qua Thánh Quân cũng ngắt kết nối với nhau. Tống Thư Hàn thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Sau đó các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 đều nhao nhao đứng dậy. Các đạo hữu trong nhóm đã hẹn trước, sau khi thực tiên yến kết thúc sẽ về một động phủ nhỏ của Hoàng Sơn Chân Quân ở gần đó để nghỉ ngơi. Có mấy vị đạo hữu phải về bế quan ngay lập tức, biết đâu có thể đột phá được một tiểu cảnh giới không chừng. Diệt Phượng công tử, cùng Đao Tam Lãng đều thuộc nhóm có dấu hiệu đột phá tiểu cảnh giới này. Trước khi bọn họ rời đi, trưởng lão Trường Sinh Kiếm Tông đến bên cạnh Tống Thư Hàn, trao đổi phương thức liên lạc với hắn. Trường Sinh Kiếm Tông đã chuẩn bị một món quà lớn cho Tống Thư Hàn. Bây giờ thì món quà lớn này lại càng lớn hơn. Trường Sinh Kiếm Tông cần thêm một chút thời gian để chuẩn bị tiếp. Trong động phủ nhỏ của Hoàng Sơn Tiền Bối, Tống Thư Hàn tìm cơ hội để giải quyết một trong ba chuyện gấp của cuộc đời mình. Mấy vị đạo hữu có dấu hiệu đột phá tu vi thì tiến vào một gian phòng có linh lực sung túc, bắt đầu bế quan theo sắp xếp của Hoàng Sơn Tiền Bối. Nhưng vì động phủ này không lớn, cho nên khi bế quan còn phải tự mang linh thạch để bố trí trận pháp tăng cường linh lực. Các vị đạo hữu không có cảm giác đột phá thì rủ nhau đi tắm suối nước nóng, sau đó kiếm một phòng khách lớn để tụ tập nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, thực ra là tụ lại với nhau để bàn luận về thu hoạch và trải nghiệm trong thực tiên yến lần này. Bạch Tiền Bối và Thất Tu Thánh Quân phụ trách chủ trì lần hội đàm này và giải quyết các câu hỏi, nghi hoặc cho các đạo hữu khác. Chỉ có một mình Tống Thư Hàn tinh thần mỏi mệt tới cực điểm, bèn tìm một góc trong phòng, chốc lát sau đã ngủ say. Khi duy trì kết nối với Cực Qua Thánh Quân, tinh thần lực của hắn liên tục tiêu hao, thậm chí còn hơi vượt qua giới hạn. May mà có tiên trà tiếp sức mới chống đỡ cho hắn duy trì được đến cuối cùng. Khi các đạo hữu trong nhóm bắt đầu giao lưu, Tô Thị A Thất ngồi bên cạnh Tống Thư Hàn. Ban đầu Tô Thị A Thất muốn tâm sự với Tống Thư Hàn về chuyện của Tô Thị A Thập Lục, ai ngờ hắn vừa mới ngồi xuống một cái thì Tống Thư Hàn đã quấn chăn ngủ tiếp thò lò. Tô Thị A Thất, Thư Hàn tiểu hữu mệt mỏi quá đấy thôi, trong lần huyền thánh luận đạo này, hẳn là hắn đã mời thêm một người trợ giúp từ bên ngoài đấy. Bạch Tiền Bối lại lấy bộ đồ trà của mình ra, bắt đầu pha trà. Lần này chỉ là linh mạch bích trà bình thường mà thôi. Thư Hàn mời người trợ giúp bên ngoài ở đâu thế? Tô Thị A Thất nghi hoặc hỏi. Khi Tống Thư Hàn giảng đạo, kiến giải, tầm nhìn, luận điểm của hắn đều mang mát mùi vị cao thâm khó lường, mơ hồ chạm tới cả đạo Trường Sinh. Nếu ta đoán không sai thì chắc là Cực Qua Thánh Quân đấy. Có lẽ mọi người nghe tên vị Thánh Quân này không quen, nhưng ai cũng đã tiếp xúc với hắn rồi. Bạch Tiền Bối nói, một số đạo hữu nhóm Cửu Châu số 1 không rõ chân tướng đều tỏ vẻ rất hoang mang. Bạch Tiền Bối cười ha hả, bởi vì mọi người đều đã ăn hắn rồi đấy, Kình Thánh Yến. Các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 đều hiểu ra rồi, đột nhiên ta thấy quái quái làm sao ấy. Thất Tu Thánh Quân cười khổ, Kiếm Thánh Thần Bí thở dài sâu xa, ghen tị với Thư Hàn tiểu hữu thật đấy. Nếu bình chọn các vị đạo hữu nổi bật nhất trong thực tiên yến lần này thì không thể không có phần của Bá Tống. Dù là lúc lên sàn ban đầu, khi phục hồi bí cảnh hay là màn huyền thánh luận đạo phút cuối, kiếm sĩ thần bí hâm mộ không để đâu cho hết. Lúc này, Tống Thư Hàn đang ôm chăn ngủ tít bắt đầu ú ớ nói mê, toi rồi, lại cướp cua, bỏ bao nhiêu tiết rồi, kiếm thánh thần bí, học hành nghiêm túc là một thói quen tốt. Hằng Hỏa Chân Quân mỉm cười nói. Hắn rất những thanh niên trẻ có thái độ khao khát học tập như Tống Thư Hàn tiểu hữu. Tô Thị A Thất lên tiếng, thôi thì để ta đưa Tống Thư Hàn tiểu hữu về nghỉ ngơi trước vậy, Hoàng Sơn Chân Quân, ta dẫn đường cho, làm phiền Hoàng Sơn Tiền Bối rồi. Tô Thị A Thập Lục nói, Hoàng Sơn Tiền Bối mỉm cười. Sau đó, hắn và Tô Thị A Thất đưa Tống Thư Hàn rời khỏi phòng. Tống Thư Hàn được đưa đi, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến việc luận đạo của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1. Có Bạch Tiền Bối và Thất Tu Tiền Bối chủ trì cuộc thảo luận, mọi người đều thỏa thích trình bày suy nghĩ và kiến giải của mình. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên từ phía xa. Tiếng gì thế? Hình như truyền đến từ phương hướng Hoàng Sơn Tiền Bối và Tô Thị A Thất rời đi, có mùi máu tươi. Bạch Tiền Bối nhỏ nhíu mày, đứng bật dậy, lao vút về phía vang lên tiếng nổ. Khi Tống, lần này nổ banh xác. Thư Hàn tỉnh lại từ cơn hôn mê, phát hiện ra mình đang đứng giữa một nơi có cảnh tượng cực kỳ cung. Đó là một thế giới thuần trắng, và trên đỉnh đầu hắn có một đồng tiền vàng kim khổng lồ đang không ngừng xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn. Kim tệ lơ lửng trên đỉnh đầu quay từng vòng, không nhanh không chậm. Mỗi một vòng xoay có thời gian y hệt như vòng trước, tiết tấu xoay tròn đều khiến cho người ta cực kỳ an tâm, có cảm giác rất chi là viễn tưởng. Đây là đâu vậy nhỉ? Tống Thư Hàn gãi đầu, tự hỏi với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn nhớ mình đang nghỉ ngơi trong động phủ của Hoàng Sơn Tiền Bối cơ mà. Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ sau khi hắn ngủ thiếp đi thì Hoàng Sơn tiền bối đã đưa hắn vào trong căn phòng đặc biệt này à? Hay là, bây giờ ta đang nằm mơ sao? Tống Thư Hàn thầm nghĩ, sau khoảng 3 giây, cái đệt. Tống Thư Hàn đột nhiên nhảy dựng lên, cuối cùng thì hắn cũng tỉnh ngủ rồi. Tống Thư Hàn nhìn chằm chằm đồng tiền đang trôi nổi giữa không trung. Thứ đặc biệt ấy chính là đồng tiền hồi sinh. Đó là đồng tiền hồi sinh mà hắn mua được ở chỗ tiên tử hàng gì cũng có, mỗi bộ có 12 đồng. Sau khi hồi sinh thành công thì cách 10 ngày sẽ được sử dụng lại. Quan trọng hơn là giá cả của chúng rất phải chăng, mua nhiều còn được chiết khấu, thực sự là pháp khí hồi sinh có giá mắc lòng. Nhưng vì sao thứ này lại khởi động chứ? Tống Thư Hàn ta lại chết sao? Tống Thư Hàn quả thực không dám tin. Dù hắn mua pháp khí hồi sinh chính là để dự phòng cho cái chết, nhưng đang yên đang lành mà chết thì quái dị quá rồi. Mình đã làm gì? Mình chết như thế nào? Vì sao mình lại chết? Chết thì không đáng sợ. Đáng sợ là ở chỗ hắn hoàn toàn không biết mình đã chết như thế nào. Mình chỉ ngủ một giấc thôi, chẳng lẽ ngủ như chết rồi chết luôn sao? Đồng tiền trên không trung tăng tốc độ xoay tròn, từng vòng tăng tốc quay nhanh, cuối cùng chỉ còn lại một ảnh mờ vàng kim. Đây là khâu cuối cùng khi pháp khí hồi sinh kích hoạt. Tống Thư Hàn nhớ đến lời giới thiệu của tiên tử Hàn gì cũng có về đồng tiền hồi sinh này. Đồng tiền hồi sinh khác với các pháp khí hồi sinh bình thường, bởi vì nó phụ thuộc khá lớn vào vận may. Mặt phải thì hồi sinh thành công trong vòng 10 tháng, mặt trái thì cần những 10 năm mới có thể hồi sinh. Nếu vận may nghịch thiên khiến cho đồng tiền dựng nghiêng, thì chỉ cần 10 phút là có thể hồi sinh thành công rồi. Tu sĩ lục phẩm trở xuống có thể dùng, sau mỗi lần sử dụng thì cách 10 ngày sẽ được sử dụng tiếp, cho nên tí nữa phải tung đồng xu à, bạch tiền bối phù hộ. Tống Thư Hàn ra sức vung tay, ầm. Đồng tiền bắn tung lên như đạn pháo rồi vừa xoay tròn vừa rơi xuống đất, dựng nghiêng lên cho ta. Tống Thư Hàn hô to. Hắn có lòng tin tuyệt đối vào bạch tiền bối đó. Keng, đồng tiền lớn rơi xuống, lăn lăn trên không trung rồi tiếp tục xoay tròn. Cuối cùng nó tiếp đất, không dựng nghiêng. Sự thật chứng minh, nước đến chân mới ôm đùi Phật thì chẳng có tác dụng gì. Muốn ăn ké miếng may mắn của bạch tiền bối thì ít nhất cũng phải dùng ảnh ngài làm màn hình nền, rồi sớm tối đốt hương mà thờ thì may ra mới có cơ hội. Tống Thư Hàn đắng hết cả lòng, thế thì mặc phải đi, không dựng nghiêng thì ít ra cũng cho ta mặc phải đi. 10 tháng thì còn chấp nhận được, chứ 10 năm là ta đi đời đó, nếu hắn biến mất 10 năm thì cuộc đời hắn sẽ đảo lộn hết. Thực ra 10 tháng đã phiền phức lắm rồi, hắn còn chưa biết phải lấy cớ gì mà giải thích với ba mẹ đây. Đồng tiền lăn lăn trên mặt đất vài vòng, cuối cùng mặt trái hướng lên trên, thời gian hồi sinh, 10 năm. Giờ khắc này, Tống Thư Hàn cảm thấy nhân sinh của mình cũng trắng toát như thế giới thuần trắng này vậy. Quá trình hồi sinh bắt đầu, 10 năm, không được, tuyệt đối không được. Mình còn 11 đồng tiền nữa. Mình phải thử lại. Tống Thư Hàn nghiến răng nói, tiếc là mỗi lần hồi sinh cần một đồng tiền, không thể sử dụng đi sử dụng lại được. Đồng tiền hồi sinh tỏa ra ánh sáng bao trùm lấy Tống Thư Hàn, lực lượng hồi sinh kéo hắn vào khâu hồi sinh. Đồng thời, Tống Thư Hàn nhớ lại ký ức trước khi hắn mất mạng. Trong trí nhớ, vì quá mệt mỏi cho nên vừa vào đến phòng nghĩ là hắn đã vùi đầu vào ngủ say như chết. Nhưng khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu hắn lại xuất hiện rất nhiều tin tức. Đó là một lượng tin tức khổng lồ và lộn xộn. Trong đó có thu hoạch từ Thực Tiên Yến và Huyền Thánh Luận Đạo. Vì Tống Thư Hàn thay thế Cực Qua Thánh Quân tham gia luận đạo, cho nên hắn là người được hưởng diệu dụng của luận đạo một cách trực tiếp nhất. Bên cạnh đó còn có 88.888 giọng nói lẩm bẩm bổ sung tri thức trong đầu hắn và cảm ngộ khi tiếp xúc với thế giới mạng lưới công đức lúc trước. Mặt khác, từ phía Diệp Tư cũng có rất nhiều tin tức kỳ quái truyền tới. Bây giờ Diệp Tư đang tiếp nhận truyền thừa của Trình Lâm, vì linh quỷ và chủ nhân tâm linh tương thông. Cho nên thi thoảng bên phía Diệp Tư cũng sẽ truyền cho hắn một vài tin tức hỗn loạn. Hạch tâm thứ ba Thất Thải Yêu Đan cũng truyền tin tức về cho Tống Thư Hàn. Đó là tin tức mà thiên phú trạng thái ngụy bất hủ hóa mang tới, bản thân thiên phú này đã là một kho tin tức khổng lồ. Trừ những nguồn đó ra, từ thế giới hạch tâm, ngộ đạo thạch, pháp khí bản mệnh, thánh ấn và ma ấn đều có tin tức xâm nhập vào não hải của Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn cảm thấy đầu óc mình lùng bùng như bột nhão, trong trạng thái mê man. Hắn muốn thống nhất và phân loại lượng tin tức khổng lồ và phức tạp kia, chỉ khi xử lý xong đống tin tức đó thì hắn mới có thể ngủ một giấc ngon để khôi phục tinh thần. Thế là hắn bắt đầu cố gắng chỉnh lý khối lượng tin tức cực lớn trong đầu óc. Sau đó nữa, hắn đốn ngộ, dưới sự kích thích của vô vàn tin tức, tâm hắn có cảm ngộ, cuối cùng nước chảy thành sông mà tiến vào trạng thái đốn ngộ. Sau khi tiến vào trạng thái đốn ngộ, hắn xử lý tin tức rất nhanh chóng và gọn gàng. Đồng thời, hắn bắt đầu điều chỉnh công pháp Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công của mình, bởi vì hắn phát hiện ra Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công cũ đã không còn thích hợp với mình nữa. Công pháp cũ dành cho cảnh giới ngũ phẩm tu luyện,
là tu luyện và tấn cấp theo phương pháp kim đan đơn hạch, nhưng trong thể nội của Tống Thư Hàn có đến 3 hạt nhân, thậm chí trong tương lai hắn còn có thể mọc ra nhiều hạt nhân hơn, vì trừ đan điền bản mệnh ra thì tu sĩ còn có 7 đan điền khác là Long Vĩ, Long Trảo, Long Khu, Long Chưởng, Long Cảnh, Long Thủ, Long Giác cơ mà. Nếu 5 đan điền còn lại của hắn đều mọc ra hạt nhân dạng kim đan hoặc yêu đan thì công pháp cũ không thể nào gánh được, cũng không thể phát huy được động lực từ nhiều hạt của hắn. Bây giờ hắn đang ở trong tình trạng phần cứng thì đã nâng cấp rồi mà phần mềm thì vẫn chưa update, hiệu quả của trạng thái đốn ngộ cực kỳ hoành tráng. Mượn lượng số liệu và tin tức khổng lồ trong đầu mình, Tống Thư Hàn điều chỉnh và sửa chữa thành công pháp Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công cũ. Công pháp thăng cấp Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công bản kim đan đa hạt nhân được sáng lập ra trên tiền đề trạng thái cuối cùng là nội đan có đủ 8 hạt nhân. Sau khi sửa đổi và điều chỉnh công pháp xong thì đương nhiên là phải thử một lần rồi đúng không? Tuy đang rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới việc Tống Thư Hàn thử vận chuyển công pháp mới cả. Hiệu quả của công pháp mới cực kỳ ngầu. Tống Thư Hàn vận chuyển một vòng, uy lực của 3 hạt nhân trong thể nội được vận chuyển một cách hoàn mỹ. Sau khi vận hành công pháp thuận lợi một vòng, Tống Thư Hàn nghe mơ hồ thấy một tiếng nổ rất vang, cuối cùng thì hắn cũng bổ sung được đầy đủ tiền căn hậu quả rồi. Tống Thư Hàn, chẳng lẽ hắn cứ thế mà chết mất xác luôn hả? Lúc này, trong động phủ của Hoàng Sơn Tiền Bối, sau khi Bạch Tiền Bối nhỏ lao đi, một nhóm thành viên có thực lực tương đối mạnh bao gồm Thất Tu Thánh Quân, Bắc Hà Tán Nhân, Cổ Hồ Quan Chân Quân cũng theo sát sau hắn, phóng về phía Hoàng Sơn Chân Quân và Tô Thị A Thất. Trong lòng Tô Thị A Thập Lục dấy lên cảm giác bất an mãnh liệt. Cô cũng đứng dậy, lấy bảo đao bản mệnh ra phi hành ở tầng trời thấp, theo sau các vị tiền bối. Khi mọi người chạy đến nơi thì thấy Hoàng Sơn Tiền Bối bà Tô Thị A Thất cả người đẫm máu, Hoàng Sơn và A Thất đang cau mày rất chặt. Bạch Tiền Bối nhỏ ngồi xổm xuống, vươn ngón tay quẹt máu tươi trên mặt đất lên để kiểm tra. Trên đất còn có pháp khí vòng tay không gian, túi thu nhỏ một tấc, ví tiền nát bét và mảnh vụn quần áo nhuốm máu của Tống Thư Hàn. Còn Tống Thư Hàn thì chẳng thấy đâu, có chuyện gì vậy? Bắc Hà Tán Nhân trợn to mắt, đây chính là động phủ của Hoàng Sơn Tiền Bối đó, kẻ nào ăn gan hùng mật gấu mà dám đến gây sự hả? Thư Hàn phát nổ. Tô Thị A Thất trầm giọng nói, Bắc Hà Tán Nhân, có chuyện gì thế? Tô Thị A Thập Lục cũng chạy tới, cất tiếng hỏi, Thất Tu Thánh Quân, A Thất bảo Thư Hàn phát nổ, Thư Hàn có phải búp bê bơm hơi đâu, làm sao mà nổ được? Giao Bá Chân Quân nghi hoặc nói, ban nãy ta khiêng Thư Hàn đến đây, đang định sắp xếp cho hắn một phòng để nghỉ ngơi, ai ngờ vừa tới cổng thì hắn đột nhiên nổ tung, làm cả người ta với Hoàng Sơn Tiền Bối dính đầy máu đây này. Tô Thị A Thất vẫn còn đang sững sờ, vậy bây giờ Thư Hàn tiểu hữu thế nào rồi? Bắc Hà Tán Nhân hỏi, dù có nổ tung thì cũng phải để lại mảnh vụn di thể chứ, bây giờ chỉ nhìn thấy mỗi máu tươi lênh láng ở hiện trường, chẳng còn gì khác cả. Tống Thư Hàn đâu mất rồi, ký tức sinh mệnh của Thư Hàn vẫn còn. Bạch Tiền Bối đặt ngón tay lên máu tươi trên đất, lên tiếng, hẳn là trên người hắn có pháp khí hồi sinh, bây giờ đã tiến vào trạng thái hồi sinh rồi, Thư Hàn lại hồi sinh hả? Kỳ lạ, sao ta lại nói chữ lại nhỉ? Hoàng Sơn Tiền Bối nghi ngờ hỏi, Tống Tiền Bối hồi sinh cần bao lâu? Vũ Nhu Tử hỏi, cái này thì phải xem hắn dùng pháp khí hồi sinh nào. Bạch Tiền Bối đứng dậy, trước khi Thư Hàn hồi sinh, ta lại phái Liễu Thụ Yêu Khinh Vũ ngụy trang thành hắn để sống tiếp thay hắn đã vậy. Việc hồi sinh của Tống Thư Hàn tiến vào bước cuối cùng, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, bây giờ không phải là lúc phiền não chuyện mình chết như thế nào, mà là mình sắp phải tiến vào thời gian phục sinh 10 năm rồi. 10 năm đấy. Tống Thư Hàn lo lắng, 10 năm tuyệt đối không thể được. Nhất định phải rút ngắn thời gian này lại, thời gian, đúng rồi. Thời Quang Thành. Tống Thư Hàn nảy ra một ý hay, thế giới hạch tâm có còn sử dụng được không? Chuyển ta đến Thời Quang Thành đi. Ở nơi đó có thể rút ngắn thời gian hồi sinh của ta lại, tốc độ thời gian trôi trong Thời Quang Thành nhanh hơn thế giới bên ngoài. Ở trong đó một năm thì bên ngoài mới chỉ là một tháng mà thôi, thế là thời gian hồi sinh 10 năm sẽ chỉ bằng 10 tháng ở bên ngoài. Khi Tống Thư Hàn đang nghĩ như thế thì hắn cảm thấy thân thể của mình được chuyển đến tầng trên của Thời Quang Thành. Lần này thế giới hạch tâm cuối cùng cũng không rất mạng, nó di chuyển Tống Thư Hàn thành công. Suy nghĩ kỹ ra thì Thời Quang Thành và đồng tiền hồi sinh đúng là một đôi trời sinh. Có Thời Quang Thành thì không phải lo mất đứt thời gian 10 năm để hồi sinh rồi. Nhưng thế giới hạch tâm chỉ tăng tốc thời gian được tối đa 12 lần mà thôi. Tính ra thì vẫn phải mất 10 tháng. 10 tháng vẫn là quá dài. Tống Thư Hàn thầm nhủ. Hơn nữa một lần vào Thời Quang Thành chỉ được 30 ngày ở thế giới bên ngoài. Nói cách khác là cứ cách một tháng hắn lại phải chuyển di ra ngoài rồi vào lại. Thao tác rất rườm rà.
có cách nào để thời gian rút ngắn được hơn nữa không? Lần trước khi hắn độ ma kiếp trong thế giới cửu u, hình như Bạch Tiền Bối tu đã điều chỉnh thời quan thành một chút, để tốc độ của lục tu tiên tử đang ở trong đó chế tạo pháp khí tổ hợp tam thập tam tăng lên gấp mấy lần. Có lẽ Bạch Tiền Bối tu biết cách điều chỉnh tốc độ thời gian trôi trong thời quan thành nhỉ? Nhưng bây giờ Bạch Tiền Bối tu đang chuẩn bị để chơi quả cầu béo một vố, không liên lạc được rồi, tiêu rồi, sắp hôn mê, ý thức càng lúc càng mơ hồ, xong đời rồi. Thế giới hạch tâm, mỗi lần ta bị thời quan thành vứt ra ngoài thì nhớ chuyển ta vào lại tầng trên của nó nhé. Chúng ta, 10 tháng sau gặp lại, Tống Thư Hàn hạ chỉ lệnh cho thế giới hạch tâm. Sau đó ý thức của hắn dần dần chìm vào bóng tối. Alo alo, tín hiệu không tốt lắm, bá Tống có đấy không? Chủ nhân tìm ngươi có chút việc, đầu đạn hạt nhân thiên kiếp và các vũ khí thiên kiếp khác đã được bố trí thỏa đáng rồi, nhưng chủ nhân cảm thấy uy lực vẫn còn hơi thấp. Bá Tống, ngươi cung cấp thêm một ít thánh quang và ánh sáng công đức để tăng cường uy lực cho cạm bẫy này đi. Lúc này, một con thận long đi theo thông đạo thế giới Tà Liên, xâm nhập thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàn. Đây chính là tộc trưởng thận long bị Bạch Tiền Bối tu bắt đi ở Thực Tiên Yến. Nó đã nhanh chóng tiếp nhận thân phận mới của mình, trở thành thú cưng của Bạch Tiền Bối tu. Tộc trưởng thận long tiến vào thế giới hạch tâm rồi cảm ứng một chút. Một lát sau, móa, bá Tống tèo rồi. Chủ nhân ơi, người có đó không? Bá Tống chết toi rồi, tộc trưởng thận long mau chóng liên hệ với Bạch Tiền Bối tu. Bạch Tiền Bối tu, lại chết, Tống Thư Hàn làm cái trò mèo gì thế? Nghiện chết à, thể hình chiếu của Bạch Tiền Bối tu ra khỏi thế giới Tà Liên, tiến vào thế giới hạch tâm, đúng là chết thật, đang hồi sinh rồi. Bạch Tiền Bối tu quan sát thời quan thành một chút, ánh mắt xuyên thấu thời quan thành, thấy được một đồng tiền trên tầng cao nhất, trên đồng tiền là thân thể của Tống Thư Hàn, loại pháp thuật hồi sinh dính đến vận may này thú vị đấy. Thời gian hồi sinh là 10 năm. Bạch Tiền Bối tu nhíu mày, 10 năm, dù có được thời quan thành rút ngắn thì cũng còn tận 10 tháng, 10 tháng thì còn nói chuyện quái gì, sau 10 tháng thì quả cầu béo đã rơi vào bẫy của hắn từ lâu rồi. Hắn không thể lấy được thánh quang và sức mạnh công đức từ trên người Tống Thư Hàn được nữa, đã thế thì sửa một chút vậy. Bạch Tiền Bối tu đưa tay ấn một cái giữa không trung, bắt đầu trực tiếp sửa đổi quy tắc của thời quan thành, gia tăng thêm một công năng, đặt tên là hình thức thời gian siêu gia tốc đi, tiêu hao sẽ lớn một chút. Bạch Tiền Bối tu nói, pháp tắc của thời quan thành không ngừng được sửa chữa và thay đổi, trong hoạt tuyền, sở các chủ mở to hai mắt nhìn về phía thời quan thành, vị kia lại tới rồi sao? Sở các chủ khẽ thở dài, đó là khí tức ác độc nhất, đáng sợ nhất trên thế gian, là khí tức hủy diệt vạn vật, dù có mất bao lâu thì cô cũng không thể quen nổi với khí tức khiến cho bản thân mình run rẩy này. Nói thật thì cô không tài nào hiểu nổi vì sao Tống Thư Hàn lại có thể trở thành bạn bè với một sự tồn tại đáng sợ như thế cơ chứ. Bây giờ cô đang ở tu vi trường sinh cảnh, cách xa như thế mà vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn, không biết tên tiểu tử Tống Thư Hàn làm thế nào mà thích ứng được với khí tức áp lực khủng khiếp như vậy. Quan trọng hơn là tồn tại khủng bố này còn rất mực quan tâm săn sóc Tống Thư Hàn. Ví dụ như hiện tại, Tống Thư Hàn vừa mới tiến vào trạng thái hồi sinh mà vị kia đã đến rồi, còn ra tay trợ giúp hắn rút ngắn thời gian hồi sinh nữa chứ. Ầm ầm, trên thời quan thành phát ra tiếng vang như sấm sét. Đây là âm thanh khi thời quan thành bị quá tải. Hình thức thời gian siêu gia tốc tiêu hao một lượng năng lượng cực kỳ khủng khiếp. Thời quan thành vận hành cũng cần có năng lượng, mà năng lượng của thời quan thành thì không phải tự nhiên mà có. Khoảng 10 giây sau, tầng trên của thời quan thành, Tống Thư Hàn mở to mắt, thân thể ngồi bật dậy, hồi sinh, đã qua 10 năm rồi sao? Tống Thư Hàn đứng dậy, hoạt động thân thể, trong quá trình hồi sinh, hắn không có một chút ý thức nào, thôi thế cũng tốt, chí ít thì ý thức của mình không bị tra tấn bởi thời gian 10 năm dằn dặt. Tống Thư Hàn nói, dù hắn đã sống đời hành cả mấy trăm năm, còn trải qua cuộc sống vật thí nghiệm của thiên đạo đáng sợ hơn cả đời hành. Hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được 10 năm nhân sinh, nhưng mà hắn không phải là M, nếu giản lược được thì giản lược đi là tốt nhất. Sau khi hồi sinh xong, Tống Thư Hàn vẫy tay một cái, lấy một bộ quần áo trong thế giới hạch tâm ra để mặc. Từ sau khi có thế giới hạch tâm, hắn đã để rất nhiều vật dụng cá nhân vào đó. Nếu không thì bây giờ quần áo cũng không có, muốn ra ngoài phải dùng đao ý khôi giáp hoặc là hắc thiết khôi giáp để thay thế cho áo quần. Ở bên ngoài đã trôi qua một năm rồi nhỉ? Không biết trong một năm nay đã có chuyện gì xảy ra rồi. Các tiền bối trong nhóm cửu châu số một vẫn mạnh khỏe chứ? Không biết Bạch Tiền Bối đã lớn lên chưa, ngày ấy có cho thụ yêu đi học thay mình không nhỉ? A Thập Lục và Vũ Nhu Tử đã thăng cấp chưa? Ngư Kiều Kiều đã ra khỏi Long Vương Điện chưa? Trước đó mình hứa sẽ tìm ra bí mật của Long Vương Điện cho cô ấy, bây giờ đã qua một năm,
chẳng biết cô ấy đã tìm được đầu mối gì chưa nữa. Còn cả công tử Hải nữa, không biết hắn đã thăng cấp lên ngũ phẩm chưa, nếu có cơ hội gặp lại hắn, bây giờ mình có ba hạt nhân, chắc là có thể treo hắn lên mà đánh rồi nhỉ. Tống Thư Hàn xoa cằm nói, nhắc đến ba hạt nhân, bố khỉ. Mình nhớ ra rồi. Trước khi hồi sinh, mình đã sửa đổi tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sau đó vận chuyển nó một vòng nên mới nổ tung mà. Tống Thư Hàn hơi động ý nghĩ, tiến vào trạng thái nhìn vào thể nội, trong đan điền bản mệnh của hắn, kình đan đang ung dung lượn lờ. Trong đan điền thứ hai, viên kim đan nhỏ đang lập lờ lên xuống, thánh thành không bao giờ thất thủ, trên đó đang tỏa ra ánh sáng. Trong đan điền thứ ba, yêu đan bảy màu trở nên sinh động hơn rất nhiều, đang không ngừng di chuyển. Hình vẽ thánh kiếm trung yên không ngừng lưu động như đang sống, làm cho người ta có cảm giác nó đang động đậy. Sau đó là trong đan điền thứ tư, một quả cầu vàng trông rất thục nữ đang im lặng lơ lửng. Ừm, xem tình hình trước mắt thì cả ba hạt nhân đều không có vấn đề gì. Không, không đúng. Vật trong đan điền thứ tư của hắn là cái quái gì vậy? Đây chẳng phải là quả cầu vàng mà mỹ nhân rắn công đức uống nước sông mẫu tử song sinh ra sao? Sao nó lại chạy vào đan điền thứ tư của mình thế này? Tống Thư Hàn trợn trừng mắt. Quả cầu vàng này khác với kim đan nhỏ và yêu đan bảy màu, không hề trải qua khâu hoài thai của kình đan bản mệnh. Có lẽ vì được mỹ nhân rắn công đức sinh ra nên bản thân nó đã đặc biệt rồi. Nói cách khác, bây giờ ta có tận 4 hạt nhân sao? Tống Thư Hàn ngẩng đầu nhìn trời. Hắn rất muốn vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bản kim đan nhiều hạt nhân thêm một lần nữa. Nhưng nghĩ lại, thôi quên đi. Bản công pháp này có vấn đề, lần trước vận chuyển hắn bị nổ banh xác mà. Trước khi giải quyết được vấn đề này thì hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng bộ công pháp đó. Dù hắn có 11 đồng tiền hồi sinh nhưng không thể lãng phí như vậy được. Sau này nhờ Bạch Tiền Bối ra tay hoàn thiện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công rồi tu luyện tiếp vậy. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàn rời khỏi thời quan thành, về lại thế giới hạch tâm của mình. Phải xem tình hình tu luyện của các đệ tử sau một năm thế nào mới được. Khi Tống Thư Hàn ra khỏi thời quan thành thì thấy Bạch Tiền Bối tu đang hai tay vào nhau, vĩnh chân ngồi bắt chéo trên lưng Thận Long. Thận Long biến lớn, cuộn mình hóa thành hình chiếc ghế. Ô, đã bò ra ngoài được rồi đấy à? Bạch Tiền Bối tu hỏi. Ủa? Bạch Tiền Bối, sao ngài lại tới đây? Tống Thư Hàn kinh ngạc thốt lên. Ừm, ta đang định tìm ngươi để lấy một ít ánh sáng công đức và thánh quang, ai ngờ lúc đến thì ngươi đã tèo rồi. Ngươi thích cảm giác tử vong lắm đấy hả? Bạch Tiền Bối tu nói. Tống Thư Hàn chết nhiều quá, khiến cho Bạch Tiền Bối tu cảm thấy pháp khí hồi sinh sắp sửa không thỏa mãn được nhu cầu của hắn nữa rồi. Sợ rằng chỉ có khúc xương bất hủ trong tay quả cầu béo mới có thể thỏa mãn được nhu cầu đi chết liên tục của Tống Thư Hàn thôi. Tống Thư Hàn giật giật khóe miệng, thích là thích thế nào? Ta gặp tai nạn ngoài ý muốn đấy chứ. Tu luyện công pháp có tí sai sót ấy mà, công pháp có sai sót ư? Chẳng phải ngươi tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sao? Công pháp đó bình thường mà. Bạch Tiền Bối tu tò mò đánh giá Tống Thư Hàn, với nhãn lực của hắn, chỉ cần liếc một cái đã thấy sự thay đổi trong cơ thể của Tống Thư Hàn, ngươi sửa đổi công pháp hả? Phải, sau đó vận chuyển công pháp mới một lần, thế là nổ tan xác. Tống Thư Hàn ngửa cổ nhìn trời, Bạch Tiền Bối tu, lần nào ngươi cũng có thể chết một cách mới mẻ thoát tục như thế, thật chẳng dễ dàng gì, lần này ta hồi sinh mất tận 10 tháng, Bạch Tiền Bối có còn cần ánh sáng công đức và thánh quang nữa không? Tống Thư Hàn hỏi. Ha ha ha. Bạch Tiền Bối tu chỉ vào chính mình, ta là chúa tể cửu u đấy nhé. Ta đã đến đây rồi mà ngươi còn cần tận 10 tháng để hồi sinh sao? Tống Thư Hàn đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu như giả tỏi. Mỗi khi Bạch Tiền Bối tu đắc ý nói, ta là chúa tể cửu u đấy nhé, Tống Thư Hàn luôn thấy vững dạ một cách lạ thường. Lần này ta hồi sinh mất bao lâu vậy Bạch Tiền Bối? Tống Thư Hàn hỏi. Bạch Tiền Bối tu, 10 giây. Nếu không sợ hủy mất thời quan thành của ngươi thì ta đã có thể rút ngắn thời gian chỉ còn trong vòng 5 giây rồi. Nếu ở thế giới cửu u thì thậm chí ta có thể giúp ngươi phục sinh trong nháy mắt luôn. Tống Thư Hàn quay đầu nhìn về thời quan thành của mình. Thời quan thành vẫn là thời quan thành đó, nhìn từ bề ngoài không thay đổi quá nhiều. Chỉ là có vẻ hơi suy yếu. Quái lạ, thời quan thành mà cũng biết suy yếu sao? Tống Thư Hàn nghi hoặc nói, cảm giác này rất vi diệu, cứ như khi ngươi nhìn một khối đá mà cảm thấy nó đang mệt mỏi vậy. Bởi vì ban nãy nó bị quá tải, năng lượng tiêu hao quá nhiều. Về sau ngươi bổ sung cho nó chút năng lượng là được, dùng linh thạch có thể bù đắp năng lượng tiêu hao, nếu tìm được hạch tâm năng lượng cỡ lớn khác thì cũng có thể dùng để thay thế cho linh thạch. Bạch Tiền Bối tu nói, Tống Thư Hàn, thì ra thời quan thành cần tiêu hao linh thạch, ban đầu ta còn tưởng nó tồn tại giống như một bí cảnh thời gian đặc biệt nữa chứ, nghĩ thì hay lắm.
Trước khi ngươi lấy được nó thì luôn có người bù đắp linh lực tiêu hao cho nó, bây giờ nếu sử dụng thời quan thành thì chính ngươi phải bù vào. Bạch tiền bối tu nói, đừng nhiều lời nữa, thời gian của ta rất quý giá. Lần này ta tới chủ yếu là để mượn một ít thánh quang và sức mạnh công đức của ngươi, bây giờ vừa đúng lúc rồi đấy, coi như là trả thù lao cho ta đã giúp ngươi rút ngắn thời gian hồi sinh đi, không thành vấn đề, nhưng ta phải làm sao thì mới cho ngài mượn thánh quang và sức mạnh công đức được. Tống Thư Hàn hỏi, đương nhiên là ta có chuẩn bị trước rồi. Ta có vật chuyên dụng để đựng thánh quang đây, còn ánh sáng công đức thì cho ta mượn vị ánh sáng công đức cụ thể hóa kia của ngươi một chuyến. Bạch tiền bối tu nói, dứt lời, bạch tiền bối lấy ra một đồ vật trông như cái bồn. Tống Thư Hàn, thứ ta muốn không phải thánh quang bình thường, mà là thánh quang của hành tinh mọc mắt kia. Ngươi kích hoạt găng tay nghịch kình võ sĩ, chuyển hóa linh lực thành loại thánh quang âm lãnh kia đi. Chỉ có thánh quang đó mới có hiệu quả khi đối phó với quả cầu béo kia thôi. Bạch tiền bối tu nói, thánh quang âm lãnh kia có thể làm tổn thương quả cầu béo một chút, quan trọng hơn là có thể làm cho nó buồn nôn ghê tởm. Còn ánh sáng công đức thì chính bạch tiền bối tu cũng chẳng biết làm thế nào để mang đi, vì ánh sáng công đức khác biệt về tính chất với linh lực bình thường. Cũng may bạch tiền bối tu không chán ghét sức mạnh công đức như ghét thánh quang, cho nên hắn muốn mượn luôn mỹ nhân rắn công đức đi bố trí cạm bẫy. Tống Thư Hàn lấy găng tay nghịch kình võ sĩ ra. Chỗ tốt của pháp khí bản mệnh là ở chỗ nó thuộc loại trang bị khóa, không sợ bị rơi mất bao giờ. Làm theo chỉ thị của bạch tiền bối tu, đặt tay lên nắp bồn, sau đó chuyển hóa linh lực thành thánh quang, nó sẽ tự động được hấp thu vào chiếc bồn kia, thuận tiện mau lẹ, đơn giản gọn gàng, chỉ có điều dung lượng của cái bồn này hơi lớn. Tống Thư Hàn tính toán thì thấy dù bây giờ mình có 4 hạch cũng khó mà rót đầy được nó, chắc là phải lặp đi lặp lại đến 3-4 lần. Tống Thư Hàn vừa rót thánh quang vào bồn, vừa triệu hoán mỹ nhân rắn công đức ra, xem kích tiên tử có cách nào tách khỏi sức mạnh công đức để bạch tiền bối tu mang đi hay không. Ủa? Bạch tiền bối tu liếc thấy viên cầu được mỹ nhân rắn công đức làm thành mặt dây chuyền đeo lên cổ. Thứ này từ đâu ra thế? Bạch tiền bối tu hỏi. Mỹ nhân rắn công đức nghe vậy thì hốt hoảng, vội vàng giơ tay che mặt dây chuyền để bảo vệ, sợ bị bạch tiền bối tu cướp mất. Thứ đó là do tiên tử uống nước sông Mẫu Tử xong tạo ra đấy. Tống Thư Hàn đáp, nước sông Mẫu Tử. Ta cũng có. Nào, uống thêm một ít xong làm cho ta một viên được không? Bạch tiền bối tu hỏi. Mỹ nhân rắn công đức nghe thế thì hơi suy nghĩ, sau đó cô hướng ánh mắt xinh đẹp về mái tóc dài của bạch tiền bối tu. Giống như bạch tiền bối tu cũng để mái tóc dài ngang lưng, cách eo một đoạn. Mái tóc ấy dài mượt, đen nhánh, chất tóc cực kỳ xịn. Bạch tiền bối tu, Tống Thư Hàn vừa nhìn thấy ánh mắt của mỹ nhân rắn công đức thì đã hiểu ý cô, có lẽ, chắc là, cô ấy muốn có một sợi tóc của bạch tiền bối đấy, tóc. Bạch tiền bối tu đáp, từ được, cái này thì dễ. Cho ta một quả cầu vàng, ta cho ngươi một sợi, mỹ nhân rắn công đức gật đầu ngay tắp lự, thế là bạch tiền bối tu dùng một phần nước sông Mẫu Tử và một sợi tóc, đổi lấy một quả cầu vàng của mỹ nhân rắn công đức, hai bên đều vui vẻ. Mỹ nhân rắn công đức rút sợi tóc của bạch tiền bối trên quả cầu đang đeo xuống, bệnh nó với sợi tóc của bạch tiền bối tu rồi lại xuyên qua quả cầu, đeo nó lên cổ. Tống Thư Hàn uống một viên đan dược khôi phục linh lực rồi tiếp tục rót thánh quang vào bồn, trong lúc rót thánh quang rất nhàn rỗi. Hắn bèn hỏi, bạch tiền bối, dù sao cũng đang rảnh rỗi, hay là ngài xem thử tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bản sửa chữa của ta có vấn đề gì được không? Vì sao sau khi vận chuyển nó thì ta lại nổ tung chứ? Ngài nhìn thử xem có bung gì, làm sao để sửa được giúp ta với? Bạch tiền bối tu cười ha hả, ta là chúa tể cửu u đấy nhé, sao phải sửa chữa công pháp giúp ngươi hả? Tống Thư Hàn, mình bất cẩn đắc tội với bạch tiền bối tu từ lúc nào vậy? Sao cùng một câu ta là chúa tể cửu u đấy nhé? Trước đó nghe thì thấy vững dạ, lần này nghe lại ấm ức thế. Vài tiếng sau, Tống Thư Hàn lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cũng lấp đầy cái bồn của bạch tiền bối tu. Giao dịch hoàn thành, ta mang thánh quang đi trước nhé. Bạch tiền bối tu phất tay áo, nhẹ nhàng bỏ đi. Tống Thư Hàn vẫy tay tạm biệt bạch tiền bối. Sau đó hắn hơi động ý nghĩ, di chuyển từ thế giới hạch tâm ra ngoài. Hắn xuất hiện trở lại ngay cổng động phủ của Hoàng Sơn tiền bối. Chính là nơi ban nãy hắn nổ tung tóe làm cho cả Hoàng Sơn tiền bối và Tô Thị A Thất đều ướt đẫm máu tươi. Vết máu trên mặt đất đã được làm sạch rồi. Đồng thời trước cửa động phủ kê thêm một chiếc bàn nhỏ, pháp khí vòng tay, túi thu nhỏ một tấc và các vật dụng khác của hắn đều được đặt trên cái bàn này. Còn một bộ đạo bào sạch sẽ nữa chứ. Bạch tiền bối nhỏ phỏng đoán rằng Tống Thư Hàn đã vào thế giới hạch tâm để hồi sinh. Vậy thì sau khi hồi sinh xong, hắn sẽ xuất hiện lại tại vị trí cũ. Thế là ngài đặt những vật dụng của hắn ở ngay nơi hắn phát nổ,
chờ hắn hồi sinh xong là có thể lấy về. Tống Thư Hàn nhặt pháp khí của mình, mang lại trên người. Sau đó hắn lấy điện thoại ra khỏi pháp khí vòng tay, gọi điện cho Hoàng Sơn tiền bối trước đã, để mọi người trong nhóm không phải lo lắng cho mình. Tống Thư Hàn mở điện thoại ra, chưa đợi hắn kịp gọi đi thì đã có cuộc gọi đến. Hửng. Điện thoại của ba. Tống Thư Hàn ấn nút trả lời, lâu lắm rồi ba Tống không gọi điện, có việc gì cần tìm hắn sao? Đúng rồi, bây giờ mình đã khôi phục lại từ trạng thái tiểu trong suốt, có phải vì thời gian nghỉ quốc khánh lâu như vậy không thèm về nên ba mẹ lo lắng không? Alo, ba à. Có chuyện gì thế ba? Tống Thư Hàn cố gắng khiến cho giọng nói của mình dịu đi một tí. Con trai à, ban nãy điện thoại của con làm sao mà gọi mãi chẳng ai nghe thế? Ba Tống hỏi, Tống Thư Hàn cười nói, không sao à, ban nãy con chết, ngủ như chết, để điện thoại ở chế độ rung nên không nghe thấy ấy mà. Ba tìm con có việc gì sao? Ừ, có một chuyện ba muốn nói với con. Giọng nói của ba Tống có chút kỳ lạ, cứ ấp úng mãi chẳng nói nên câu. Ba, có gì ba cứ nói đi. Nếu gặp phiền toái thì thương lượng với con lớn rồi, nói không chừng có thể chia sẻ cùng với ba đấy. Tống Thư Hàn vỗ ngực nói, dù gì thì bây giờ hắn cũng là linh hoàng ngũ phẩm, còn kết bạn với một đám đại lão trong nhóm Cửu Châu số một nữa. Nếu ba Tống gặp vấn đề nan giải gì thì chắc hẳn là hắn sẽ giải quyết được thôi. Ừ, cũng phải, con trưởng thành rồi. Ba Tống cảm khái, thôi ba nói thẳng vào chủ đề vậy, mấy năm nay quốc gia thúc đẩy chính sách sinh con thứ hai. Ba mẹ cũng định hưởng ứng lời kêu gọi của tổ quốc, ừm thì, tóm lại là hình như mẹ con lại có bầu rồi. Tống Thư Hàn, từ lần trước chạy về thăm nhà trong trạng thái tiểu trong suốt, thấy ba mẹ đang hì hục tạo người thì Tống Thư Hàn đã linh cảm là chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Ba cũng biết là con đã lên đại học mà ba mẹ còn muốn thêm một đứa nữa thì có hơi, nhưng mà, nói đến đây, ba Tống hơi bị nghẹn từ. Lúc này, trong điện thoại truyền đến giọng nói nho nhỏ của mẹ Tống, bảo yêu nó, con trai yên tâm. Dù có xảy ra chuyện gì thì chúng ta sẽ mãi mãi nhớ thương nó, chẳng hiểu vì sao một thời gian trước chúng ta lại quên mất con trai, cứ tưởng là nó đã chết rồi, tuyệt đối không thể để cho nó biết, nếu không thì tội cho Thư Hàn của chúng ta quá rồi. Nhất định phải nói với nó rằng chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia chứ không phải vì quên mất nó cho nên mới muốn sinh thêm đứa nữa. Giọng nói của mẹ Tống rất nhỏ, nhưng Tống Thư Hàn bây giờ đã có cảnh giới ngũ phẩm. Nếu gặp tu sĩ mới tu luyện thì còn có thể xưng là đại lão ngũ phẩm rồi, cho nên hắn nghe lời của mẹ chẳng sót câu nào. Tống Thư Hàn, Thư Hàn à, tóm lại là con cứ yên tâm. Dù có xảy ra chuyện gì thì ba mẹ vẫn mãi yêu con. Ba mẹ sẽ luôn luôn nhớ con mà, ba Tống nói bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Tống Thư Hàn, dạ, dù sau này con có em trai thì cũng đừng lo ba mẹ sẽ dùng hết tình yêu thương cho nó. Ba mẹ nghiên cứu rồi, cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Ba mẹ sẽ yêu thương cả hai đứa như nhau, con một nửa, em trai con một nửa. Ba Tống nói tiếp, nghe thấy câu này, Tống Thư Hàn đột nhiên nghĩ đến một việc, bèn hỏi, nếu mẹ con không sinh em trai mà sinh em gái thì sao? Đầu kia điện thoại, ba Tống rơi vào trầm mặc, thân ái ơi đừng có im lặng. Mau nói cho con biết chúng ta vẫn yêu thương nó, dù là em trai hay em gái cũng đối xử như nhau. Mẹ Tống vội la lên, ba Tống vẫn im lặng, hình như là xoắn xuýt lắm. Tống Thư Hàn ngửa cổ nhìn trời, con người ba Tống đôi khi quá thật thà, đối mặt với người thân yêu nhất, đôi khi ông còn không thốt ra nổi một lời nói dối. Tống, siêu tuyệt vọng, quá mệt tim. Thư Hàn, mau nói đi, đừng có mà ngây ra mãi thế. Mẹ Tống thúc giục, nhưng nếu là con gái thì, ba Tống nhỏ giọng đáp lại, đừng có quan tâm con trai hay con gái, an ủi Thư Hàn trước đi đã. Tôi tra trên mạng rồi, độ tuổi này của nó là nhạy cảm nhất đấy. Nếu nó biết ba mẹ có con gái rồi không yên nó nữa thì nó sẽ rất đau lòng, nếu nghiêm trọng thì thậm chí còn phản kháng bằng cách tự hành hạ mình nữa đấy. Thư Hàn nhà chúng ta rất ngoan, nhưng nghe nói đứa nào càng ngoan thì phản kháng lại càng cực đoan, mẹ Tống nói khẽ. Nhưng, nếu là con gái thì, ba Tống lẩm bẩm nhắc lại, ẩn ý trong câu này đã quá rõ ràng rồi. Nếu là con gái thì đương nhiên là con trai ra rìa chứ gì nữa, con trai làm sao mà sánh nổi với con gái cưng đây, ông biến ra kia, để tôi nói chuyện với con trai. Ông an ủi nó vài câu thì chết à. Mẹ Tống cướp lấy điện thoại của ba Tống. Thư Hàn à, ba con tự nhiên lại ngây ra. Dù là sinh em trai hay em gái thì ba mẹ đều đối xử với hai đứa như nhau. Ba mẹ mãi mãi yêu con. Đúng rồi, ba con vừa nói là nếu sinh em gái thì vẫn yêu con như cũ, tuyệt đối không thiên vị đứa nào. Mẹ Tống nói một tràng dài rất chi là nghiêm túc. Một lúc lâu sau, Tống Thư Hàn mới nặn ra được một chữ vâng.
tai quá thính đối với tu sĩ mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu không nghe thấy cuộc đối thoại âm thầm giữa ba và mẹ thì Tống Thư Hàn còn chấp nhận được bát canh gà tâm hồn mà ba mẹ rót cho. Nhưng bây giờ xem ra, nếu mẹ Tống mà sinh cho Tống Thư Hàn một cô em gái thật thì ba hắn sẽ quên bén hắn ngay tắp lự. Con đừng suy nghĩ nhiều nha. Mẹ Tống dặn dò, mẹ yên tâm đi, con lớn thế này rồi còn suy nghĩ gì nữa chứ. Tống Thư Hàn dở khóc dở cười, yên tâm, con chấp nhận đứa thứ hai của ba mẹ mà. Thực ra trong nhà có thêm người cũng tốt, được thêm em gái lại càng hay hơn. Con thích em gái xinh xắn ngoan ngoãn hơn em trai nghịch như quỷ sứ nhiều, con nghĩ được như vậy thì không còn gì tốt hơn nữa rồi. Mẹ Tống nói, Tống Thư Hàn, à phải rồi, có cần gọi chị Nhã Nhã đến khám cho mẹ không? Mẹ mang thai tuổi này cũng hơi lớn rồi, lúc mang thai phải chú ý những gì, hay là hỏi chị Nhã Nhã thử nhé. Thực tế thì ba Tống và mẹ Tống đã uống nước suối nguồn sự sống, thọ nguyên tăng đến 50 năm, lại thêm linh mễ và linh trà bổ dưỡng nên trạng thái thân thể họ càng ngày càng tốt, càng già càng dẻo dai. Yên tâm đi, ba mẹ đã hỏi Tiểu Nhã rồi, nếu cần chú ý cái gì thì sẽ cố hết sức để ý. Mẹ Tống đáp, nghe đi, con trai bà hoàn toàn không có vấn đề gì, không hề suy nghĩ theo hướng cực đoan, quả nhiên tin tức trên mạng chẳng đúng chút nào. Biểu hiện của Thư Hàn nhà bà đặc biệt tốt, không những không suy nghĩ lung tung mà còn suy nghĩ cho sản phụ lớn tuổi như bà nữa chứ. Mấy ngày nữa con sẽ về thăm nhà. Tống Thư Hàn nói, không sao đâu, không phải vội, ba mẹ vừa mới kiểm tra ra là có thể mang thai thôi mà, không cần hoảng lên đâu con. Mẹ Tống nói, sau đó mẹ Tống và Tống Thư Hàn hàn huyên chuyện nhà nửa ngày mới cúp máy trong tình trạng lưu luyến không rời. Tống Thư Hàn thở dài não ruột, lựa chọn giữa con trai và con gái sao? Tống Thư Hàn xoa cằm nói, em gái thì đáng yêu, nhưng nếu em trai ngoan ngoãn một chút thì chắc là cũng không tệ nhỉ. À, Thư Hàn, ngươi sống lại rồi hả? Lúc này, một thanh niên trẻ tuổi tóc đen bước ra từ khúc ngoặt đằng xa, liếc thấy Tống Thư Hàn, bèn vẫy tay chào hỏi. Tống Thư Hàn quay đầu nhìn thanh niên nọ, người này cao khoảng 1m8, mặt mũi hiền lành, thân thiện vô hại, nhưng trông đến là quen mắt. Tống Thư Hàn càng nhìn lại càng thấy thanh niên kia giống hệt mình, đồng quái tiền bối à. Tống Thư Hàn hỏi, trong các thành viên của nhóm Cửu Châu số 1 cũng chỉ có đồng quái tiên sư thi thoảng lại hóa trang thành hắn để đi khắp nơi. Ha ha ha, Thư Hàn ngốc, thế mà không nhận ra ta à. Gâu. Thanh niên tóc đen cười ha hả, Tống Thư Hàn, đậu đậu, trong thực tiên yến, đậu đậu vẫn duy trì hình dạng một con chó cỡ lớn. Đây là lần đầu tiên Tống Thư Hàn trông thấy nó trong dáng vẻ con người, thế nào? Hình dáng con người của bóp đây có đẹp không? Có hấp dẫn không? Có mê đắm bóp đây không? Đậu đậu chống một tay lên tường, làm một tư thế ngầu vật vã, ta chỉ thấy xấu hổ thôi. Tống Thư Hàn nói, nhìn một người dáng dấp giống hệt mình làm tư thế kỳ quái, cảm giác này cứ nhức nhối làm sao ấy, nhưng mà đây không phải là trọng điểm. Đậu đậu, sao hình người của ngươi lại giống hệt ta thế này hả? Tống Thư Hàn cười khổ hỏi, dù sao thì hắn cũng đã tu luyện mấy tháng rồi mà, theo hắn biết, khi yêu tu hóa hình hoàn tất thì sẽ định hình. Tương lai dù có thay đổi thì dung mạo cũng không đổi khác quá nhiều. Ha ha, khỏi lo đi. Đây là trạng thái một của ta thôi, dùng đan dược hóa hình để biến thành người ấy mà. Bao giờ ta đột phá cảnh giới ngũ phẩm thì còn một lần hóa hình nữa, đến lúc đó là có trạng thái hai rồi. Trạng thái một này của ta dung hợp hết tất cả ưu điểm của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, cả dáng vẻ thân thiện vô hại của ngươi cũng được dung hợp vào luôn đấy, thấy sao hả? Đậu đậu dương dương đắc ý. Thì ra là thế. Tống Thư Hàn nghĩ ngợi một chút rồi đập tay một cái, của đậu đậu, ngươi vẫn ở cảnh giới tứ phẩm à? Ta đã lên đến ngũ phẩm rồi đấy. Tống Thư Hàn vừa bị ba Tống sọc cho một dao vào lòng, bây giờ phải đi tổn thương kẻ khác để cân bằng tâm lý. Đậu đậu, gâu. Tổ sư ngươi. Đậu đậu cả giận mắng, vừa rồi ta còn khích lệ ngươi, nói dáng vẻ thân thiện vô hại của ngươi là ưu điểm, được ta tán thưởng và dung hợp vào trạng thái một. Thế mà ngay giây sau ngươi đã xỏ ta, bạn bè gì giờ này nữa, thân mình đậu đậu phồng lên, biến thành một con chó kinh ba cỡ bự rồi xông về phía Tống Thư Hàn, mở to miệng cặp hắn, bản thân nó chính là chó. Chó cắn người là lẽ dĩ nhiên, đừng cắn đừng cắn, bây giờ ta có cương thủ biến dị, nho gia kim cương thân, thánh viên long lực thần công, ngươi không cắn nổi đâu. Tống Thư Hàn xua tay nói, đậu đậu cắn mạnh một phát vào cánh tay của Tống Thư Hàn. Lại cảm thấy mình cắn phải một khối thép không gì phá được, cả hàm răng đau thốn lên, tiên sư nó, nhưng nó quyết không chịu thua, dù không cắn được thì cũng không nhả ra, không thể thua kém về khí thế được rồi mà, nhóm Hoàng Sơn tiền bối đâu cả rồi.
Tống Thư Hàn hỏi, Đậu Đậu lắc đuôi chỉ về một hướng, đó chính là nơi Hoàng Sơn tiền bối và các đạo hữu khác đang thảo luận. Tống Thư Hàn đeo Đậu Đậu trên người, rảo bước đi về phía nhóm người Hoàng Sơn tiền bối. Đậu Đậu, bao giờ thì ngươi đột phá cảnh giới ngũ phẩm thế? Tống Thư Hàn hỏi, sắp rồi, ta đã chuẩn bị đâu vào đó xong xuôi, Hoàng Sơn đại ngốc đã giúp ta bố trí trận pháp độ kiếp, về mặt lĩnh ngộ cũng ổn thỏa rồi, tiếp theo chỉ cần tìm ngày lành tháng tốt để độ kiếp thôi. Đậu Đậu truyền âm nhập mật đáp, cố lên, bao giờ ngươi lên ngũ phẩm ta sẽ nhờ Biệt Tuyết Tiên Cơ nấu cho ngươi một bữa. Tiên Cơ từng hứa nấu tiên trân yến cho ta, nhưng chúng ta phải tự mang nguyên liệu, không thành vấn đề, chúng ta có thể trộn nguyên liệu ở chỗ Hoàng Sơn đại ngốc mà. Ta biết chỗ hắn giấu nguyên liệu, có mấy loại phẩm cấp cao lắm. Đậu Đậu nói, trong lúc nói chuyện, cả hai đã đến trước cửa gian phòng kia, Tống Thư Hàn gõ cửa một cái, cánh cửa tự động mở ra, Thư Hàn, ngươi sống lại rồi à? Tô Thị A Thập Lục nói, ừm, dùng một đồng tiền hồi sinh, cộng thêm hiệu quả của thời quan thành nên mới sống lại sớm như vậy đó. Tống Thư Hàn thở dài, Tô Thị A Thất, sao tự nhiên ngươi lại phát nổ thế, vì công pháp đấy. Khi ta đang ngủ thì đột nhiên rơi vào trạng thái đốn ngộ, sau đó trong trạng thái đốn ngộ, ta sửa đổi công pháp Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí công mình đang luyện một chút. Sửa chữa xong thì vận chuyển một vòng, ai ngờ lại nổ tung, Tống Thư Hàn ngửa cổ nhìn trời, tuyệt vọng nói, ngươi định thử mỗi ngày một kiểu chết đấy hả? Bắc Hà Tán Nhân châm biếm, công pháp ngươi mới sửa chữa có vấn đề gì? Bạch Tiền Bối nhỏ lên tiếng, ta đang định giao nó cho Bạch Tiền Bối xem đây. Ngài xem giúp ta xem nó có vấn đề ở đâu với. Tống Thư Hàn nói, sau đó hắn lấy giấy bút ra, viết lại hết nguyên lý của Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí công bản chỉnh sửa. Đúng lúc các tiền bối đều ở đây, có thể tham khảo thử xem vì sao mình lại tự nhiên nổ tung. Bạch Tiền Bối đặt tay lên công pháp, nhẹ nhàng ấn một cái. Công pháp và nguyên lý Tống Thư Hàn vừa viết được chiếu lên. Công pháp lộn xộn gì thế này? Cổ Hồ Quan Chân Quân nhìn bộ công pháp này xong thì sững cả người ra. Công pháp bình thường đều lấy kim đan bản mệnh làm chủ, nhằm cường hóa cho kim đan bản mệnh, vẽ rồng điểm mắt cho kim đan diễn đồ, sau đó lĩnh ngộ kim đan hóa đồ và tiến vào cảnh giới chân quân lục phẩm. Mà quyển công pháp chỉnh sửa của Tống Thư Hàn không chỉ cường hóa đan điền bản mệnh và kim đan bản mệnh, còn cường hóa cả các đan điền nhỏ của tu sĩ nữa. Công pháp này mà ngươi cũng dám luyện, đúng là chán sống mà. Bắc Hà Tán Nhân cũng nói, Tống Thư Hàn gãi đầu, lúc đó ta đang ngủ chưa tỉnh mà. Nếu là lúc tỉnh táo thì dù sửa xong công pháp rồi, cũng phải để cho các tiền bối xem qua một lần, xác định là không có vấn đề gì, ta mới dám luyện. Trong tình huống bình thường, có cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám vận chuyển công pháp bản thử nghiệm rồi tự hại mình như thế. Công pháp này của ngươi kỳ quái quá. Sao phải cường hóa cả mấy đan điền nhỏ làm gì? Đan điền nhỏ không phải là đan điền bản mệnh, làm thế có ý nghĩa gì đâu, Tô Thị A Thất cao mày hỏi, bởi vì bây giờ Thư Hàn không chỉ có một viên kim đan. Bạch Tiền Bối nhỏ lên tiếng, cái gì? Bắc Hà Tán Nhân thốt lên, ta có thể cảm ứng được, trong Long Vĩ Đan Điền của Thư Hàn có một viên kim đan nhỏ, trên nữa có một viên yêu đan, trên nữa hình như còn có gì đó nữa. Bạch Tiền Bối nhỏ nói, các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đổ dồn ánh mắt về phía Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn thấy những ánh mắt này có vẻ gai gai. Lúc này, Thất Tu Thánh Quân, tiền bối đáng tin cậy nhất trong nhóm Cửu Châu số 1 lên tiếng, bản công pháp cải biên này rất thú vị. Thất Tu Thánh Quân có ánh mắt độc đáo. Vì từng nắm giữ Cửu Tu Phượng Hoàng Đao nên tầm nhìn của hắn rất cao xa, vượt xa Thánh Quân bình thường. Công pháp sửa chữa này sử dụng rất nhiều bí pháp và thủ pháp. Các ngươi nhìn kỹ xem, phần nội dung này là thủ pháp mang tính kế thừa của Trình Lâm Tự Vũ Pháp mà Giao Bá Đạo Hữu từng nhắc đến với ta. Phần này nữa, đây là một bí pháp nhỏ để cường hóa thân thể mà Đông Qua Thánh Quân nói trong Huyền Thánh Luận Đạo ở cuối Thực Tiên Yến. Còn phần này khiến ta cảm thấy cực kỳ huyền diệu, bởi vì nó mơ hồ có liên quan đến một phần pháp tắc cụ hiện hóa trong đầu ta. Thất Tu Thánh Quân rủ rỉ nói liên tục, nội dung mà hắn nói lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1. E là Thư Hàn tiểu hữu đã dung hợp toàn bộ pháp tắc, lý luận và tin tức hắn tiếp xúc gần đây vào làm một, rồi nhét hết vào bản công pháp mà hắn vừa đốn ngộ ra, muốn sửa chữa công pháp này thì phải bỏ bớt vài đoạn ra. Thất Tu Thánh Quân lại nói, ta cảm thấy, thay vì loại bỏ đơn thuần, hay là chúng ta chia bản công pháp này thành các cấp độ, để nó thăng cấp dần dần như bậc thang đi. Hoàng Sơn tiền bối lên tiếng, Thất Tu Thánh Quân suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đề nghị của Hoàng Sơn đạo hữu rất hay. Tất cả mọi người đều có thể tham dự vào quá trình sửa chữa công pháp, kinh nghiệm sửa chữa công pháp này sẽ rất có lợi khi mọi người sáng tạo công pháp của riêng mình sau này,
Thất Tu tiền bối, chẳng phải chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm ra nguyên nhân khiến cho Thư Hàn phát nổ sao? Tô Thị A Thập Lục cất tiếng hỏi. Bạch tiền bối nhỏ đặt chén trà xuống, nói, nguyên nhân lớn nhất khiến cho Thư Hàn phát nổ hẳn là do hắn nhảy bước quá xa, trực tiếp vượt qua 4-5 giai đoạn, tiến thẳng vào giai đoạn cuối cùng. Giống như khi chúng ta xây nhà vậy, vừa mới xây xong tầng 2, đã bỏ qua tầng 3-4 mà xây luôn tầng 5, cuối cùng khiến cho cả tòa nhà sụp đổ, chính là tẩu hỏa nhập ma đấy. Bạch Long tỷ tỷ biến thành khuyên tai trên tay trái của Tô Thị A Thập Lục nói khẽ, thì ra là thế. Tống Thư Hàn xoa cằm, tóm lại là ta chết oan chết uổng, luyện công trong lúc ngủ, tẩu hỏa nhập ma, nổ tan xác mà chết, cứ tưởng chỉ có nhân vật phản diện trong tiểu thuyết võ hiệp thời xưa mới được hưởng đãi ngộ này thôi chứ. Đúng là không có tiểu thuyết nào ly kỳ bằng câu chuyện do chính cuộc sống viết ra, đợi bọn ta sửa chữa công pháp xong thì Thư Hàn có thể luyện lại một lần nữa. Bạch tiền bối nhỏ nói, Bạch tiền bối ơi, nếu công pháp sửa chữa vẫn có vấn đề, Thư Hàn tu luyện xong lại nổ thì phải làm sao? Vũ Nhu Tử giơ tay hỏi, Tống Thư Hàn, .. còn chưa bắt đầu mà Vũ Nhu Tử cô đã trù ẻo ta là thế nào, nhưng chuyện liên quan đến sống chết, đúng là phải suy nghĩ đến đối sách khi thất bại thật. Đồng tiền hồi sinh còn tận 10 ngày nữa mới sử dụng lại được kia. Nếu bây giờ hắn lại lăn ra chết mà không có pháp bảo hồi sinh là sẽ tiêu đời thật đấy. Yên tâm đi, ta đã cân nhắc chuyện này rồi. Bạch tiền bối nhỏ nhấp một ngụm tiên trà rồi nhắc nhở, phân thân, Thư Hàn đã thức tỉnh một thuật phân thân rất tuyệt. Tương tự với thiên phú phân thân của hắn, phân thân của Tống Thư Hàn chết đi không ảnh hưởng gì đến bản gốc, còn ký ức sẽ phản hồi cho bản gốc. Nhưng khi phân thân chết thì Tống Thư Hàn cũng sẽ có cùng cảm nhận, dùng bí pháp phân thân để phân thân thử nghiệm công pháp sửa chữa. Nếu có gì ngoài ý muốn thì cũng chỉ có phân thân nổ tung thôi. Bạch tiền bối nhỏ nói, đúng rồi, phân thân. Tống Thư Hàn sáng ngời mắt lên, sau đó hắn lại thở dài não ruột. Sao lần trước hắn lại chết oan uổng như thế cơ chứ? Lần trước ngươi chết thật vô ích. Đậu Đậu vẫn cắn chặt cánh tay hắn truyền âm nhập mật nói, Tống Thư Hàn, Đậu Đậu, ngươi không định xuống sao? Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bản chỉnh sửa của Tống Thư Hàn trở thành đề tài thảo luận của các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1. Cả đám người vây quanh bản công pháp này để thảo luận và nghiên cứu. Thảo luận đến tận khi trời tối, cuối cùng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bản sửa đổi 1.0 cũng ra đời. Bạch tiền bối nhỏ cầm một chiếc bánh bao trong tay, gặm từng miếng bé. Biệt Tuyết Tiên Cơ ngồi bên cạnh hắn. Cả lồng bánh bao hấp này đều là tác phẩm của Biệt Tuyết Tiên Cơ. Sau khi thực tiên yến kết thúc, cô đã theo các đạo hữu nhóm Cửu Châu số 1 về đây, môn công pháp này hẳn là không còn vấn đề gì quá lớn đâu. Bạch tiền bối nhỏ nói xong, bèn duỗi tay viết vào hư không, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bản sửa đổi 1.0 được viết ra, hóa thành phù văn màu vàng. Những phù văn này vần quanh, tạo thành một vòng tròn vận chuyển cực nhanh. Sau khi tất cả phù văn đã xoay đủ một vòng, bạch tiền bối nhỏ gật đầu, kiểm nghiệm sơ bộ không có vấn đề gì, Thư Hàn, gọi phân thân ra thử một lần đi, được à? Tống Thư Hàn động tâm niệm, Tống Thư Hàn tu được ngưng tụ ra đáp xuống bên cạnh hắn, chào buổi tối, các vị tiền bối. Tống Thư Hàn tu chắp tay hành lễ rất lễ phép, ta cứ tưởng khi ngươi phân thân thì có thể biến ra cả ta đang treo trên người chứ. Sen à, ngươi khiến bóp thất vọng quá. Đậu Đậu vẫn cắn chặt cánh tay Tống Thư Hàn nói, Đậu Đậu vẫn chưa từ bỏ hả, Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn tu ngồi xếp bằng thành tư thế tu luyện. Bắt đầu vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bản sửa đổi 1.0, vì Tống Thư Hàn tham dự toàn bộ quá trình sửa đổi tâm pháp, cho nên hắn đã thuộc nằm lòng công pháp sau khi chỉnh sửa từ lâu. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bản sửa đổi 1.0 được vận chuyển xong một vòng trong thể nội của phân thân, thành công, không có vấn đề gì. Tống Thư Hàn vui vẻ nói, phân thân không phát nổ, đừng vội, vận chuyển thêm một vòng nữa đi. Thành công một vòng thì chỉ có thể chứng minh hình thức ban đầu của công pháp không có vấn đề gì thôi, có thể có một số vấn đề nhỏ tích tiểu thành đại theo từng vòng tu luyện công pháp đấy. Thất Tu Thánh Quân nhắc nhở, thế là Tống Thư Hàn tu lại tiếp tục vận chuyển công pháp bản sửa đổi 1.0. Sau 3 vòng, đột nhiên, Tống Thư Hàn tu mở to mắt, há miệng, học ra một nguồn máu, có chuyện rồi. Tống Thư Hàn la lên, vấn đề nằm ở đâu? Có số liệu ghi lại không? Bắc Hà Tán Nhân hỏi. Tất cả số liệu đều đang ở chỗ ta, hẳn là sai lầm xuất hiện khi vận chuyển công pháp được 2 vòng rưỡi, sau đó khi đến vòng thứ 3 thì nó bị phóng đại, gây ra nội thương cho phân thân. Thất Tu Thánh Quân nói, hắn chú ý chặt chẽ từng chi tiết trong việc tu luyện của Tống Thư Hàn, thất tu tiền bối trích sai lầm đó ra đi, chúng ta sẽ nghiên cứu lại cẩn thận. Hoàng Sơn tiền bối nói, không ngờ sáng tạo công pháp lại là một chuyện phiền toái như vậy.
Vũ Nhu Tử dụi dụi mắt, cô đột nhiên cảm thấy rất khâm phục A Cha của mình. Linh Điệp Tôn Giả đã dùng sức của một người để sáng chế ra công pháp riêng của Linh Điệp Đảo đó. Không biết khi đó A Cha đã thất bại bao nhiêu lần, đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi. Lần sau về nhà, cô phải tặng cái chăn cho A Cha làm quà mới được. Đôi khi chỉ cần một ít linh thạch và tri thức tích lũy là có thể sáng tạo ra hình thức ban đầu của công pháp. Nhưng muốn biến hình thức ban đầu của công pháp thành phiên bản để tu luyện được thì cần trải qua hàng trăm, hàng nghìn lần thử nghiệm và sửa chữa. Trong quá trình đó, chỉ cần một chút sơ ý là có thể khiến cho người tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Trên thế gian này, không phải ai cũng có một phân thân dùng để thí nghiệm công pháp như Tống Thư Hàng tiểu hữu đâu. Bắc Hà Tán Nhân cảm thán, đúng rồi, Tống tiền bối, đột nhiên ta có ý này hay lắm. Về sau nếu ngươi thiếu linh thạch để dùng thì có thể đi làm người thí nghiệm công pháp, chuyên đi kiểm nghiệm những công pháp chưa hoàn thiện để tìm ra bung. Vũ Nhu Tử đề nghị, phương thức tư duy của Vũ Nhu Tử cô nương chưa bao giờ bình thường cả, ý hay đấy. Tống Thư Hàn gật đầu nói, đây cũng là một phương pháp tốt để kiếm linh thạch đó chứ, gần đây mạch não của Tống Thư Hàn cũng không được bình thường cho lắm, với lại hắn cũng thiếu linh thạch thật. Hắn đã nợ Bạch tiền bối một khoản linh thạch khổng lồ rồi, bây giờ tiêu hao của thời quan thành còn do hắn gánh nữa, có trời mới biết muốn vận hành thời quan thành cần bao nhiêu linh thạch. Đồng thời, Tống Thư Hàn kích hoạt trì vũ thuật trên găng tay nghịch kình võ sĩ, hướng vào phân thân, chữa trị vết thương cho hắn. Hơn một tiếng đồng hồ sau, với sự đồng tâm hiệp lực của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công bản sửa đổi 2.0 đã ra đời, phân thân của Tống Thư Hàn lại ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp sửa đổi bản 2.0. Một vòng, hai vòng, ba vòng, liên tiếp ba vòng không có vấn đề gì, đã tốt hơn bản trước rất nhiều rồi, sau đó là vòng thứ tư, thứ năm, lui. Thất Tu Thánh Quân trầm giọng hô, các đạo hữu đang vây quanh phân thân của Tống Thư Hàn vội vàng lùi lại, ầm, máu phun tung tóe. Khi đang vận chuyển công pháp vòng thứ năm, Tống Thư Hàn lại phát nổ, vì là phân thân nên khi Tống Thư Hàn tu phát nổ chỉ hóa thành những hạt ánh sáng rồi biến mất, không tạo thành cảnh tượng máu me, sao lại nổ nữa? Bắc Hà Tán Nhân dây dây lông mày, hắn cảm thấy công pháp sửa đổi bản 2.0 hoàn toàn không có vấn đề gì, sao lại nổ nữa vậy, đến cực hạn. Thất Tu Thánh Quân giải thích, khi bản sửa đổi 2.0 được vận chuyển, sau mỗi một vòng, một viên kim đan hoặc hạch tâm của Thư Hàn tiểu hữu sẽ đạt đến cực hạn. Bây giờ thể nội của hắn có 4 hạch tâm, 4 vòng trước đều chống đỡ được, vừa đến vòng thứ 5 thì không có hạch tâm, cho nên mới nổ, cách suy nghĩ của chúng ta vẫn chưa đúng. Tất cả các công pháp trong tu chân giới đều lấy cơ sở là một hạch tâm duy nhất, chúng ta chưa từng tiếp xúc với công pháp lấy nhiều hạch tâm làm cơ sở của Thư Hàn tiểu hữu bao giờ, cho nên khi sửa chữa công pháp, chúng ta sẽ ứng dụng kinh nghiệm cũ của mình theo bản năng. Hoàng Sơn tiền bối nhíu mày nói, kinh nghiệm và tri thức là vốn tài sản quý, nhưng đôi khi kinh nghiệm cổ hủ lại trở thành trói buộc của chúng ta. Bạch tiền bối nhỏ nhấp trà, mỉm cười. Tống Thư Hàn cảm thấy dường như Bạch tiền bối và Thất Tu Thánh Quân đang nắm bắt cơ hội này để mở lớp dạy học cho các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1, mà Tống Thư Hàn hắn chính là tư liệu giảng dạy của cái lớp này. Ngay sau đó, cảm giác đau đớn khi nổ tan xác của phân thân truyền tới người Tống Thư Hàn, mặt mũi Tống Thư Hàn lập tức tái mét, đau đau đau, đau chết mất thôi, đã lâu hắn không phải nếm trải cảm giác bị nổ tan xác pháo thế này rồi. Nó khiến hắn nhớ lại sự đau đớn khi ở thế giới Kim Liên của Nho Gia lúc trước, tại đó hắn và một đám đại lão Nho Gia bị ngón tay sắt đen do quả cầu béo biến thành nghiền nát hết lần này đến lần khác. Cũng may, cảm giác đau đớn của phân thân bị nổ chỉ là đồng bộ, cũng có nghĩa đây là chuyện xảy ra trong tích tắc mà thôi. Sau khi cơn đau kịch liệt đi qua, cắn chặt răng là chống chọi được ấy mà. Dù chỉ là trong nháy mắt, Tống Thư Hàn vẫn đau tới mức tái cả mặt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ha ha, biết sự lợi hại của bản gâu gâu rồi chứ. Đậu Đậu đắc ý truyền âm với hắn, càng ra sức mà cắn. Thư Hàn tiểu hữu, nhìn ngươi có vẻ rất đau đớn. Có cần uống một liều thuốc giảm đau không? Ta vừa nghiên cứu ra loại thuốc này xong, có hiệu quả với tất cả các tu sĩ dưới lục phẩm đó, dược sư nói với giọng ôn hòa. Tống Thư Hàn hít một ngụm khí lạnh, khổ sở đáp, đã hết đau rồi, không cần đâu, dược sư tiền bối. Dược sư hòa nhã gật đầu, đáp, được rồi, lần sau có cần thì nói với ta. Từ sau khi dược sư tiền bối đổi từ kiểu tóc HKT sang kiểu hot boy Hàn Quốc, Tống Thư Hàn cứ cảm thấy tiền bối đổi luôn cả tính nết, trở nên cực kỳ ấm áp, đổi kiểu tóc thực sự có thể thay đổi luôn một người ư, có phải vì lẽ đó nên các đệ tử quy y Phật môn đều phải cạo đầu trọc lóc không? Bao giờ phân thân của ngươi lại phân ra được? Dược sư lại hỏi. Tống Thư Hàn đáp, thời gian cụ thể thì không rõ, nhưng hình như mỗi lần thực lực của ta tăng lên thì thời gian phân thân hồi phục sau khi chết lại được rút ngắn,
Tuy nhiên, chỉ cần tiêu hao một lượng lớn linh lực là có thể khôi phục phân thân trước thời hạn. Lần trước hắn tiêu hao gần hết linh lực ở cả hai kim đan mới hồi phục phân thân trước thời hạn được. Bây giờ hắn có 4 hạt nhân tâm, chắc hẳn có thể chống đỡ được 2 lần. Dược sư xoa cằm trầm tư, tiêu hao một lượng lớn linh lực, có lẽ ngươi cần thứ này đó. Giang Tử Yên đứng bên cạnh lấy một cái lọ màu đen từ trong túi xách ra. Ta mới nghiên cứu ra đan dược khôi phục linh lực, đặt tên cho nó là Tử Sư Đan. Trong trạng thái bình thường, một viên đan dược đủ để khôi phục linh lực cho linh hoàng ngũ phẩm, mỗi lần có thể dùng từ 2 đến 3 viên. Sau khi uống xong thì đã tọa minh tưởng một lúc là có hiệu quả ngay. Dược sư giới thiệu, Tử Sư Đan, ghép tên của Tử Yên tiên tử và dược sư lại à, có tác dụng phụ gì không? Tống Thư Hàn hỏi. Đan dược vừa mới được nghiên cứu ra chắc hẳn có một số tác dụng phụ chứ. Ừm, vì đây vừa mới chế tạo ra nên còn chưa kịp xử lý một số tác dụng phụ của nó, nhưng chỉ là vấn đề nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến trạng thái của tu sĩ đâu. Tác dụng phụ mạnh nhất của Tử Sư Đan là sinh ra cảm giác no căng, bởi vì trong đan dược có quá nhiều năng lượng, làm cho người dùng có cảm giác như vừa ăn một lượng lớn thức ăn vậy. Có lẽ mấy ngày sau đó ngươi sẽ chẳng ăn được gì, vừa ngửi thấy mùi đồ ăn là có cảm giác đầy bụng không có khẩu vị. Dược sư lại ôn hòa giới thiệu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chỉ có tác dụng phụ này thôi à, hoàn toàn không thành vấn đề. Tống Thư Hàn nói, ngươi chịu được thì tốt, chắc chắn công pháp mới của ngươi còn phải sửa vài lần nữa, khôi phục một ít linh lực trước rồi tính sau. Dược sư nói, Giang Tử Yên đưa cho Tống Thư Hàn một bình đan dược, trong này có 24 viên, đủ để linh hoàng ngũ phẩm dùng rất lâu. Nhưng ngươi có tận 4 hạt nhân, chẳng biết dùng được mấy lần nữa. Cảm ơn dược sư tiền bối, Tử Yên tiên tử. Tống Thư Hàn cầm lấy đan dược. Tiếp đó, hắn tiêu hao một lượng lớn linh lực để khôi phục lại phân thân trước thời hạn. Cũng như lần trước, Tống Thư Hàn sử dụng hết linh lực trong hai viên kim đan mới khôi phục được phân thân. Thực lực của Tống Thư Hàn tăng lên, linh lực dự trữ trong cơ thể cũng tăng lên theo. Tương ứng với đó, linh lực cần tiêu hao để khôi phục phân thân cũng nhiều lên. Sau khi khôi phục phân thân, Tống Thư Hàn dốc một viên Tử Sư Đan ra, nhét vào miệng. Vị cam à, vị rất ngon nhé, như ăn kẹo vậy. Tống Thư Hàn không nhịn được mà cắn nó ra. Đây chỉ là lớp vỏ bọc đường bên ngoài thôi, bên trong đắng lắm, thế nên nuốt thẳng xuống thì tốt hơn. Dược sư nói, hả? Tống Thư Hàn lệ rơi đầy mặt. Sau khi cắn nát lớp vỏ bọc đường bên ngoài, vị đắng bên trong Tử Sư đang tràn ra, đắng muốn chết đi được. Tống Thư Hàn cảm thấy đầu lưỡi của mình đắng đến mức mất cả cảm giác luôn rồi. Hắn ngửa đầu lên, nuốt ực đang dược xuống. Dược sư tiền bối, ngươi phải nhắc ta trước chứ. Tống Thư Hàn cười khổ nói, dược sư nhún vai, ta còn chưa kịp nói thì ngươi đã cắn ra rồi. Sau khi nuốt đan dược, Tống Thư Hàn liền thấy bụng no căng, no quá, no trướng hết cả bụng. Hơn nữa là cảm giác ăn cơm no xong còn uống hết cả bình nước ấy. Ngoài trừ tác dụng phụ này, hắn còn cảm thấy bụng mình ngứa ngứa. Sau đó thì không có tác dụng phụ gì khác nữa. Mà hiệu quả khôi phục linh lực của đan dược rất tốt, mới nuốt một viên mà linh lực trong kình đan bản mệnh của Tống Thư Hàn đã khôi phục gần một nửa. Hơn nữa dược hiệu vẫn còn, nếu kết hợp với ngồi thiền, chắc có thể khôi phục được một nửa linh lực của kình đan bản mệnh. Tống Thư Hàn lại dốc ra hai viên Tử Sư Đan, nuốt cả hai viên xuống. Sau khi uống xong ba viên, cảm giác no căng càng nghiêm trọng hơn. No quá, bụng cứ như sắp nổ rồi ấy, Tống Thư Hàn cảm thán. Hết cách rồi, di chứng của Tử Sư Đan không dễ xử lý đâu, ta đang tìm cách giải quyết nan đề này đây. Nhưng mà hiệu quả tốt đúng không? Dược sư tiền bối mỉm cười nói. Tống Thư Hàn gật đầu đáp. Hiệu quả rất tốt, linh lực trong kình đan bản mệnh không ngừng hồi phục, đến linh lực của kim đan thứ hai cũng hồi lại gần một nửa rồi. Hắn tính sơ qua, uống tầm 3 viên Tử Sư Đan là có thể sử dụng bí pháp phân thân một lần. Giang Tử Yên đứng bên cạnh bổ sung, sau khi uống một đợt Tử Sư Đan xong, phải 2 tiếng sau mới được uống tiếp. Còn nữa, cảm giác no này sẽ tích lũy lại, di chứng kéo dài khoảng 2-3 ngày, ăn càng nhiều thì di chứng càng kéo dài. Ngươi phải chú ý đến khoảng cách thời gian giữa các lần uống đan được đấy, ta biết rồi, Tống Thư Hàn đáp. Giang Tử Yên mỉm cười rồi quấn lấy cánh tay của dược sư, hai người lại sang bên cạnh chim chuột với nhau. Tống Thư Hàn tìm chỗ ngồi xuống, hai tay ôm lấy bụng, thỉnh thoảng lại ở một cái, ăn no dững mở tới phát sợ. Tống tiền bối, bụng dạ không thoải mái à, Vũ Nhu tử nghi hoặc hỏi. Không sao, đây là di chứng sau khi ăn đan dược của dược sư tiền bối ý mà, Tống Thư Hàn đáp. Vũ Nhu tử trợn trừng hai mắt, di chứng là gì? Tống tiền bối, trong ngươi như đau bụng lúc đang mang thai ấy, việc này có liên quan gì tới mang thai đâu, chỉ là ăn no quá thôi. Tống Thư Hàn dở khóc dở cười, kể từ khi biết tới ánh nhìn mang thai, hễ thấy người khác bị đau bụng là Vũ Nhu tử lại nghĩ ngay đến chuyện mang thai. Có cần thuốc tiêu thực không? Tô Thị A Thập Lục hỏi, lấy ra một viên thuốc tiêu thực màu trắng.
Đây là thuốc chuyên dụng của Thực Tiên Yến. Đồ ăn trong Thực Tiên Yến vô cùng phong phú, tuy nhiên có một số tu luyện giả sức ăn ít, ăn không tiêu. Những lúc thế này luôn cần đến thuốc tiêu thực chuyên dụng cho tu luyện giả này. Tống Thư Hàn nhìn viên thuốc tiêu thực màu trắng, ở một cái thật kêu, nhíu mày đáp, e là không được, bây giờ ta không ăn uống được gì hết. Một hạt gạo cũng không muốn nếm, tác dụng phụ của tử sư đan này mạnh quá. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, đi một vòng xem có đỡ hơn không, A Thập Lục đề nghị. Ta thấy Tống tiền bối như bị trúng phải ánh nhìn mang thai đấy, chỉ khác mỗi chỗ bụng không phình ra rõ ràng thôi, Vũ Nhu Tử cười hì hì nói. Tống Thư Hàn ngẩng đầu lên nhìn trời, hắn cứ cảm thấy hôm nay có chỗ nào đó không ổn. Nhiều giờ sau, nhờ sự chung tay giúp đỡ của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công bản sửa đổi 2.0 ra đời, Tiểu Bạch tiền bối lại sắp xếp phù văn để thử nghiệm phiên bản này trước đã. Nhìn tổng quát thì không vấn đề gì, về mặt lý thuyết phiên bản này đã không còn khuyết điểm nữa rồi. Tuy nhiên vẫn cần phải kết hợp với thực tiễn. Thư Hàn, ngươi chia phân thân ra thử xem sao, Tiểu Bạch tiền bối nói. Được, Tống Thư Hàn ý niệm chợt động, kéo Tống Thư Hàn tu ra lần nữa. Vất vả rồi, Tống Thư Hàn nhìn phân thân của mình, cảm thán. Vào khoảnh khắc khi phân thân nổ tung lúc trước, hắn lo lắng biết nhường nào, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn chính mình bị nổ tan xác pháo. Tống Thư Hàn tu ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận chuyển Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công bản chỉnh sửa ba, một vòng lại một vòng. Chẳng mấy chốc, Tống Thư Hàn tu vận chuyển được 132 vòng, nhưng khi vòng thứ 132 kết thúc thì đột nhiên đạt đến cực hạn, không thể tiếp tục vòng thứ 133 được. Tống Thư Hàn tu chỉ có thể mở mắt ra, dừng tu luyện, không bị thương, cũng chẳng bị nổ. Lần này lại có vấn đề gì nữa thế? Lệ Chi tiên tử dây mi tâm, hỏi. Tóm lại thì vẫn có tiến bộ hơn lần trước, không bị thương, cũng không bị nổ, Tống Thư Hàn nói. Nhưng tại sao vận chuyển được 132 vòng rồi lại bị kẹt chứ? Đông Phương Lục tiên tử hỏi, cúi đầu xem Tam Thập Tam Tiên Thiên Nhất Khí Công mà mọi người đã sửa đổi, không phát hiện ra có vấn đề gì. Thất Tu tiền bối, Bạch tiền bối, hai người có phát hiện ra gì không? Lưu Huỳnh tiên tử hỏi. Ừm, cũng sắp rồi, Thất Tu Thánh Quân đáp. Tiểu Bạch tiền bối cũng gật đầu, ta cũng thấy sắp rồi, 132 vòng, là 4 lần 33 vòng, Thất Tu Thánh Quân nhắc nhở. Nói cách khác, trong Tam Thập Tam Nhất Khí Công, cứ 33 vòng là một vòng lớn à? Lệ Chi tiên tử hỏi. Lưu Huỳnh tiên tử, nếu như là 4 thì chẳng lẽ nó bị hạn chế bởi 4 hạt nhân tâm của Tống Thư Hàn ư? Đây là giới hạn cao nhất, cũng là một cách bảo vệ Thư Hàn tiểu hữu, Thất Tu Thánh Quân nói. Vũ Nhu tử giơ tay lên hỏi, có phải thế nghĩa là nguy cơ bị nổ tung của Tống tiền bối được giải trừ rồi không? Chuyện này chưa thể chắc chắn được, phải quan sát một thời gian nữa. Tiểu Bạch tiền bối nói, Thư Hàn, ta đề nghị ngươi nên đi theo ta một thời gian trước đã. Sắp tới ta định tới Điền Thiên Đảo một chuyến, ngươi đi cùng ta luôn đi. Nói cách khác, ta vẫn có thể bị nổ ư? Tống Thư Hàn bất an hỏi. Trên lý thuyết, Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công sửa đổi bản 3.0 chắc chắn không còn nguy cơ bị nổ nữa. Nhưng ngươi cũng biết, lý thuyết là lý thuyết và thực tiễn luôn có sai số nhất định, Thất Tu Thánh Quân bình tĩnh đáp. Tống Thư Hàn, từ hôm nay trở đi, hãy gọi hắn là Tống, lúc nào cũng có thể bị nổ. Thư Hàn, nói nổ là nổ luôn, hắn sẽ không nể mặt ai hết, lúc nổ còn không thèm nể mặt mình luôn nữa là. Thất Tu tiền bối, Bạch tiền bối, đến bao giờ có thể xác định được ta sẽ không bị nổ nữa? Tống Thư Hàn hỏi lại với vẻ bất an. Nếu như không thể xác định được chuyện này thì làm sao mà sống yên lành được đây? Ngộ nhỡ hắn nổ tung trước mặt ba mẹ, ba Tống và mẹ Tống sẽ phát điên mất, nói không chừng còn để lại ám ảnh tâm lý nữa. Bạch tiền bối cắn chiếc bánh mì bơ thứ hai, đáp, ừm, đợi đến khi ngươi tấn thăng lên lục phẩm. Chỉ cần ngươi thành công tấn thăng lên lục phẩm thì chứng tỏ Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công sửa đổi bản 3.0 không có vấn đề gì, lúc đó ngươi có thể yên tâm hoàn toàn rồi. Cảnh giới lục phẩm á, ta mới tấn thăng lên ngũ phẩm chưa được bao lâu mà. Tống Thư Hàn mệt tim hết sức, không biết còn phải đợi đến ngày nào tháng nào mới thăng lên đến lục phẩm đây. Yên tâm đi, Thư Hàn tiểu hữu, theo như khuynh hướng thăng cấp trước đây của ngươi, nhiều nhất đến tháng 11 là lên đến lục phẩm rồi. Phá Dương Kích Quách Đại Đen xì xì cười khà khà nói. Sao mà thế được? Tống Thư Hàn cười khổ đáp. Tấn thăng lên lục phẩm trong vòng một tháng, đây là chuyện chỉ có trong mơ thôi. Bây giờ hắn chỉ có đúng một mục tiêu, trước khi lên đến lục phẩm phải trân trọng sinh mệnh của mình. Nhất định phải thật cẩn thận, không thể dễ dàng chết đi được. Hắn nhất định phải nhanh chóng tấn thăng lên lục phẩm để còn xác định xem cái mạng nhỏ này có được đảm bảo không. Thư Hàn tiểu hữu, trên người ngươi có còn pháp khí sống lại không? Đúng lúc này, Thất Sinh Phù phủ chủ hỏi. Vẫn còn, nhưng pháp khí sống lại vẫn đang trong thời gian chờ.
Nếu trong 10 ngày tới ta mà xảy ra chuyện gì thì sẽ tiêu đời thật sự luôn. Tống Thư Hàn đáp, thế thì cố lên, nhất định phải qua 10 ngày này. Sau đó thì chết thế nào cũng không phải sợ. Diệt Phượng công tử nghiêm túc vỗ lên vai Tống Thư Hàn, ta không muốn chết đâu. Tống Thư Hàn đáp, Giao Bá chân quân nói đùa, Thư Hàn tiểu hữu, mộ phần dưới đáy biển, mua một tặng hai, nếu cần thì có thể đặt trước. Chúng ta còn tặng kèm các loại chữ khắc bia mộ tinh xảo, hơn nữa còn có cả một hệ thống ghi chép chữ khắc bia, đảm bảo sẽ không đụng hàng. Giao Bá đạo hữu, ta đặt một cái cho đồng quái nhé. Bắc Hà tán nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với vẻ đằng đằng sát khí, sao thế? Đồng quái chọc ngươi à? Lệ Chi tiên tử tò mò hỏi. Bắc Hà tán nhân nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi đáp, tóm lại, trong năm nay ta nhất định sẽ xử lý hắn, đồ khốn kiếp, không biết đồng quái đã làm ra chuyện thần kinh điên rồ gì mà có thể khiến cho người nổi tiếng hiền lành tốt bụng của nhóm Cửu Châu số 1 như Bắc Hà tán nhân tức giận thế này. Nói đến đồng quái đạo hữu, ta liền nhớ tới một việc. Bắc Hà, trước khi đến Thực Tiên Yến, đồng quái đã đặt một phần mộ cho ngươi. Đến cả chữ khắc trên đó cũng chọn xong rồi. Giao Bá chân quân lấy di động ra, nói, đây là tin nhắn đồng quái gửi cho ta, hắn nói văn khắc trên bia mộ của Bắc Hà phải thu bằng giọng nói. Nội dung là, xin chào, hoan nghênh các vị đã gọi điện đến kênh của Bắc Hà tán nhân, có việc cần triệu hoán nhấn phím 1, tưởng nhớ ta nhấn phím 2, không có chuyện gì thì ta cúp máy trước đây. Sau đó, còn phải chế tạo video của ngươi thành mã QR code rồi dán lên đó, tuy nhiên vì hắn chưa trả tiền đặt cọc nên ta chưa nhận vụ này. Bắc Hà, thế này thì không nhẫn nhịn được nữa đâu. Giết chết hắn đi. Đông Phương Lục tiên tử châm ngòi thổi gió, là ta thì ta cũng không nhịn được, Phật cũng phải tức ấy chứ. Tạo Hóa Pháp Vương nói, Lệ Chi tiên tử, đánh đồng quái, ta hỗ trợ một viên linh thạch lục phẩm, ta cũng góp một viên, ta cũng thế. Tống Thư Hàn, rốt cuộc gần đây đồng quái tiền bối đã làm gì mà khiến cho mọi người căm hận như thế? Chắc chắn không chỉ đơn giản là bói sai đâu, từ sau khi hắn vào nhóm, chỉ số tự tìm đường chết của đồng quái tiền bối tăng lên từng ngày, đuổi sát cùng đao Tam Lãng tiền bối, thậm chí trên phương diện kéo thù hận còn có xu thế vượt qua Tam Lãng tiền bối nữa. Đúng rồi, Bạch tiền bối, ngươi đến Điền Thiên Đảo làm gì thế? Hoàng Sơn hỏi. Chủ đề nói chuyện của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 luôn bẻ lái cực nhanh, trong nhóm chat hay ngoài đời đều như thế cả. Thân là chủ nhóm, Hoàng Sơn tiền bối luôn phải phụ trách kéo chủ đề lại vấn đề quan trọng nhất, tiếp tục thảo luận lại. Từng, bởi vì đương kim thiên có biến, sóng linh lực sắp diễn ra, các thông đạo trong chư thiên vạn giới ngày một nhiều hơn. Ở Điền Thiên Đảo cũng xuất hiện một thông đạo khổng lồ, nhưng không rõ thông đạo đó nối đến thế giới nào. Điền Thiên Đạo hữu nhờ ta qua đó xem thử. Bạch tiền bối đáp. Hoàng Sơn trầm tư chốc lát rồi nói, hóa ra là thế. Đạo hữu nào rảnh rỗi thì có thể đến Điền Thiên Đảo với Bạch Thánh một chuyến, nói không chừng có thể giúp được việc gì đó. Tất cả thế giới trong chư thiên vạn giới đều khác nhau, không ai biết phía trước mặt là thế giới gì, có lẽ là tai nạn, nhưng cũng có thể là kỳ ngộ. A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, các cô có muốn đi không? Tống Thư Hàn nhìn các cô rồi hỏi, ta muốn về nhà trước đã, chuyến này ra ngoài lâu quá rồi. Hơn nữa ta phải đợi A cha của ta về nữa, Vũ Nhu Tử tiếc nuối nói, cô rất muốn đi chơi cùng họ. Nhưng lần này cô đã hứa với Linh Điệp tôn giả rồi, sau khi Thực Tiên Yến kết thúc thì không được chạy lung tung, về Linh Điệp đảo trước đã. Ta muốn đến Biển Đông một chuyến, Tô Thị A Thập Lục nhẹ giọng nói, cô vươn tay vuốt sợi tóc bên tai trái, chiếc khuyên tai do Bạch Long tỷ tỷ hóa thành trên tai cô hơi lắc lư, vô cùng đẹp mắt. Bây giờ Thư Hàn đã ở cảnh giới ngũ phẩm, mà cô vẫn dừng chân ở tứ phẩm. Không thể cứ để Tống Thư Hàn kéo dài khoảng cách cảnh giới thế này được, vì thế cô nhất định phải đến Biển Đông. Lúc này, điểm tâm trước mặt Bạch tiền bối lại đổi từ bánh mì sang bánh chẻo thủy tinh, mọi người đừng vội. Đợi ta với Thư Hàn dạo một vòng Điền Thiên Đảo xem tình hình thế nào đã. Nếu như cần mọi người giúp đỡ thì ta sẽ lên nhóm Cửu Châu số 1 gọi mọi người. Đến lúc đó ta sẽ dùng sức mạnh không gian để đưa mọi người qua. Nếu có sức mạnh không gian, một số việc sẽ trở nên rất dễ dàng. Đặc biệt là mấy chuyện như nhanh chóng chạy đến đích đến thế này. Như thế cũng được, Thất Tu Thánh Quân mỉm cười nói. Chủ đề Điền Thiên Đảo kết thúc tại đây. Các đạo hữu lại chuyển sang chủ đề khác. Gần đây chủ đề nói chuyện của mọi người đều xoay quanh thông đạo trong chư thiên vạn giới. Việc các thông đạo trong chư thiên vạn giới liên tục mở ra, có lợi cũng có hại. Dạo gần đây thường xuyên nghe được mấy tin như các đại môn phái xảy ra xung đột với các thế lực ở thế giới khác. Đúng rồi, mới đây ta nghe nói Vô Cực Ma Tông có một kế hoạch lớn đấy. Đông Phương Lục tiên tử nói, hình như bọn họ định xây dựng một quốc gia ma tu. Vì cùng là ma tu nên Đông Phương Lục tiên tử có tình báo đặc biệt. Quốc gia ma tu xây dựng kiểu gì? Vừa nghe thấy Vô Cực Ma Tông, Tống Thư Hàn liền dựng thẳng hai tay lên,
Công tử Hải, kẻ thù không đội trời chung mấy tháng trước của hắn chính là người của Vô Cực Ma Tông. Trước đây, vì không muốn bị công tử Hải bóp chết nên Tống Thư Hàn từng liều mạng tu luyện. Chớp mắt một cái đã qua 5 tháng, giờ cũng coi như không cần phải lo bị công tử Hải siết chết nữa rồi, ai mà biết được. Tình báo cụ thể Vô Cực Ma Tông giấu kỹ lắm. Hơn nữa, nói không chừng quốc gia ma tu chỉ là thuật che mắt, bọn người trong ma tông toàn thích chơi trò hai mặt mà. Nhưng có thể khẳng định một điều, Vô Cực Ma Tông muốn chơi một cú lớn, Đông Phương Lục Tiên Tử nói, nhất định phải chú ý tới chuyện này, Tống Thư Hàn nói, à đúng rồi, Thư Hàn tiểu hữu, kim đan bản mệnh của ngươi có mấy long văn thế? Ta quên hỏi ngươi chuyện này mãi, Đông Phương Lục Tiên Tử hỏi, nói chuyển chủ đề là chuyển luôn, nhảy cóc cực nhanh, kể ra thì, các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 đều có từ 7 long văn trở lên đó nha. Tống Thư Hàn thăng cấp cực nhanh, hắn có nền tảng vững chắc không? Hắn có bao nhiêu long văn nhỉ? Không chỉ Đông Phương Lục Tiên Tử, các đạo hữu khác trong nhóm Cửu Châu số 1 cũng rất tò mò về chuyện này. Vũ Nhu Tử và Tô Thị A Thập Lục nhớ ngay tới long văn kỳ quái của Tống Thư Hàn, không nhịn được mà cười thành tiếng. Vốn chỉ có 3 long văn, nhưng sau đó có một chút thay đổi. Tống Thư Hàn cười hề hề, đáp, hề hề, nói tới chuyện này. Đông Phương Lục Tiên Tử, cô có muốn xem long văn của ta không? Đông Phương Lục Tiên Tử, hỏi chấm, 3 long văn, sau đó thay đổi. Chẳng lẽ long văn biết sinh con đẻ cái ư? Hết cách rồi, dạo gần đây bá Tống đạo hữu toàn bị dính tới chuyện mang thai. Vừa nhớ đến hắn là sẽ nghĩ ngay tới mang thai, có muốn xem không? Tống Thư Hàn cười hì hì hỏi, xem ra đang có bất ngờ chờ đợi ta nhỉ? Thế thì ta xem vậy, Đông Phương Lục Tiên Tử đáp, cô vươn tay bắt lấy cánh tay của Tống Thư Hàn. Đậu đậu, ngươi còn không đi xuống à? Không, hôm nay ta ngủ ở đây luôn. Chết cũng không nhả ra, ta phải cắn cho Tống Thư Hàn khóc thì thôi. Đậu đậu đáp, được rồi, ngươi vui là được. Đông Phương Lục Tiên Tử độ một tia ý thức vào người Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn đưa ý thức của cô vào trong đan điền bản mệnh của mình. Tại đó, kim đan cá voi mập đang thông thả bơi lội. Kim đan của ngươi đây sao? Đông Phương Lục Tiên Tử hỏi. Ừm, lần trước ta cũng nhắc trong nhóm rồi đó, lúc ở tứ phẩm, kim đan của ta đã bị biến dị. Sau khi tấn thăng lên ngũ phẩm, nó vẫn giữ nguyên hình dáng của một con cá voi mập, Tống Thư Hàn đáp, đúng là hơi mập thật, long văn đâu? Đông Phương Lục Tiên Tử hỏi. Tống Thư Hàn ý niệm vừa động, từng mảnh giáp bao phủ kim đan cá voi mập rút đi, lộ ra long văn. Thánh thành không bao giờ thất thủ, thánh kiếm trung yên, cửu tu phượng hoàng đao, mỹ nhân rắn ông đức cộng thánh ấn, thánh viên viễn cổ cộng kinh thư nho gia, mắt của thánh nhân nho gia, hoa sen trong thế giới hạch tâm. Cá voi mập do tổ hợp tam thập tam thú hợp thành, long văn nào cũng đặc sắc, khác hẳn các tu sĩ bình thường. Tất cả long văn của ngươi đều là long văn bổ sung à? Đông Phương Lục Tiên Tử nghi hoặc hỏi. Tất cả long văn đều đại diện cho một pháp khí đặc thù hoặc là công đức của Tống Thư Hàn, nhưng không có long văn nào là do hắn tu luyện ra cả. Ban đầu Tống Thư Hàn chẳng có long văn nào ư? Sao lại thế được? Cho dù tư chất có tệ hơn nữa thì ban đầu cũng phải có một hai long văn chứ. Có lẽ là vì kim đan của ta bị biến dị, Tống Thư Hàn đáp. Sau đó, hắn mở long văn cuối cùng của mình ra, Đông Phương Lục Tiên Tử nhìn vào long văn thứ 9, tiếp đó, cô liền thấy ngay một Đông Phương Lục xinh đẹp như hoa, Đông Phương Lục Tiên Tử, Đông Phương Lục Tiên Tử cho là mình đã nhìn nhầm, thế nhưng cô nhìn đi nhìn lại vài lần liền, cô gái xinh đẹp như hoa, vòng eo như rắn trong long văn thứ 9 vẫn là Đông Phương Lục, không sai được, Thư Hàn tiểu hữu, Đông Phương Lục Tiên Tử gọi, tinh thần lực của cô không chịu khống chế mà dao động, có vẻ như cảm xúc đang không được ổn định, ta đây, Đông Phương Tiên Tử, Tống Thư Hàn đáp. Hì hì hì, Đông Phương Tiên Tử, trâu bò không? Nhìn thấy mình được vẽ trên long văn thứ 9, cô có cảm giác vô cùng kích động không? Đông Phương Lục Tiên Tử, ngươi có thể nói cho ta biết, long văn thứ 9 này là sao không? Tại sao ta lại xuất hiện ở long văn thứ 9 của ngươi? Đừng nói là ngươi yêu thầm ta đấy nhé, nếu đây mà là trò đùa dai, có tin ngày nào ta cũng lái xe xông vào cửa nhà ngươi không? Lần này đến lượt tinh thần lực của Tống Thư Hàn dao động dữ dội, cảm xúc không ổn định, hắn vốn còn muốn hỏi Đông Phương Lục Tiên Tử rằng, có kích thích không, nhưng bây giờ, chính bản thân hắn đã cảm thấy kích thích lắm rồi, trái tim bé nhỏ của hắn đang đập thình thịch đây, khụ, Tống Thư Hàn thành khẩn đáp, thực ra, long văn thứ 9 của ta có hiệu ứng đặc biệt là hiển thị chân ngã. Nói trắng ra thì giống như đang tự soi gương ấy, Đông Phương Lục Tiên Tử, cô nhìn vào đó thì sẽ thấy chính bản thân mình, soi gương á. Cảm xúc của Đông Phương Lục Tiên Tử ổn định lại, soi ra chân ngã của mình ư, ừm, đúng thế, Tống Thư Hàn đáp, thì ra là thế, xem ra ta đúng là một người phụ nữ trong ngoài như một mà, Đông Phương Lục Tiên Tử nói với giọng rất thỏa mãn,
Cuối cùng Tống Thư Hàn cũng thở vào nhẹ nhõm. Các nhân vật cấp bậc tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 khác hẳn Vũ Nhu Tử và Tô Thị A Thập Lục. Vũ Nhu Tử thì vì quá kích thích mà đến nói chuyện cũng lắp bắp, còn A Thập Lục, vì chiếu ra Bạch Long nên cô có vẻ khá bình tĩnh. Mà các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 thì khác, thậm chí họ còn khiến cho Tống Thư Hàn kích thích tới mức lắp bắp luôn. À mà, Đông Phương Lục tiên tử, ngoài nhìn thấy bản thân mình ra, cô có còn nhìn thấy thứ gì khác nữa không? Tống Thư Hàn thử dò hỏi. Đông Phương Lục tiên tử, thứ gì cơ, ví dụ như, xe cộ gì đó ấy, Tống Thư Hàn nói. Lại ví dụ như chèn vào người qua đường chẳng hạn, Đông Phương Lục tiên tử, ngươi đừng tưởng ta không hiểu ám chỉ của ngươi nhé, có tin tuần nào ta cũng lái xe lượn một vòng trước cửa nhà ngươi không, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Long Văn thứ 9 này tốt đấy, bây giờ chúng ta hợp tác để 7 người tiếp theo đi. Ngươi định trêu ai nữa nào, Đông Phương Lục tiên tử hỏi, dù gì cô cũng là thánh nữ của ma giáo đấy, sau khi mình bị trôn xong thì nghĩ ngay tới việc chơi xỏ người khác, ai cũng được. Tóm lại ta muốn để cho tất cả các tiền bối trong nhóm cùng xem, Tống Thư Hàn đáp, Đông Phương Lục tiên tử chỉ điểm, không phải ta nói ngươi đâu, Thư Hàn tiểu hữu à, cách kích thích người khác của ngươi chẳng có đẳng cấp gì cả. Ngươi phải phối hợp với ta mới được, ngươi chọn cho xong một người đi, lát nữa ta ra ngoài thì giả vờ nghiêm túc, sau đó tỏ ra trầm trọng mà vỗ vai vị đạo hữu tiếp theo vào xem Long Văn, như thế mới đạt hiệu quả tốt nhất chứ, vậy chọn ai thì được nhỉ, Tống Thư Hàn nghi hoặc hỏi, Bạch tiền bối đã xem chưa? Đông Phương Lục tiên tử nghĩ ngay tới Bạch tiền bối, xem rồi, Tống Thư Hàn đáp, chật, tiếc thật. Vậy thì đổi mục tiêu khác. Tử Yên thì sao? Sau khi Tử Yên xem xong thì lại kéo Dược Sư vào, Đông Phương Lục tiên tử nói, Tống Thư Hàn, ta thấy với mối quan hệ gắn bó keo sơn của Tử Yên tiên tử với Dược Sư tiền bối, vừa ra ngoài cô ấy đã nói ngay bí mật với Dược Sư tiền bối rồi ấy chứ, cũng có lý, vậy bắt đầu từ chủ nhóm đi. Bây giờ chúng ta kéo Hoàng Sơn tiền bối vào. Đông Phương Lục tiên tử nói, Tống Thư Hàn, ta thế nào cũng được, được, vậy chúng ta phối hợp cho tốt, xỏ Hoàng Sơn tiền bối một vố, Đông Phương Lục tiên tử cười hì hì nói. Một lúc sau, ý thức của Đông Phương Lục tiên tử rút khỏi đan điền của Tống Thư Hàn, Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục và Bạch tiền bối đều nhìn cô chăm chú, Đông Phương Lục tiên tử hít sâu một hơi. Vừa nãy chỉ mãi để ý đến Long Văn thứ 9 của Tống Thư Hàn mà cô lơ là một chuyện, tên nhóc Tống Thư Hàn đó có tận 9 Long Văn lận đó. Chính Long Văn đấy, cô mới chỉ có 8 Long Văn thôi đây này. Sau khi hít thở xong, Đông Phương Lục tiên tử nhanh chóng tiến vào chế độ diễn trò. Cô còn phải phối hợp với Tống Thư Hàn để trôn Hoàng Sơn tiền bối nữa. Đầu tiên, Đông Phương Lục tiên tử bày ra vẻ không dám tin, mặt mày trầm tư một cách khoa trương. Sau đó cô lại thầm liếc về phía Hoàng Sơn tiền bối. Các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, hỏi chấm, rốt cuộc Đông Phương Lục tiên tử đã nhìn thấy gì? Tại sao sau khi ra khỏi đan điền bản mệnh của Tống Thư Hàn cô lại có vẻ thất thần như thế? Hơn nữa, cô cứ liếc trộm Hoàng Sơn tiền bối làm gì? Hoàng Sơn tiền bối cũng tỏ ra nghi hoặc. Đông Phương Lục tiên tử đi tới bên cạnh Hoàng Sơn tiền bối, vỗ nhẹ lên người hắn. Hoàng Sơn tiền bối, ngươi đi xem Long Văn của Thư Hàn đi. Ta thấy chuyện này ngươi vẫn nên tự nhìn thì tốt hơn. Hoàng Sơn, thấy Đông Phương Lục tiên tử nghiêm túc như thế, Hoàng Sơn tôn giả hơi nhíu mày lại. Được rồi, ta sẽ là người tiếp theo đi xem vậy. Hoàng Sơn tiền bối nói, hắn đi tới bên người Tống Thư Hàn, trước tiên vươn tay ra túm lấy Đậu Đậu, đi xuống đi, Đậu Đậu, không không không, hôm nay ta không xuống đâu. Đậu Đậu truyền âm nhập mật với hắn, Hoàng Sơn tôn giả cười lạnh, đặt hai tay trên bụng Đậu Đậu rồi bắt đầu gãi, tốc độ tay nhanh khủng khiếp, đến Tống Thư Hàn cũng chẳng thể nhìn rõ các ngón tay của Hoàng Sơn tiền bối. Ha 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 ha, gâu, Đậu Đậu không nhịn được mà bật cười, nó vừa cười là nhả miệng ra ngay, rơi khỏi cánh tay Tống Thư Hàn. Hoàng Sơn ngu ngốc, ta liều mạng với ngươi, Đậu Đậu tức giận nói, đừng làm loạn nữa, lát nữa là đến lượt ngươi đi xem Long Văn của Thư Hàn tiểu hữu, Hoàng Sơn nói. Đậu Đậu nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hoàng Sơn tôn giả tóm lấy cổ tay của Tống Thư Hàn, đổ ý niệm của mình qua người hắn, quá trình sau đó cũng giống với Đông Phương Lục tiên tử. Trước tiên, Tống Thư Hàn cho Hoàng Sơn tiền bối xem 8 Long Văn đầu tiên một lượt, Hoàng Sơn tôn giả cũng nhận ra sự thật là cả 8 Long Văn của hắn đều chỉ là Long Văn bổ sung. Đồng thời, hắn cũng tỏ ra rất mong đợi với Long Văn thứ 9. Tống Thư Hàn mỉm cười, kéo Long Văn thứ 9 của mình ra. Hoàng Sơn tôn giả đang nghe truyện trên TV audio CV liếc Long Văn thứ 9 của Tống Thư Hàn một cái. Ngay sau đó, hắn thấy ngay trên Long Văn có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có khí chất. Vừa nhìn đã biết người đàn ông đó thuộc loại hình tiền bối rất đáng tin cậy. Hoàng Sơn tôn giả, đờ mờ, đây không phải là hắn à? Tống Thư Hàn tiểu hữu vẽ hắn lên Long Văn thứ 9 hả? Thế là thế nào?
Nhớ lại vẻ mặt của Đông Phương Lục tiên tử lúc trước, Hoàng Sơn tiền bối chợt thấy bất an. Đợi đã, không cần hoảng vội, để ta bình tĩnh suy nghĩ cái đã. Một lúc sau, Hoàng Sơn tiền bối đột nhiên nghĩ tới một vài câu thơ kỳ quặc. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm chim liền cành. Tình này nếu đã bền lâu, cần chi sớm kề cận. Bỗng nhiên quay đầu, người vẫn ở nơi pháo hoa tàn lụi. Ba câu thơ thật là đáng sợ. Chính vì nội dung của ba cầu đường thi tống từ này mà Hoàng Sơn tôn giả hoàn toàn tuyệt vọng với ý nghĩ xem quẻ. Bây giờ mà muốn xem bói thì hắn toàn dùng ứng dụng di động do một đại lão trong tu chân giới phát triển ra. Hắn thà tin ứng dụng điện thoại còn hơn là thiên phú bói quẻ của mình. Nghĩ tới đây, ý niệm của Hoàng Sơn tiền bối dao động kịch liệt. Mức độ dao động khá lớn, vượt ngoài dự tính của Tống Thư Hàn. Thư Hàn tiểu hữu, Hoàng Sơn tiền bối trầm giọng gọi. Ta đây, Hoàng Sơn tiền bối, Tống Thư Hàn đáp. Hắn không hỏi Hoàng Sơn tiền bối có kích thích không, vì ngữ khí của tiền bối có vẻ khá nghiêm trọng. Ngươi thấy Tô Thị A Thập Lục thế nào? Hoàng Sơn tiền bối hỏi. Rất đáng yêu, tính tình điềm tĩnh, rất tốt, Tống Thư Hàn đáp. Vậy ngươi thấy Vũ Nhu Tử tiểu cô nương ra sao? Hoàng Sơn tiền bối lại hỏi. Rất đẹp, cũng đáng yêu nữa, Tống Thư Hàn lại đáp. Thế Linh Quỷ Diệp Tư của ngươi thì sao? Hoàng Sơn tiền bối hỏi tiếp. Rất dịu dàng, cũng hợp tính với ta, Tống Thư Hàn trả lời. Hoàng Sơn tiền bối lại hỏi. Đối diện với ba cô gái thuộc ba kiểu hình khác nhau, hơn nửa tuổi tác cũng tương đương mình, ngươi có động lòng không? Bây giờ hắn rất lo cho Tống Thư Hàn, lo lắng từ tận đáy lòng. Đương nhiên là đã từng động lòng rồi, Tống Thư Hàn thành khẩn đáp. Bất kể là lần đầu tiên gặp Vũ Nhu Tử hay khi tiếp xúc với Tô Thị A Thập Lục, còn cả lúc gặp được Diệp Tư nữa, hắn không chỉ động lòng một lần đâu. Hắn là một người đàn ông bình thường chứ chẳng phải cao tăng đắc đạo gì, thấy người đẹp trái tim rung rinh âu cũng là lẽ thường tình. Nếu mà không động lòng mới là có vấn đề đấy, xem ra còn có thể cứu được. Nếu đã như vậy, tại sao ngươi không vẽ Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử hay Diệp Tư lên Long Văn thứ 9? Hoàng Sơn tiền bối mệt tim hết sức, ngươi vẽ ta lên Long Văn làm gì? Tống Thư Hàn nghĩ ngợi một lúc, hắn cảm thấy trước khi công bố chân tướng vẫn nên hỏi câu hỏi này. Hề hề hề, Hoàng Sơn tiền bối, ngươi có thấy kích thích không? Hả? Hoàng Sơn tiền bối ngơ ra. Thực ra mọi chuyện là thế này, Long Văn thứ 9 của ta có thể chiếu ra chân ngã. Nó giống như một tấm gương vậy. Ai nhìn vào gương cũng thấy hình ảnh của bản thân mình thôi, Tống Thư Hàn bình tĩnh nói. Hoàng Sơn tôn giả, nói đi cũng phải nói lại, lúc nãy cảm xúc của ngươi dao động rất lớn. Ta cũng không ngờ việc này lại khiến ngươi kích động đến vậy, Tống Thư Hàn nói. Phản ứng của Hoàng Sơn tiền bối dữ dội hơn tưởng tượng của hắn gấp bội. Có ẩn tình gì trong chuyện này không? Thư Hàn tiểu hữu, Hoàng Sơn tiền bối bình tĩnh nói, có một câu thế này, không tự tìm đường chết thì sẽ không chết. Tiền bối, thế này chắc không đến mức tự tìm đường chết chứ, Tống Thư Hàn vội vàng nói, ta chỉ mời các tiền bối đến xem Long Văn thứ 9 của mình, với lại không giải thích ngay lập tức, khiến các tiền bối bất ngờ thôi mà, chẳng lẽ hơi không cẩn thận là biến thành tự tìm đường chết luôn à. Ngày hôm sau, thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019, Tống Thư Hàn mơ mơ màng màng thức dậy, hắn phát hiện mình đang ở trên một con thuyền gỗ, chiếc thuyền đó lại đang lướt sóng vượt gió trên biển. Bạch tiền bối nhỏ thì ngồi cách đó không xa. Bạch tiền bối, chúng ta đang ở đâu đây, chúng ta phải đi đâu thế? Tại sao tự nhiên ta lại ngủ mất thế nhỉ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng Tống Thư Hàn có một loạt câu hỏi. Ồ, tiểu Thư Hàn tỉnh rồi à? Bạch tiền bối nhỏ vẫy tay với hắn, ngủ ngon không? Sao tự nhiên ta lại ngủ mất thế? Tống Thư Hàn xoa cằm trầm tư, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi hắn mất đi ý thức, chắc là lúc kéo Hoàng Sơn tiền bối vào xem đồ án trên Long Văn thứ 9 nhỉ. Vì ngươi tiêu hao quá nhiều tinh thần lực nên tự nhiên rơi vào trạng thái ngủ say thôi, đừng lo, Bạch tiền bối nhỏ đáp. Tống Thư Hàn nghi hoặc nói, chắc không phải chứ, trạng thái lúc đó của ta rất tốt mà nhỉ. Còn nữa, hắn cứ cảm thấy lúc trả lời hắn, ánh mắt của Bạch tiền bối không biết đang lơ đãng nơi đâu. Tạm gác vấn đề này qua một bên cái đã, tóm lại, ngươi chỉ ngủ một giấc thôi, Bạch tiền bối nhỏ đáp. Tống Thư Hàn, hắn ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời vẫn còn u ám, chính là lúc bình minh đang tới, hay là lúc đó mình không cẩn thận thỏa mãn vài điều kiện của tự tìm chết nên bị trừng phạt chăng? Nói đi cũng phải nói lại, Bạch tiền bối có vẻ là sao ấy, bây giờ chúng ta phải đi vào hải vực hỗn loạn mà đến cả tu sĩ cũng cảm thấy nguy hiểm, không cầm theo bất cứ một trang bị thoát hiểm nào, đến cả thức ăn và nước cũng không mang luôn. Ta và tiểu Thư Hàn dũng cảm tiến về phía trước chỉ với một con thuyền cô độc. Bạch tiền bối nhỏ nói vẻ rất nghiêm túc, Tống Thư Hàn, hỏi chấm, hình như Bạch tiền bối đang nói gì đó với ống kính, hơn nữa cách xưng hô của Bạch tiền bối với hắn. Tiểu Thư Hàn á, lúc trước hắn còn tưởng là mình nghe lầm nữa chứ,
có phải là ta gặp phải Bạch tiền bối giả rồi không? Hay là, Tống Thư Hàn nhìn theo ánh mắt của Bạch tiền bối, quay ra sau lưng. Sau đó hắn thấy ngay một chiếc di động lơ lửng trong không trung, đang quay video. Livestream à, Tống Thư Hàn hỏi. Từ, cách đây không lâu, đội ngũ dưới trường Tiểu Hoàng Sơn đã nghiên cứu ra một phần mềm chuyên dụng cho người thuộc giới tu chân. Nghe nói trước khi bế quan, Linh Điệp đạo hữu đã nhờ Tiểu Hoàng Sơn phát triển phần mềm này đấy. Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàn, sau Tiểu Thư Hàn, đến Tiểu Hoàng Sơn cũng có luôn rồi. Nếu như là Linh Điệp tiền bối nhờ phát triển thì chắc là vì Vũ Nhu tử nhỉ. Bạch tiền bối, sao tự nhiên ngươi lại muốn chơi livestream thế? Tống Thư Hàn hỏi. Vì chán quá mà, Bạch tiền bối đáp. Một lý do thật cường đại. Chủ đề livestream lần này của chúng ta là gì thế? Tống Thư Hàn hỏi. Như ngươi thấy đó, livestream hành trình mạo hiểm của chúng ta tại hải vực hỗn loạn, ta cũng chỉ vừa bắt đầu livestream, mới chỉ có Tiểu Hoàng Sơn và mấy thuộc hạ của hắn vào xem thôi. Ngươi tỉnh lại vừa đúng lúc, ta giao nhiệm vụ quay video cho ngươi đấy, Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàn ngơ ngác cầm lấy điện thoại. Trong hải vực hỗn loạn, chuyện nguy hiểm nhất là không thể tìm được phương hướng trên biển. Nhưng ta và Tiểu Thư Hàn không cần lo chuyện đó. Tuy rằng chỉ độc một chiếc thuyền nhưng chúng ta có máy dò phương hướng trên biển số một thế giới, Bạch tiền bối nhỏ nói. Con bạch hạt nhỏ sáu cánh đã vào kênh livestream, ta là Biệt Tuyết đã vào kênh livestream, ta là Đậu Đậu, ta thích Sở Sở Nhất đã vào kênh livestream, Tạo Hóa Không Kịp Đặt Tên đã vào kênh livestream, Bắc Hà Hạnh Nhân đã vào kênh livestream. Các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 nhanh chóng xuất hiện với tốc độ nhanh như spam. Rất nhiều người chưa tải phần mềm, nghe thấy Bạch tiền bối livestream thì mới vội vàng tải phần mềm mà Hoàng Sơn tiền bối nghiên cứu về máy. Bạch tiền bối và Hoàng Sơn tiền bối đang hợp tác với nhau để quảng cáo phần mềm này à? Tống Thư Hàn thầm nghi hoặc, có lẽ lần livestream này đã có kịch bản sẵn, Bạch tiền bối vẫn luôn diễn kịch nên hôm nay hắn mới tỏ ra kỳ lạ như thế chăng? Trong lúc Tống Thư Hàn còn đang suy tư, Bạch tiền bối nhỏ trước mặt hắn đã thò tay vào khoang thuyền lấy ra một thứ gì đó. Đó là một pho tượng có tư thế đang ngồi xếp bằng. Pho tượng buộc lại với một sợi dây thừng rất dài. Đệt. Là Bạch tiền bối, Tống Thư Hàn ngẩn cả ra. Pho tượng ngồi khoanh chân này là Bạch tiền bối chế độ bế quan đây mà. Vậy người nói chuyện từ nãy tới giờ trước mặt hắn đây, chỉ là phân thân thôi đấy nhé. Thiên phú phân thân của Bạch tiền bối rất đặc biệt, dường như mỗi phân thân mà hắn biến ra đều có một tính cách khác nhau. Nhưng đồng thời, những phân thân này có cùng ý thức, năng lực và thủ đoạn với bản thể. Bạch tiền bối phân thân tóm lấy bản tôn, ném mạnh về phía Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn, hắn nhớ tới phân thân lần trước của Bạch tiền bối, hắn coi bản tôn là ám khí mạnh nhất lịch sử mà ném đi. Sau khi bản tôn đang bế quan bị ném thẳng lên trời, Bạch tiền bối phân thân liền nắm lấy dây thừng, vung thật mạnh, làm dây thừng cuộn tròn lại. Tạo hóa không kịp đặt tên, á đù. Tượng đá là Bạch tiền bối bản tôn, Tạo Hóa Không Kịp Đặt Tên gửi 1000 khẩu súng máy thiên kiếp. Hoàng Sơn mệt tim muốn về hưu, thảo nào, từ khi bắt đầu livestream, ta đã thấy hôm nay Bạch đạo hữu như uống nhầm thuốc. Hóa ra là phân thân, Hoàng Sơn mệt tim muốn về hưu gửi 666 chiếc xe tăng thiên kiếp, ta là Đậu Đậu, ta thích Sở Sở Nhất gửi 100 thiên kiếp đạn đạo, ta là Biệt Tuyết, loạn quá rồi. Nhưng mà cả hai đều là Bạch đạo hữu, cả hai đều đáng yêu, con Bạch hạt nhỏ sáu cánh. Bạch hạt cũng cảm thấy mâu thuẫn giống như Biệt Tuyết, Long Vũ bé nhỏ đến từ Linh Điệp đảo, Tống tiền bối, Bạch tiền bối phân thân lần trước dám làm như thế đã bị nổ tan xác rồi. Ngươi cũng chú ý bảo trọng nhé, Long Vũ bé nhỏ đến từ Linh Điệp đảo gửi một bom nguyên tử thiên kiếp, chuyện này có liên quan gì tới ta đâu, Tống Thư Hàn không nhịn được mà thốt lên, Bắc Hà Hạnh Nhân, xét về mặt lý thuyết thì ngươi là đồng phạm. Vì ngươi đang quay livestream đấy thôi, chờ mong lần nổ tung tiếp theo của Thư Hàn tiểu hữu. Đông Phương Lục là một cô gái trong ngoài như một nói, tay Tống Thư Hàn run run, bị dọa tới mức làm rơi luôn điện thoại, nhưng khi điện thoại rớt xuống, chính nó lại tự bay lên, trở lại trong tay Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn, lần sau Thư Hàn sẽ chết thế nào nhỉ? Con bạch hạt nhỏ sáu cánh vui mừng hỏi. Con bạch hạt nhỏ sáu cánh gửi một bom nguyên tử thiên kiếp. Lúc này, trong livestream, Bạch tiền bối phân thân hất mạnh một cái, bản tôn vốn đang bế quan bay vèo ra khỏi mũi thuyền theo hướng bên phải, chính là hướng đó. Tăng hết tốc lực tiến về trước, Bạch tiền bối phân thân cười ha hả nói, sẽ chết đấy, Bạch tiền bối, Tống Thư Hàn nhắc nhở, không sao đâu, có chết thì cũng là chuyện của phân thân tiếp theo, Bạch tiền bối phân thất phất tay đáp, hắn kéo mạnh dây thừng, thu bức tượng bản tôn lại, Tống Thư Hàn, Bạch tiền bối phân thân lần này luôn khiến người ta có cảm giác không đáng tin chút nào, chiếc thuyền thay đổi phương hướng, tiếp tục cưỡi sóng đạp gió trên biển cả, Bạch tiền bối phân thân lại đặt bản tôn vào trong khoang thuyền, Bạch tiền bối. Đích đến của chúng ta Điền Thiên Đảo à, Tống Thư Hàn hỏi, từng, đúng thế.
chúng ta cứ men theo hướng này mà thẳng tiến là đến được Điền Thiên Đảo thôi. Bạch Tiền Bối phân thân nói, nhưng để phòng ngừa chuyện lệch hướng trên biển, cứ đi một đoạn chúng ta sẽ định vị lại phương hướng một lần, sao chúng ta không xuyên thời không qua đó luôn? Tống Thư Hàn hỏi. Không được, trên đường đi chúng ta phải xông vào hải vực hỗn loạn để hái một quả loạn niên nữa. Bạch Tiền Bối phân thân đáp. Hai mắt Tống Thư Hàn sáng lên. Là thiên tài địa bảo ư? Ừm, đó là một loại quả kỳ lạ có thể khiến người ăn nó thay đổi tuổi tác bất cứ lúc nào. Dáng vẻ nhỏ tí xíu bây giờ của ta rất bất tiện, muốn khôi phục lại cơ thể cũ chắc phải mất mấy trăm năm, thế thì phiền quá. Mà sau khi ăn quả loạn niên vào là có cơ hội ngẫu nhiên biến thành tuổi tác mà mình mong muốn. Ta hy vọng có thể biến cơ thể đến độ tuổi 18-28 gì đó, Bạch Tiền Bối đáp. Bạch Tiền Bối vừa dứt lời thì phòng trò chuyện trong kênh livestream đã bùng nổ. Đông Phương Lục là một cô gái trong ngoài như một, cái gì? Bạch Tiền Bối muốn trở lại hình dáng cũ à? Đừng mà, Bạch Tiền Bối bây giờ là đáng yêu nhất rồi, cứ giữ nguyên dáng vẻ thế này là được rồi mà. Đông Phương Lục là một cô gái trước sau như một gửi sáu bom nhiệt hạch thiên kiếp, Lệ Chi không ngon tí nào, ta cũng thấy Bạch Tiền Bối nhỏ nhắn thế này là đáng yêu nhất, con bạch hạt nhỏ sáu cánh, Bạch Tiền Bối nhỏ và Bạch Tiền Bối trưởng thành ta đều thích cả. Chỉ cần đó là dáng vẻ mà Bạch Tiền Bối muốn thì ta tiếp nhận được hết. Bạch Tiền Bối, ta là Tiểu Bạch Hạt, là hậu thuẫn trung thành nhất của ngươi, con bạch hạt nhỏ sáu cánh gửi 66 bom nhiệt hạch thiên kiếp, Bắc Hà Hạnh Nhân. Lúc này đột nhiên ta nhớ đến những lời Tam Lãng nói lúc trước. Bạch Tiền Bối phiên bản nhỏ tốt hơn hẳn, ít nhất lúc biến nhỏ lại, mị lực của Bạch Tiền Bối chỉ khiến chúng ta thấy vô cùng đáng yêu thôi. Giao Bá đạo hữu có ở đây không? Trên đời này có loại quả kỳ lạ như thế thật à? Ta là Biệt Tuyết hỏi. Giao Bá lại sắp có con. Ừm, trong hải vực hỗn loạn quả thật có một loại quả kỳ lạ, nhưng nó chẳng đáng tin tí nào. Có lúc ăn vào sẽ già đi, nhưng cũng có khi sẽ biến thành hình đáng trẻ sơ sinh, thậm chí còn có khả năng trở lại trạng thái phôi thai nữa. Nếu như không cực kỳ may mắn thì ta kiến nghị mọi người đừng nên thử loại quả kỳ lạ này. Long Vũ bé nhỏ đến từ Linh Điệp Đảo. Tống Tiền Bối, nếu như quả này mà nhiều thì mang mấy trái về cho ta được không? Long Vũ nhỏ đến từ Linh Điệp Đảo gửi 500 bom nguyên tử thiên kiếp. Tống Thư Hàn hỏi lại, Vũ Nhu Tử, cô lấy loại quả này làm gì? Vì nó rất thú vị, ăn vào rồi là tuổi tác thay đổi không ngừng luôn. Long Vũ bé nhỏ đến từ Linh Điệp Đảo trả lời, Tô Thị A Thập Lục, thực ra ta cũng muốn có vài quả. Nếu như Vũ Nhu Tử thích nó vì thú vị thì Tô Thị A Thập Lục lại hy vọng mình ăn dị quả này vào xong thì cơ thể có thể dậy thì thêm chút nữa. Đừng tám nữa, Tiểu Thư Hàn. Chúng ta sắp đi sâu xuống hải vực hỗn loạn rồi, Bạch Tiền Bối phân thân lên tiếng. Tống Thư Hàn nhìn xung quanh, hải vực này nhìn chẳng có gì khác với những hải vực khác mà nhỉ. Sắp vào rồi, Bạch Tiền Bối phân thân đứng ở đầu thuyền, vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào không trung, cứ như là đẩy ra một cánh cửa vô hình vậy. Ngay sau đó, Tống Thư Hàn phát hiện ra cảnh tượng xung quanh mình hoàn toàn thay đổi, mưa to gió lớn, sấm giật đùng đùng, sóng lớn cuộn trào, cảnh mở đầu kinh điển trong các bộ phim về tai nạn trên biển. Mà ở bên dưới thuyền, một xoáy nước khổng lồ đang dần hình thành, nuốt lấy cả chiếc thuyền. Sự thật chứng minh, lần này Bạch Tiền Bối phân thân quá ư là không đáng tin. Tống Thư Hàn ngẩng đầu lên nhìn nước biển trên đỉnh đầu, thở dài, phun bong bóng ra. Sau khi đi vào vùng biển sâu của hải vực hỗn loạn, bộ phim tai nạn trên biển chính thức mở màn. Chiếc thuyền gỗ của Bạch Tiền Bối và Tống Thư Hàn bị xoáy nước nuốt mất, hai người, một phân thân, một thuyền bị cuốn xuống đáy biển. Tống Thư Hàn nhanh chóng thi triển quy tức thuật, trên người hắn, cương thủ biến dị tự động khởi động. Dưới áp lực cực lớn dưới đáy biển, công pháp cơ thể của Tống Thư Hàn được kích hoạt toàn bộ. Thái Dương chỉ, Tống Thư Hàn duỗi ngón cái ra, ngón tay của hắn phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó hắn phát hiện ra mình và Bạch Tiền Bối đã lạc nhau rồi, thuyền gỗ cũng không còn luôn. Dòng nước xoáy vừa nãy cứ cuốn, tách hắn và Bạch Tiền Bối ra. Tống Thư Hàn, Tống, mệt tim hết sức. Thư Hàn, Tống Thư Hàn tung thần thức ra, khuếch tán tinh thần lực, nhưng xung quanh chỉ toàn các loại sinh vật biển, hoàn toàn không thấy tung tích của Bạch Tiền Bối và Bạch Tiền Bối phân thân. Hết cách rồi, chỉ đành nhờ cứu viện thôi, Tống Thư Hàn nói. Hắn vung tay ra, ra đây đi, Quy Tiền Bối, ta chọn ngươi. Đáy biển là sân nhà của Quy Tiền Bối, nó là rùa biển mà. Với tu vi thực lực của Quy Tiền Bối thì chắc là sẽ nhanh chóng tìm thấy Bạch Tiền Bối và Bạch Tiền Bối phân thân thôi. Nói gì đi nữa nó cũng là kiếp tiên cửu phẩm mà. Một lúc sau, Tống Thư Hàn buồn rầu thu tay lại. Cái đệt, đúng lúc quan trọng, thế giới hạch tâm của hắn lại rớt mạng rồi. Trong hải vực hỗn loạn này, kết nối của hắn và thế giới hạch tâm lại bị chặn và trì hoãn. Cũng giống như khi ở thế giới thiên kiếp, hắn có thể cảm ứng được thế giới hạch tâm, nhưng quá trình loát mở thì chậm vô cùng. Tính sương sương,
Nếu muốn mở thế giới hạch tâm trong hải vực hỗn loạn này ít nhất cũng phải mất một ngày một đêm. Hải vực hỗn loạn lại là một thế giới quỷ dị nữa. Sao lúc nào hắn cũng gặp phải mấy không gian thế này không biết. Lần này sau khi ra khỏi thế giới hải vực, ta nhất định phải thăng cấp thế giới hạch tâm ngay và luôn. Thăng được bao nhiêu cấp thì thăng bấy nhiêu, Tống Thư Hàn cắn răng nói, hắn lại phun ra thêm một tràng bong bóng nữa, không thể nhờ cứu viện, chỉ đành dựa vào bản thân thôi. Đúng lúc này, mỹ nhân rắn công đức hiện ra, vây chặt lấy Tống Thư Hàn, có nguy hiểm à, Tống Thư Hàn nghi hoặc hỏi. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy có mấy vật thể nhọn hoắt tập kích mình, có điều uy lực yếu xìu, ken ken ken, Tống Thư Hàn chỉ cần vung tay bừa là có thể quét rơi toàn bộ mấy thứ nhọn hoắt đó rồi. Dưới ánh sáng của Thái Dương chỉ và mỹ nhân rắn công đức, Tống Thư Hàn phát hiện ra kẻ tấn công hắn. Ồ, ra là các ngươi à, Tống Thư Hàn nói, mấy kẻ này đúng là người quen cũ của hắn. Đó là một đám người mặc quần áo dạ hành đen tuyền, cơ thể mọc đầy gai nhọn, các chiến sĩ nhiếm biển anh dũng. Thật không ngờ, đi tới hải vực hỗn loạn này mà cũng gặp phải bọn chúng. Chúng nó có mặt ở tất cả các hải vực trên thế giới hả? Khả năng sinh sản cường đại quá đi mất. Đúng rồi, trên người ta vẫn còn ấn ký kẻ tàn sát chiến sĩ nhiếm biển, Tống Thư Hàn nghĩ thầm. Chỉ cần có ấn ký này, chiến sĩ nhiếm biển trong các hải vực trên toàn thế giới vừa thấy hắn là sẽ ào lên tấn công, không chết không thôi. Nhân loại tội ác tày trời kia. Ta ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm trên người ngươi, bàn tay ngươi đã nhuốm bao nhiêu máu tươi của đồng bào ta. Ngươi đã giết chết bạn bè của ta. Ta, lớp trưởng chiến sĩ nhiếm biển anh dũng số 33 lớp 65 năm thứ nhất phải báo thù cho những người bạn của mình. Chiến sĩ nhiếm biển lớp trưởng cầm đầu gào lên, các chiến sĩ nhiếm biển sử dụng cách thức gần giống như truyền âm nhập mật để truyền tống lời thoại, ngươi chết chắc rồi, nhân loại độc ác. Hôm nay, không ai cứu được ngươi hết, chiến sĩ nhiếm biển lớp trưởng tiếp tục hét lên đầy phẫn nộ, tất cả những kẻ dính máu chiến sĩ nhiếm biển của chúng ta sẽ là kẻ thù chung của chiến sĩ nhiếm biển trên toàn thế giới, ngươi không thoát được đâu, cho dù có chạy đến chân trời góc biển cũng không trốn được. Không chỉ ngươi, đến cả người nhà ngươi cũng sẽ. Nhưng chiến sĩ nhiếm biển lớp trưởng còn chưa đọc xong lời thoại thì một giọng nói thanh thúy vang lên. Mỹ nhân rắn công đức sau lưng Tống Thư Hàn dùng giọng nói vui tai mà tiếp lời, đều phải chịu sự trừng phạt của chiến sĩ nhiếm biển. Ngươi không trốn thoát được đâu, ngươi không còn đường sống nữa. Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn tự chặt đầu xuống thì ta có thể tha cho người nhà của ngươi. Chiến sĩ nhiếm biển lớp trưởng cầm đầu, hỏi chấm, ta bị cướp lời thoại rồi ư? Sao có thể như thế chứ? Tại sao lại cướp lời thoại của ta hả? Ta phải học mấy năm trời mới thuộc được lời thoại này đấy, Tống Thư Hàn. Mỹ nhân rắn công đức quấn trên người Tống Thư Hàn mỉm cười đầy thỏa mãn. Hóa ra cướp lời thoại của kẻ khác lại sướng như thế, chẳng trách tạo hóa tiên tử cứ muốn cướp lời cô phát hiện ra mình lại có thêm một sở thích mới rồi. Chiến sĩ nhiếm biển lớp trưởng giận điên người, đồ đáng ghét, hôm nay ngươi đừng hòng còn sống mà rời khỏi hải vực này. Tống Thư Hàn thở dài, miệng phun ra một tràng bong bóng, bóp của các ngươi còn không đối đầu với ta nữa. Các ngươi có chắc là muốn đánh nhau với ta không? Vừa dứt lời, khí thế trên người Tống Thư Hàn phóng ra, bá tống thánh ấn, bá nho ma ấn như ẩn như hiện. Lúc này chiến sĩ nhiếm biển lớp trưởng mới nhận ra thân phận của Tống Thư Hàn, bá tống, hắn là cái vị nghìn năm đệ nhất thánh kia, hiển thánh hai lần liên tiếp, là bá tống khiến cho cả chư thiên vạn giới mang thai, không phải sợ, cho dù là bá tống, chúng ta cũng sẽ không sợ đâu. Là những chiến sĩ nhiếm biển không biết sợ hãi. Chúng ta không e ngại tất cả cường quyền, một chiến sĩ nhiếm biển cường tráng đứng sau lớp trưởng trầm giọng nói, chúng ta không sợ hy sinh, đồ ngu, thế ta mới bảo ngươi lên lớp thì chú ý nghe giảng. Bá Tống Thánh Quân đã bị gạch khỏi danh sách đen rồi, Hải Vương, chủ nhân của chúng ta đã từng dặn dò, nếu gặp Bá Tống Thánh Quân thì phải rút luôn, chiến sĩ nhiếm biển lớp trưởng nói. Sau đó, hắn vung tay lên, rút lui chiến lược, cứ như thế, một đám chiến sĩ nhiếm biển từ từ rút lui, ẩn vào trong bóng tối, một cảnh tượng cực kỳ hài hước. Đợi đã, Tống Thư Hàn truyền âm, đáy biển cũng là địa bàn của chiến sĩ nhiếm biển, chắc bọn chúng sẽ giúp được hắn. Chiến sĩ nhiếm biển lớp trưởng cảm thấy đôi mắt của bá Tống Thánh Quân đang phát ra thứ ánh sáng đáng sợ, trong thế giới đáy biển, nó lại càng khủng bố hơn. Đừng đi vội, lúc các ngươi tới đây, có phát hiện pho tượng đang ngồi xếp bằng nào không? Mà có khi lại còn phóng ra mị lực cường đại ấy, Tống Thư Hàn hỏi, chiến sĩ nhiếm biển lớp trưởng lắc đầu thật mạnh, chúng ta ở ngay gần đây, chỉ nhìn thấy mỗi bá Tống Thánh Quân. Không thấy pho tượng nào hết, vậy có thấy Bạch Thánh Quân không? Tống Thư Hàn hỏi tiếp, chiến sĩ nhiếm biển lớp trưởng lại lắc đầu, không thấy luôn, thế các ngươi tìm ở gần đây xem, chắc hẳn Bạch Thánh Quân đang ở đâu đây thôi. Tống Thư Hàn nói, chiến sĩ nhiếm biển lớp trưởng khinh thường đáp, chiến sĩ nhiếm biển anh dũng không khuất phục trước ác bách. Trừ Hải Vương bệ hạ, chúng ta sẽ không phục tùng mệnh lệnh của bất cứ ai. Khóe miệng Tống Thư Hàn co giật,
giết cả nhà ngươi. Trốn đến chân trời góc biển cũng không thoát đâu, giết. Lúc này, mỹ nhân rắn công đức lại lên tiếng, cô rút ra một đoạn thoại của chiến sĩ nhiễm biển vừa nãy rồi tổ hợp lại, trở thành những câu nói kể trên. Chiến sĩ nhiễm biển lớp trưởng đờ người ra, chiến sĩ nhiễm biển không bao giờ sợ hãi, nhưng bá Tống Huyền Thánh là bạn của chủ nhân chúng ta có thể giúp, chúng ta đi tìm Bạch Thánh Quân hộ bá Tống Huyền Thánh đây. Giải tán đi, những chiến sĩ nhiễm biển khác giải tán, lớp trưởng ở lại, Tống Thư Hàng nói, chiến sĩ nhiễm biển lớp trưởng cứng người lại, bá Tống Huyền Thánh, ngươi muốn dặn dò gì ta à, không, ta chỉ thấy hơi nhàm chán, muốn giữ ngươi lại nói chuyện ấy mà, Tống Thư Hàng bình tĩnh đáp, đờ mờ thần kinh à, chiến sĩ nhiễm biển anh dũng chúng ta có gì để nói với ngươi đâu, chiến sĩ nhiễm biển lớp trưởng thầm nghĩ, nhưng cuối cùng nó vẫn ở lại, không phải là ta sợ chết, ta chỉ đang tránh những sự hy sinh không cần thiết thôi. Chiến sĩ nhiễm biển lớp trường thầm nhủ, nói chuyện gì bây giờ nhỉ, Tống Thư Hàng nhìn sang chiến sĩ nhiễm biển lớp trưởng, đúng rồi, loại quả kỳ lạ có thể thay đổi tuổi tác, ngươi biết dị quả loạn niên ở đâu không, Tống Thư Hàng hỏi, chiến sĩ nhiễm biển lớp trưởng lắc đầu, không biết, Tống Thư Hàng, các ngươi sinh sống ở hải vực hỗn loạn mà, đến cả đặc sản ở đây mà cũng không biết á, thực ra, trưởng học cũ của chúng ta bị núi lửa dưới đáy biển phá hỏng rồi, chúng ta cũng chỉ mới chuyển đến hải vực này thôi. Chiến sĩ nhiễm biển lớp trưởng đáp, Tống Thư Hàng. Tiếp đó, Tống Thư Hàng và chiến sĩ nhiễm biển lớp trưởng rơi vào trạng thái yên lặng đầy lúng túng. Cả hai chẳng có chủ đề chung nào cả. Chẳng lẽ lại tán gẫu chuyện giáo dục bắt buộc của chiến sĩ nhiễm biển với nó à? Thế sẽ hạ thấp IQ đấy. Khoảng 20 phút sau, chiến sĩ nhiễm biển lớp trưởng nói, bá Tống Thánh Quân, đã lục soát hết 10 dặm quanh đây nhưng không thấy Bạch Thánh và bức tượng. Có phải ngươi nhớ nhầm rồi không? Lạ thật. Ta và Bạch Tiền Bối cùng bị cuốn vào một xoáy nước mà tới đây. Chẳng có lý gì lại bị văng xa tới vậy, Tống Thư Hàng dây mi tâm, lạc mất Bạch Tiền Bối rồi, hắn lại không biết gì quả loạn niên mọc ở chỗ nào, trong hải vực hỗn loạn này, thế giới hạch tâm cũng bị mất sóng luôn, chắc đây không phải là sự trừng phạt của Bạch Tiền Bối bản tôn đấy chứ. Theo như Bắc Hà Tán Nhân, tuy rằng hắn chỉ phụ trách quay phim, nhưng xét trên một góc độ nào đó, hắn cũng là đồng lõa của phân thân. Nếu như không tìm thấy quả loạn niên thì ta đi thẳng đến Điền Thiên Đảo luôn, cứ ở đó đợi Bạch Tiền Bối là được rồi, Bạch Tiền Bối thầm nghĩ. Hắn lại nhìn sang chiến sĩ nhiễm biển lớp trưởng, ngươi có biết Điền Thiên Đảo không, Điền Thiên Đảo á? Có phải là hòn đảo của Điền Thiên Đảo chủ ngu ngốc và Điền Điềm phó đảo chủ thông minh lanh lợi không? Chiến sĩ nhiễm biển lớp trưởng hỏi ngược lại, Tống Thư Hàng, Điền Thiên Đảo chủ ngu ngốc. Điền Điềm phó đảo chủ thông minh lanh lợi, được rồi, chuẩn rồi. Đúng là hòn đảo đó. Đúng là nó đấy, ngươi có biết nó ở đâu không? Tống Thư Hàng nói, ngươi đưa ta qua đó đi, sau khi đến Điền Thiên Đảo thì ngươi được tự do, ta chỉ có thể đưa bá Tống Huyền Thánh đến gần đảo thôi, hiện giờ trận pháp bảo vệ của Điền Thiên Đảo đã được kích hoạt toàn bộ rồi, bọn ta không thể đến gần được, chiến sĩ nhiễm biển lớp trưởng đáp, thế là được rồi. Tống Thư Hàng xoa vòng tay không gian, bảo đao bá toái hiện lên, hắn giơ tay ra ấn một cái, bảo đao bá toái bao lấy chiến sĩ nhiễm biển lớp trưởng, dựng vòng bảo vệ lên, vây nó vào trong. Tống Thư Hàng tự triệu hồi song đao ô tặc bạo quân, đao cổ vô hình cũng đang ở trong thế giới hạch tâm nên hắn không thể triệu hoán ra được. Mỗi chân dẫm lên một thanh đao ô tặc bạo quân, Tống Thư Hàng quát to, đi, sự thật chứng minh, mặc dù song đao ô tặc bạo quân là một món trong tổ hợp pháp khí tam thập tam thú nhưng nó vẫn là song đao chứ không phải một thanh đao. Hai chân mỗi chân đạp một thanh bảo đao ngự đao phi hành là một việc không đơn giản, không có kỹ xảo nhất định rất khó làm được. Tống Thư Hàng chỉ là lính mới ở phương diện ngự đao phi hành, tính ra cũng chỉ là tân thủ mới lấy được bằng ngự đao phi hành hơn một tháng. Dù bây giờ hắn đã bước vào cảnh giới ngũ phẩm cũng không thể thay đổi sự thật hắn chỉ mới học ngự đao phi hành cách đây không lâu. Sau khi hai chân mỗi chân đạp một thanh bảo đao phi hành, hướng phi hành vẫn ổn nhưng Tống Thư Hàng lại không khống chế tốt khoảng cách giữa hai thanh đao ô tạc bạo quân. Cũng giống như bây giờ, Tống Thư Hàng khoanh hai tay trước ngực, định bay sao cho thật ngầu. Trong tưởng tượng của hắn, hắn bay với tư thế hai chân đạp song đao hẳn là rất có khí chất cao thủ, nhưng bay một hồi, tư thế lại biến đổi, bởi khoảng cách giữa hai thanh bảo đao ô tặc bạo quân bắt đầu kéo giãn ra, mà khi khoảng cách giữa hai thanh bảo đao càng ngày càng lớn, Tống Thư Hàng chỉ có thể cố gắng dang rộng hai chân. Đáng mừng là thân thể của hắn đã trải qua nhiều lần rèn luyện, thân thể mạnh mẽ cho hắn một đôi chân có thể chống lại định luật vật lý, thế nên bây giờ hắn có thể biểu diễn một thần kỹ cho mọi người xem, thần kỹ này có tên là dạng chân cấp sử thi, hai chân Tống Thư Hàng dạng ra ngày càng rộng, cuối cùng dạng thành một đường thẳng tắp, song đao ô tạc bạo quân tiến về trước với tốc độ cực nhanh. Tống Thư Hàng khoanh hai tay trước ngực, mặt hiện vẻ nghiêm túc, hai chân dạng thẳng, tạo thành hình chữ nhất hoàn mỹ. Ở phía trước,
Lớp trưởng chiến sĩ Nhiếm Biển ở trong rào chắn trên bảo đao bá toái nhìn thấy cảnh này. Lớp trưởng chiến sĩ Nhiếm Biển đột nhiên không biết phải miêu tả tâm trạng bây giờ thế nào, rối rắm, mất mát, tuyệt vọng, chủ nhân Hải Vương của ta vậy mà lại thỏa hiệp với một tên ngốc thế này ư. Tập trung chỉ đường đi, Tống Thư Hàn khoanh tay trước ngực, trầm giọng nói, nếu chỉ sai đường, ngươi sẽ phải chết đấy. Lớp trưởng chiến sĩ Nhiếm Biển, chiến sĩ Nhiếm Biển anh hùng tuyệt không khuất phục trước cường quyền, nhưng nể tình bá Tống Huyền Thánh là bạn do chủ nhân Hải Vương chỉ định, ta cố mà chỉ đường cho vậy. Đi thẳng về trước sẽ thấy một rạn san hô, sau đó lại đi thẳng về phía tây là có thể rời khỏi hải vực hỗn loạn. Tiếp đó chúng ta có thể dùng điện thoại di động định vị, đi đến một đảo nhỏ tên là Lan Tây Đảo, đảo nhỏ kia ở rất gần Điền Thiên Đảo, lớp trưởng chiến sĩ Nhiếm Biển chỉ dẫn, rạn san hô. Là chỗ kia đúng không? Nhìn thấy rồi, tăng hết tốc lực tiến về trước, Tống Thư Hàn nói, bảo đao bá toái và song đao ô tặc bạo quân đột nhiên tăng tốc xông thẳng tới. Tính ra hôm nay là thứ hai, ngày nghỉ lễ quốc khánh đã kết thúc, học sinh sinh viên bắt đầu đi học lại, Tống Thư Hàn nghĩ, bên trường học, Bạch Tiền Bối đã sai Liễu Thụ Yêu Kinh Vũ đi học thay cho Tống Thư Hàn, vốn dĩ Tống Thư Hàn muốn để phân thân của hắn đi học thay, phân thân của hắn không giống phân thân của Bạch Tiền Bối, không có nhân cách độc lập, hoàn toàn do bản thể chi phối, để phân thân đi học thay hắn thì không cần lo sẽ lộ tẩy, nhưng vấn đề là bây giờ hắn vẫn chưa xác định được Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công bản cải tiến 3 có phải là bản hoàng mỹ hay không. Nếu lỡ một ngày nào đó bản thể lại đột nhiên nổ tung, phân thân cũng sẽ biến mất, thậm chí có thể ngay cả phân thân cũng sẽ nổ tung, máu chảy đầy đất. Nếu như đang đi học, phân thân đột nhiên nổ tung, máu văng tung tóe bắn đầy người mấy bạn học xung quanh thì thầy cô và sinh viên trong trường sẽ bị ám ảnh đến mức nào. Thế nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn để Liễu Yêu Kinh Vũ đi học thay Tống Thư Hàn, mong là sẽ không xảy ra chuyện gì. Tống Thư Hàn thầm nghĩ, khu đại học Giang Nam, Thụ Yêu Kinh Vũ lại là người thức dậy đầu tiên. Cô đã đạt đến cảnh giới ngũ phẩm nên không cần ngủ nữa. Buổi tối cô đều nằm ở trên giường nhắm mắt minh tưởng tu luyện. Sau khi rời giường, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra huyễn thuật trên người, đảm bảo hình dạng Tống Thư Hàn do cô ngụy trang thành không xảy ra vấn đề gì. Sau đó cô xuống lầu mua bữa sáng cho ba người bạn cùng phòng của bá Tống Huyền Thánh. Do được Bạch Tiền Bối cho rất nhiều tiền tiêu nên Khinh Vũ mua đồ tuyệt không chùng tay, dù là bữa sáng cũng phải mua thật phong phú. Có lúc thậm chí cô còn chạy đến phố ẩm thực bên ngoài trường đại học để mua bữa sáng cho bạn cùng phòng. Sau khi mua bữa sáng mang về cho bạn cùng phòng, cô lại ngồi bên cửa sổ hưởng thụ ánh mặt trời. Để ánh mặt trời chiếu rọi lên người, đối với cô đây chính là một loại hưởng thụ. Cao Mỗ Mỗ mơ màng thức dậy, Thư Hàn, mày lại dậy sớm nữa đấy à. Thụ Yêu Khinh Vũ lộ ra một nụ cười mỉm mê người, do gần đây không ngủ được nên mới dậy sớm. Hơn nữa hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, tao muốn phơi nắng nhiều một chút. Như vậy hiệu quả quan hợp sẽ tốt hơn, Cao Mổ Mổ, hỏi chấm, hiệu quả quan hợp. Thư Hàn mày là người chứ có phải cây cối đâu mà đòi quan hợp, chẳng lẽ mày còn muốn tạo ra khí oxy à? Tao mua bữa sáng cho bọn mày rồi này, nhưng giờ vẫn còn sớm, đợi lát nữa rồi kêu Thổ Ba và Dương Đức dậy ăn sáng. Thụ Yêu Khinh Vũ đổi vị trí khác, tiếp tục phơi nắng. Giờ cô lại cảm thấy may mắn mình bị Bạch Thánh bắt đến hiện thế làm sủng vật. Ở thế giới cửu u sao có thể hưởng thụ được ánh mặt trời tuyệt vời thế này chứ? Cao Mổ Mổ gãi đầu, cảm ơn nhá, dạo gần đây ngày nào cũng là mày đi mua bữa sáng, đều là anh em với nhau cả, khách khí cái gì, Thụ Yêu Khinh Vũ mỉm cười nói. Cao Mổ Mổ cười khà khà, gần đây thằng nhóc Thư Hàn này đột nhiên trở nên chu đáo hẳn, đặc biệt là một số chi tiết nhỏ trong sinh hoạt, tỉ mỉ chu đáo cứ như con gái ấy, tại sao lại thay đổi lớn như vậy nhỉ, chẳng lẽ nó đã yêu rồi ư. Cao Mổ Mổ gãi đầu, thôi cứ đi tắm trước đã. Không lâu sau, Dương Đức và Thổ Ba cũng lần lượt thức dậy. Trong nhà vệ sinh, ba người Cao Mổ Mổ chen chúc nhau đứng thành một hàng tắm rửa. Nói bọn mày nghe, gần đây tao thấy lúc Thư Hàn cười trông lạ lắm, Thổ Ba gợi chuyện trước. Dương Đức gật đầu, hóa ra mày cũng có cảm giác này à, tao cũng vậy. Mỗi khi thấy Thư Hàn cười, tao cứ có ảo giác Thư Hàn là con gái chứ không phải con trai ấy, tao cũng thấy vậy. Cao Mổ Mổ gật đầu nói, ba người bỗng im lặng, hay là hôm nào đó ba đứa tụi mình cùng đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Dương Đức đề nghị, tụi mày đi đi. Tao có nha y, Cao Mổ Mổ đáp, Thổ Ba, không thể nhịn nổi nữa rồi. Mới sáng ra đã bắt người ta ăn thức ăn cho chó là sao đây hả? Dương Đức ức chế không chịu nổi, Thổ Ba mỉm cười, thật ra tao cũng sắp thoát khỏi kiếp FA rồi, khà khà khà. Dương Đức, móa, hóa ra sáng sớm chỉ có một mình ăn đầy miệng thức ăn cho chó thôi à. Bên cửa sổ, Thụ Yêu Khinh Vũ xoa cầm suy tư, sau đó cô lấy ra một tấm gương, nhìn vào gương rồi mỉm cười, kỳ lạ, cười đúng rồi mà. Nụ cười này giống hệt nụ cười ấm áp của bá Tống Huyền Thánh trong trí nhớ. Khinh Vũ nghi hoặc,
cô đã cố gắng bắt chước bá Tống Huyền Thánh hết mức có thể, vậy mà vẫn bị bạn cùng phòng phát hiện ra điểm khác thường ư, không ngờ chỉ một nụ cười lại ẩn chứa nhiều tin tức như vậy. Lúc trước khó khăn lắm cô mới sửa được tư thế đi đường nữ tính, không ngờ lại suýt bị lộ tẩy bởi một nụ cười, cô còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, Bạch Thánh nói sẽ thưởng cho cô, mang cô đến Ngũ Thải Trì để cô triệt để thoát thai hoán cốt, đến lúc đó thì cô có thể hóa thành hình người rồi. Cố gắng lên, trước khi nhiệm vụ kết thúc, tuyệt đối không thể để lộ tẩy, bị người khác phát hiện được. Thụ Yêu Khinh Vũ nhìn gương chu môi, cố gắng lên, ngươi giỏi nhất. Cảnh này đúng lúc bị ba đứa bạn cùng phòng vừa tắm xong, đi ra ngoài thấy được. Có lẽ người nên đi gặp bác sĩ tâm lý là Thư Hàn chứ không phải ba đứa bọn mình. Suy nghĩ này đồng thời hiện lên trong đầu ba người. Ở một nơi khác, dưới sự chỉ dẫn của lớp trưởng chiến sĩ Nhiếm Biển, rốt cuộc Tống Thư Hàn cũng thành công rời khỏi vùng hải vực hỗn loạn. Ngay khi xông ra khỏi hải vực hỗn loạn, hắn cảm thấy cả người nhẹ hẳn. Có lẽ trong vùng hải vực hỗn loạn này là một khu bảo địa cũng không chừng. Tống Thư Hàn xoay đầu lại nhìn vùng hải vực ở sau lưng. Cũng chỉ có mấy nơi đặc biệt như thế giới thiên kiếp, phòng tối thiên đạo là không chắn mối liên hệ giữa hắn với thế giới hạch tâm. Có khi lại là một bảo địa cấp bậc trường sinh giả ấy chứ, Tống Thư Hàn thầm nghĩ. Sau khi rời khỏi hải vực hỗn loạn, mối liên hệ giữa hắn với thế giới hạch tâm lại khôi phục như thường. Thư Hàn, ngươi gọi ta có chuyện gì không? Tiếng của Quy Tiền Bối từ trong thế giới hạch tâm truyền tới. Trước đó có chút chuyện, bây giờ thì hết rồi. Tống Thư Hàn đáp, Quy Tiền Bối, hỏi chấm. Trước đó ở đáy biển ta và Bạch Tiền Bối lạc nhau nên ta muốn nhờ Quy Tiền Bối đi ra hỗ trợ, nhưng không ngờ trong hải vực hỗn loạn lại chặn thế giới hạch tâm. Tống Thư Hàn giải thích, hải vực hỗn loạn có thể chặn thế giới hạch tâm ư? Lão phu tung hoành ngũ hồ tứ hải nhiều năm nhưng sao chưa từng nghe đến hải vực hỗn loạn gì nhỉ? Quy Tiền Bối nghi hoặc. Tống Thư Hàn, có thể đây là khu vực xuất hiện trong lúc Quy Tiền Bối ngài ngủ say. Trong khu vực này không có sóng, cũng không tìm được Bạch Tiền Bối, thế nên ta định đi thẳng đến Điền Thiên Đảo chờ Bạch Tiền Bối. Vậy có chuyện gì cứ gọi ta, chỉ cần ở hải vực, ta có thể giúp ngươi một tay, nói thế nào ta cũng là rùa biển mà. Quy Tiền Bối nói, Tống Thư Hàn gật đầu, dưới sự hướng dẫn lớp trưởng chiến sĩ Nhiếm Biển. Đến gần trưa, Tống Thư Hàn thuận lợi đi đến Lan Tây Đảo. Đây là một đảo nhỏ phồn hoa, phong cảnh xinh đẹp, có thể coi là thắng cảnh du lịch. Lan Tây Đảo cách Điền Thiên Đảo rất gần, người sống trên đảo đều là người bình thường. Nghe nói sở dĩ Lan Tây Đảo phồn vinh như vậy là nhờ có Điền Thiên Đảo ở sau lưng nâng đỡ. Lớp trưởng chiến sĩ Nhiếm Biển lên tiếng, từ Lan Tây Đảo lại đi thẳng về hướng Tây Nam sẽ đến Điền Thiên Đảo. Nhưng do có đại trận hộ đảo nên người ngoài không thể vào được, dẫn ta tới đây là được rồi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi đấy. Tống Thư Hàn suy nghĩ một chút rồi hỏi, có muốn ta thưởng cho ngươi gì không? Không không không, không cần đâu, cảm ơn bá Tống Thánh Quân. Lớp trưởng chiến sĩ Nhiếm Biển ôm bụng vội lắc đầu đáp, nếu bá Tống Thánh Quân không còn chuyện gì nữa thì ta xin đi trước. Dứt lời, lớp trưởng chiến sĩ Nhiếm Biển chạy như bay trốn mất tăm. Lễ vật của bá Tống Huyền Thánh chắc là cái kia chứ gì? Tống Thư Hàn thu hồi bảo đao bá toái và song đao ô tạc bạo quân. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra khỏi pháp khí vòng tay, đăng nhập vào nhóm Cửu Châu số 1 rồi gửi tin nhắn. Bá đao Tống Nhất, Điền Thiên Đảo chủ, Điền Thiên tiền bối, ta đến Lan Tây Đảo rồi. Người trả lời hắn đầu tiên không phải Điền Thiên Đảo chủ mà là Bắc Hà tiền bối. Bắc Hà tán nhân, hửng. Thư Hàn, nghe nói ngươi và Bạch tiền bối đi thám hiểm hải vực hỗn loạn với nhau mà, sao đến Lan Tây Đảo nhanh vậy? Lan Tây Đảo chính là đảo nhỏ gần Điền Thiên Đảo đúng không? Bắc Hà ngu xuẩn, ngươi quên thiên phú không gian của Bạch tiền bối rồi à? Sau khi ngài ấy và Thư Hàn tiểu hữu kết thúc chuyến thám hiểm, chỉ cần nhảy không gian một phát là có thể đến Lan Tây Đảo ấy mà. Đồng quái tiên sư trêu chọc, Bắc Hà tán nhân, bá đao Tống Nhất, khụ, tình hình không giống như đồng quái tiền bối tưởng tượng vậy đâu, thật ra ta và Bạch tiền bối lạc nhau rồi. Lạc nhau? Lệ Chi tiên tử kinh ngạc không thôi, giữa tu sĩ với tu sĩ sao lạc nhau được? Lẽ nào giữa đường Bạch tiền bối đột nhiên nhảy không gian chạy mất? Lúc livestream, Bạch tiền bối nói muốn dẫn ta vào hải vực hỗn loạn tìm loại dị quả kia. Khi tiến vào hải vực hỗn loạn, bọn ta đụng phải một xoáy nước lớn, sau đó ta và Bạch tiền bối lạc nhau. Tống Thư Hàn uể oải vô cùng. Điền Thiên đảo chủ, ai ta đấy? Có ta đây, Điền Điền phó đảo chủ, ca ca ngu xuẩn của ta ơi, là bá Tống đạo hữu, hắn tới rồi, đang chờ ở Lan Tây đảo. Bá đao Tống Nhất, bá Tống đạo hữu cứ ở Lan Tây đảo chơi một lúc đi nhé, bên ta bận chút việc, lát nữa ta sẽ sai người đến sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho đạo hữu, có thể sẽ mất chút thời gian. Điền Thiên đảo chủ, Thư Hàn tiểu hữu, ngươi và Bạch tiền bối lạc nhau rồi à? Bá đao Tống Nhất, Điền Điền phó đảo chủ, không sao, vậy ta đi dạo một chút, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Điền Thiên đảo chủ, đúng vậy, lạc nhau rồi, Bạch tiền bối vẫn còn ở hải vực hỗn loạn hái dị quả,
chờ ngày ấy hái dị quả xong chắc sẽ tới nhanh thôi. Bắc Hà tán nhân, không biết có xảy ra chuyện gì không đây, với vận may và tu vi của Bạch tiền bối thì hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Diệt Phượng công tử đáp. Bắc Hà tán nhân, y con nhún vai, ta nói không biết có xảy ra chuyện gì không cũng không phải nói Bạch tiền bối, mà là nói Thư Hàng tiểu hữu. Bây giờ còn không biết Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bản cải tiến ba của Thư Hàng tiểu hữu có đột nhiên nổ tung hay không, Bạch tiền bối không ở bên cạnh, sự an toàn của hắn không được bảo đảm. Quan trọng nhất là với vận may của Bạch tiền bối, muốn tìm dị quả hẳn là rất dễ tìm thấy đúng không? Sau khi tìm được, hái dị quả cũng không mất bao nhiêu thời gian đúng không? Vậy tại sao đã qua nửa ngày rồi mà Bạch tiền bối vẫn chưa ra khỏi hải vực hỗn loạn? Nếu nghĩ theo hướng xấu nhất, phải chăng năng lực tránh hung tìm cát của Bạch tiền bối lại phát động? Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn thôi, không phải lần nào Bạch tiền bối đột nhiên rời đi cũng là vì tránh hung. Có lúc chỉ là vì Bạch tiền bối tìm được chuyện thú vị hơn, chơi vui hơn nên quên mất thời gian, mà cũng có thể là vì Bạch tiền bối đột nhiên lĩnh ngộ được gì đó, bế tiểu quan ngay tại chỗ cũng không chừng. Hoàng Sơn mệt tim muốn về hưu, vừa rồi ta đã gửi tin nhắn riêng cho Bạch tiền bối nhưng không thấy trả lời, gọi điện cho ngài ấy thì không liên hệ được, chắc vẫn còn ở trong vùng hải vực hỗn loạn kia. Điền Điềm đạo hữu, Điền Thiên đạo hữu, hai người có thể bớt chút thời gian đi cùng Thư Hàng trước khi Bạch tiền bối trở về được không? Điền Thiên đạo chủ, hỏi chấm, công pháp của Bá Tống đạo hữu xảy ra một số vấn đề, nếu không may xảy ra bất trắc thì còn có người ở bên cạnh hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hoàng Sơn mệt tim muốn về hưu giải thích, quả nhiên Hoàng Sơn tiền bối thật đáng tin. Chuyện bên này tạm thời ta không dứt ra được, Điền Điềm, ngươi thì sao? Điền Thiên đạo chủ nói, Điền Điềm phó đạo chủ, ta cũng không đi được. Nếu đi được thì ta đã đích thân đi đón tiếp Bá Tống đạo hữu rồi. Tống Thư Hàng vội nói, không cần lo lắng cho ta đâu, bên cạnh ta còn có một vị quy tiền bối, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quy tiền bối sẽ ra tay giúp đỡ ta bất cứ lúc nào. Hoàng Sơn mệt tim muốn về hưu, vậy thì tốt, trước khi Bạch tiền bối trở lại, Thư Hàng tiểu hữu ngươi cứ ở chơi trên Lan Tây đảo hoặc là chờ mấy người Điền Thiên đến đón đi. Tống Thư Hàng, vậy tạm thời ta sẽ đi dạo trên đảo cũng được, phong cảnh nơi này rất đẹp. Bá Đao Tống Nhất, Thư Hàng tiểu hữu, vừa rồi có người báo cho ta biết, có một tán tu đạo nhân xuất hiện gần nhà của ngươi, hiện thân tiếp xúc với người nhà của ngươi, ngươi có quen đạo nhân này không? Hằng Hỏa Chân Quân online hỏi. Tán tu đạo nhân? Ta cũng không quen tán tu đạo nhân nào cả. Ngoại hình người đó ra sao? Tống Thư Hàng hỏi lại. Sau khi tiếp xúc với người nhà của ngươi, đạo nhân kia rời đi rồi. Ta sẽ sai người chú ý chuyện này, Hằng Hỏa Chân Quân đáp. Tống Thư Hàng, cảm ơn Hằng Hỏa tiền bối. Giờ hắn đã bước vào cảnh giới ngũ phẩm, có thể trình bày chuyện của bản thân với gia đình. Ừm, tìm cơ hội nói cho ba mẹ biết chuyện mình là tu chân giả thôi. Có gì đâu, chờ Thư Hàng tiểu hữu ngươi trở về, có rảnh nhớ đến thế giới Kim Liên của Nho gia bọn ta làm khách nhé. Y con mặt cười, Hằng Hỏa Chân Quân nói. Nho gia cũng học theo Tống Thư Hàng, chuyển mảnh vỡ thiên đình viễn cổ vào trong thế giới Kim Liên, nhưng quá trình không được thuận lợi lắm. Thế nên bọn họ muốn mời Tống Thư Hàng đến làm khách, xem thử có thể tìm ra cách giải quyết không. Không thành vấn đề, Tống Thư Hàng trả lời. Nhắc tới Nho gia, hắn lại nhớ tới con mắt thánh nhân Nho gia trong tay mình, đây cũng là đồ của Nho gia. Lại ở trong nhóm trò chuyện một hồi, sau đó Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút rồi mở danh bạ điện thoại tìm số. Sau khi sắp xếp lại lời nói, hắn bấm số gọi cho mẹ Tống. Chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu trong lòng đã quyết, không bằng hôm nay tiết lộ chút chuyện về tu chân giới cho mẹ Tống biết luôn. Chẳng mấy chốc đã có người bắt máy. Alo, Thư Hàng đấy à, có chuyện gì không con? Đã ăn cơm chưa? Mẹ Tống hỏi. Ăn rồi à, gần đây ba mẹ có khỏe không? Tống Thư Hàng hỏi thăm. Thật ra do mấy viên đan dược của dược sư tiền bối, bây giờ bụng của Tống Thư Hàng vẫn còn trướng, hoàn toàn không ăn được bất kỳ thứ gì. Khỏe lắm, không sao hết, con đừng lo lắng. Mẹ Tống cười đáp. Tống Thư Hàng lại vòng vo hỏi thăm gần đây trong nhà có khách đến thăm không? Nhưng hắn không hỏi thăm được gì về vị tán tu đạo nhân kia. Có lẽ trong suy nghĩ của mẹ Tống, vị tán tu đạo nhân kia chỉ là một người qua đường xa lạ. Ở đầu bên kia, vẻ mặt của mẹ Tống trở nên nghiêm túc. Mặc dù trước kia con trai cũng thường xuyên gọi điện về hỏi nhà có bình an không nhưng chưa bao giờ lải nhải nhiều chuyện vụn vặt giống như hôm nay. Quả nhiên con trai bị ảnh hưởng bởi chuyện sắp có em cư. Dù tỏ ra rất mạnh mẽ, cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng. Mẹ Tống cảm thấy mình đã đoán được suy nghĩ của con trai. Không ai hiểu con bằng mẹ mà. À mẹ ơi! Mẹ có tin trên thế giới này có sức mạnh siêu nhiên không? Tống Thư Hàng hỏi. Mẹ Tống lặng lẽ gật đầu. Quả nhiên bị ảnh hưởng bởi chuyện sắp có em. Bà là mẹ, lúc này phải an ủi con trai mới được, tuyệt đối không thể để trong lòng con trai sinh ra ám ảnh tâm lý. Thư Hàng, mẹ yêu con, đừng nghĩ quẩn con nhé.
Mẹ Tống dịu dàng nói. Tống Thư Hàn hỏi chấm, không sao hết, dù sau này trong nhà có thêm em trai hay em gái thì tình yêu của mẹ sẽ không bao giờ thay đổi. Tống mẹ tiếp tục an ủi. Tống Thư Hàn dở khóc dở cười, trí tưởng tượng của mẹ quá phong phú, suy nghĩ quá sâu xa, chuyện năng lực siêu nhiên thì có liên quan gì đến sắp có em ạ? Không phải vậy đâu mẹ, con không nghĩ nhiều, chỉ là gần đây con đang suy nghĩ. Đột nhiên Tống Thư Hàn không biết phải nói tiếp thế nào, tiếp tục bàn về đề tài năng lực siêu nhiên với mẹ Tống ư? Chỉ sợ mẹ Tống lại cho rằng hắn suy nghĩ nhiều vì chuyện sắp có em. Thôi, chờ lần sau về nhà lại nói tiếp về đề tài này vậy. Có một số việc không nói rõ qua điện thoại được, càng nói càng rối. Khụ, mẹ ơi, giờ con bận chút việc, con cúp máy trước đây. Tống Thư Hàn nói, phải nghỉ ngơi đầy đủ, đừng thức xem phim suốt đêm, phải sắp xếp thời gian làm việc nghỉ ngơi cho hợp lý đấy. Mẹ Tống dịu dàng dặn dò. Tống Thư Hàn, vâng ạ, con biết mà. Sau khi cúp máy, Tống Thư Hàn ngẩng đầu nhìn trời. Mà ở bên kia, sau khi tắt điện thoại, mẹ Tống suy nghĩ một chút rồi bắt đầu lên mạng tìm những mẫu truyện an ủi tâm hồn liên quan đến việc sắp có em nhỏ. Bà định sửa lại những mẫu truyện này rồi gửi cho Tống Thư Hàn, làm công tác tư tưởng cho con trai. Không thể hỏi ra lai lịch của vị tán tu đạo nhân kia, cũng không biết đối phương là vô tình hay cố ý tiếp xúc với người nhà của mình nữa. Tống Thư Hàn phất tay, tước yêu tiểu thải đang tu luyện trong thế giới hạch tâm bị chuyển ra. Báo cáo sư phụ, hôm nay ta đã hoàn thành bài luyện tập vung đao 10.000 lần, tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cũng có tiến bộ, hiệu quả của thực tiên yến quá tuyệt vời. Tước yêu tiểu thải vỗ cánh báo cáo, ngươi làm rất tốt. Tống Thư Hàn vỗ nhẹ nhẹ lên người tiểu thải, giờ vi sư sẽ giao một nhiệm vụ cho ngươi, rốt cuộc sư phụ cũng quyết định giao nhiệm vụ cho ta ư. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, sau khi trở thành đệ tử của sư phụ, ta vẫn luôn ở trong thế giới hạch tâm chăm chỉ tu luyện, chờ đến ngày phát huy tác dụng của bản thân. Tiểu thải vỗ cánh, đôi cánh biến thành màu hắc thiết, trên chóp cánh còn lóe lên ánh sáng lạnh. Nhiệm vụ của ngươi là bay về nhà ta ở thành phố Văn Châu, sau đó chú ý theo dõi, xem thử có tán tu đạo nhân nào đến gần nhà ta không. Nếu có, ngươi cũng đừng làm gì hắn, chỉ cần nhớ kỹ ngoại hình của hắn là được. Tống Thư Hàn nói, rõ thưa sư phụ. Tiểu thải chào theo kiểu quân đội, đi đi. À mà này, ngươi biết đường không? Tống Thư Hàn hỏi. Tiểu thải gật đầu đáp, sư phụ cứ yên tâm, trên người ta có một hệ thống định vị toàn cầu có cấu hình đặc biệt, trước kia phải tích góp linh thạch rất lâu mới mua được. Tống Thư Hàn, vậy ta lên đường đây thưa sư phụ. Tiểu thải dương cánh, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng nhiều màu, bay thẳng lên trời cao. Ta còn chưa nói hết mà. Tống Thư Hàn dở khóc dở cười, hắn đang định nói về vụ phần thưởng nhận được sau khi tiểu thải hoàn thành nhiệm vụ. Theo thói quen của nhóm Cửu Châu số 1, người nào thi hành nhiệm vụ đều sẽ được thưởng. Thôi kệ đi, chờ khi nào tiểu thải hoàn thành nhiệm vụ rồi lại nói đến chuyện phần thưởng vậy. Tống Thư Hàn lẩm bẩm, giờ đi dạo trên đảo nhỏ nào. Nhưng một mình dạo đảo nhỏ thật cô độc. Hắn lại nhìn vào trong thế giới hạch tâm. Quy tiền bối, thông nương, sở các chủ chỉ còn lại cái đầu, sở sở đang bế quan tu luyện, còn có Lý Âm Trúc đang ngủ say. Hình như không có ai thích hợp đi dạo với hắn hết. Trong lúc đang suy nghĩ, hắn bỗng nhìn thấy một đối tượng thích hợp, con rối tiên tử. Cô ấy đã hoàn thành việc sửa chữa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.